Lưỡi kiếm của Triệu Bân lóe lên ánh sáng vàng, cũng có huyền hoàng khí quanh quẩn, mang theo lực xuyên thủng hết sức khủng khiếp. Tất nhiên một đòn này cũng không uy hiếp được Vương Dương, ngay lập tức bị hắn ta hất tay hóa giải. Ăn hết cho ta. Vương Dương quát lên, ma sát mãnh liệt cuồn cuộn oanh tạc tới, biến thành cả một vùng ma hải. Triệu Bân vừa mới tung chiêu thì đã bị nhấn chìm gần như ngay lập tức, ma hải này hết sức quỷ dị, bên trong dường như còn ẩn chứa rất nhiều oán linh đang kêu rên hết sức thê lương, mà đáng sợ nhất còn chưa phải là những thứ này, đáng sợ nhất chính là bên trong ma hải còn có ma lực này có thể hóa diệt chân nguyên, cắn nuốt tinh khí, người có khí huyết dồi dào như Triệu Bân mà trong nháy mắt cũng bị sa sút tinh thần, chỉ sợ nếu còn kéo dài thì hắn cũng sẽ bị hút thành thây khô. Phá! Triệu Bân mạnh mẽ phản kháng, thi triển phách thiên trảm xé nát ma hải, thoát ra ngoài như dao long thăng thiên. Phong! Vương Dương điểm ngón tay, một tòa ma tháp từ trên trời giáng xuống. Triệu Bân cố sức muốn thoát nhưng sức hút của tòa ma tháp vẫn mạnh hơn, thân hình của hắn trong chớp mắt ngưng trệ, bị ma tháp chụp lên toàn thân. Triệu Bân có thể nhìn thấy lôi điện đang đánh ầm ầm trên đầu, hai lá bùa màu đen bay tới, nối liền thành xiềng xích khóa tay chân Triệu Bân lại. Xiềng xích này cũng có lực cắn nuốt chân nguyên. Mở. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng rồi thi triển khí thế thiên võ, chấn ma tháp vỡ thành từng mảnh. Thiên võ. Vương Dương lùi lại phía sau, trên nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ta không ngờ Triệu Bân còn có thể thi triển khí thế thiên võ, một võ tu cảnh giới huyền dương nho nhỏ không biết làm cách nào để có thể tu luyện được một bí pháp ghê gớm như vậy, chính vì không hiểu cho nên hắn ta mới trở nên vô cùng phấn khích. Triệu Bân trong mắt hắn ta lúc này đã không còn là con người mà chính là một tòa bảo tàng, một khi hắn ta bắt được Triệu Bân thì chắc chắn hắn ta sẽ chiếm đoạt hết tất cả, đan hải, võ hồn, năng lực tái sinh. Thiên võ. Bát Nhã đang bị phong ấn cũng lẩm bẩm, cô ta không ngờ Triệu Bân vẫn còn cất giấu lá bài tẩy này, nhưng so với Triệu Bân thì cô ta còn kinh hãi về Vương Dương hơn, chỉ mới qua ít lâu mà võ tu cảnh giới chân linh cô ta cứu lúc trước đã đạt tới cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Chiến lực của hắn ta còn có thể khiến cho đệ tử đứng đầu tỷ thí Tân Tông, Cơ Ngân, phải rơi xuống thế hạ phong. Càng như vậy thì cô ta càng hối hận, cô ta thật sự đã ra tay cứu một đại ma đầu. Trong khi cô ta lẩm bẩm thì Triệu Bân lại hộc máu, hắn đã trúng một chiêu của Vương Dương khiến cho trên ngực thủng ra một lỗ máu, nếu như hắn không tránh kịp thì tâm mạch của hắn đã bị xuyên thủng rồi. Yếu, quá yếu. Vương Dương nhe răng cười. Lại thi triển một loại bí pháp đáng sợ, trên bầu trời xuất hiện một lốc xoáy màu đen oanh tạc xuống, giữa lốc xoáy có một bàn tay ma thỏ ra muốn tóm lấy Triệu Bân. Bí pháp này có chút giống với bí pháp Đại Phật Kim Thân của Bát Nhã. Chỉ có điều đạo hạnh của Vương Dương vẫn còn quá nông cạn, cũng chỉ mới có thể thỉnh ra được một bàn tay ma. Ngoại đạo ma tưởng, Triệu Bân khẽ nheo mắt, hắn đã từng xem qua ma gia bí quyển, nhìn thấy đôi câu giới thiệu về bí pháp này. Nhưng hắn không ngờ Vương Dương cũng thông hiểu bí pháp này, chỉ mới thỉnh ra được một bàn tay ma khổng lồ mà đã có áp lực khủng khiếp đến như vậy, nếu như hắn ta có thể thỉnh ra một ngoại đạo ma tượng đầy đủ thì sẽ còn có bao nhiêu khủng bố. Trong những ngày qua rốt cuộc Vương Dương đã trải qua những chuyện gì? Bàn tay ma khổng lồ đã giáng xuống, mang theo uy lực chấn áp. Triệu Bân gầm lên một tiếng, cả thân thể của hắn bị áp lực bóp chặt, xương cốt bên trong cơ thể của hắn kêu lên răng rắc. Ngoại đạo ma tượng của Vương Dương mạnh hơn rất nhiều so với Đại Phật Kim Thân của Bát Nhã. Diệt, Vương Dương hừ lạnh một tiếng rồi quát lớn. Muốn tiêu diệt ta, khí huyết của Triệu Bân bốc lên, hắn lấy ra lang nha bổng của Man Đằng hung hăng quét ngang bầu trời, bàn tay ma vừa mới giáng xuống đã bị đánh văng ra xa. Lần này, đổi lại là Vương Dương kêu rên. Ngoại đạo ma tượng cũng có liên kết với chính thân thể của hắn ta, bàn tay ma bị đánh diệt thì hắn ta cũng bị phản phệ. Chắc chắn là hắn ta đã bị phản vệ rất dữ dội, xương ức dường như đã phát nổ một nửa, chỉ có điều hắn ta cũng có năng lực tái sinh, trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Phong! Triệu Bân kết ấn, ngay lập tức xuất hiện một chiếc chuông vàng từ trên trời chụp xuống. Đây cũng là bí pháp mà hắn đã học trộm từ tỷ thí Tân Tông, chính là bí pháp của Tiểu Vô Niệm. Chuông vàng hạ xuống đất khiến cho các kiến trúc gần đó đều sụp đổ. Đáng tiếc hắn vẫn không thể phong ấn được Vương Dương, chuông vàng trong chốc lát đã bị Vương Dương tách đôi ra. Phách thiên trảm.
Đúng lúc đó thì Triệu Bân đã vọt lên không trung chém ra kiếm quang dài 10 trượng mang theo kiếm uy hết sức mạnh mẽ. Ánh mắt Phương Dương lộ ra vẻ khinh thường, hắn ta thi triển bí thuật, trên đỉnh đầu xuất hiện một tấm khiên màu đen, Triệu Bân một kiếm chém vào tấm khiên, nhưng tấm khiên chẳng những không bị phá vỡ mà chính hắn còn bị chấn văng trở lại. Lại tới đây, Triệu Bân dịch chuyển trở lại, kiếm Long Uyên trong tay đã được thay thế bằng roi sắt đen chuyên dùng để đánh vào tinh thần. Dùng kiếm Long Uyên có thể thi triển bá đao phách thiên trảm thì dùng roi sắt đen cũng có thể thi triển. Hắn lăng thiên đánh xuống một roi, roi sắt đen đập xuống làm vang lên tiếng ông ông khiến cho tấm khiên đen của Vương Dương bị vỡ nát. Phụt! Vương Dương hộc máu, không phải do tấm khiên bị vỡ gây ra phản phệ mà là do tinh thần bị tổn thương nặng nề bởi năng lực kỳ lạ của roi sắt đen. Vốn roi sắt đen cũng vô dụng đối với hắn ta, nhưng Triệu Bân đã dùng võ hồn cộng hưởng với roi sắt đen, thêm vào long ngâm hổ gầm. Đây đều là những chiêu thức chuyên đánh vào tinh thần, một khi kết hợp thì có thể hình thành cộng hưởng hết sức khủng khiếp. Cho nên roi sắt đen lúc này trở nên rất lợi hại. Hự! Sau khi hộc máu, Vương Dương lại kêu rên. Trong chớp mắt khi thế của hắn ta xuống dốc không phanh, ma sát quay cuống hồn loạn, khi thì châm thấp lúc thì cuống bạo, nhìn thân thái của hắn ta còn tệ hơn cả thống khể, cán linh trong cơ thể hắn ta không ngừng dây dụa kêu rên, chắc chắn hắn ta đã bắt đầu bị phản phệ. Trong lúc nhất thời không thể nào trấn áp xuống được, mà một roi của Triệu Bân cũng đánh chúng không đúng thời điểm, làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của hắn ta, cho nên hắn ta mới gặp phải cán linh phản phệ. Trảm! Triệu Bân ngự kiếm Long Uyên chém bay đầu của Vương Dương. Cũng giống như đêm đó, Vương Dương vẫn đứng sừng sững không ngã, thân thể của hắn ta vẫn phóng ra phía sau, từ cổ mọc ra một cái đầu khác, hai mắt vẫn đỏ ngầu như cũ, sắc mặt thì càng lúc càng dữ tợn. Cái đầu bị chém bay của hắn ta đã hóa thành một vũng máu loãng. Điều này, Bát Nhã nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, đầu đã bị chặt rồi mà vẫn có thể mọc ra đầu mới, dựa vào đạo hạnh của cô ta thì chắc chắn không thể nào lý giải nổi, trên thế gian này còn có loại bí pháp đáng sợ như vậy sao? Như vậy thì làm sao có thể giết chết được hắn ta chứ? Chạy đi đâu? Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm, một tay cầm roi sắt đuổi theo Vương Dương như hình với bóng. Vừa truy đuổi vừa công kích, Triệu Bân đã giao chiến với Vương Dương từ trước đó rất lâu rồi, hắn biết rõ Vương Dương là một loại tà vật có thể hồi sinh ngay cả khi bị nổ tung thành từng mảnh chứ đừng nói là chỉ bị chặt đầu. Ngươi, không thể giết chết được ta đâu. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ áp chế oán linh phản phệ bên trong cơ thể. Sau đó hắn ta phất tay biến ra một lá cờ lớn màu đen, rồi lại phất cờ biến ra một trận ma phong muốn nuốt chửng Triệu Bân. Những oán linh bên trong trận ma phong đều dương nanh múa vuốt, muốn kéo Triệu Bân vào luyện ngục. Thiên lôi trận. Triệu Bân cắm thanh kiếm xuống đất khiến cho mặt đất biến thành một bãi lôi điện. Cảnh tượng sau đó hết sức khủng khiếp, đám oán linh lệ quỷ bị lôi điện đánh thành cho bụi, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Có lẽ đối với các oán linh thì đó cũng là một loại giải thoát, nếu không như vậy thì bọn họ sẽ mãi mãi bị Vương Dương khống chế, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Hự! Vương Dương lại kêu rên, thống khổ không chịu nổi, khuôn mặt dữ tợn cũng đã trở nên vặn vẹo. Là do hắn ta quá tham lam, cũng là do ma công quá mức bá đạo, đạo hạnh còn nông cạn như hắn ta không thể nào chống chịu nổi. Để tu luyện ma công này thì có rất nhiều sinh linh đã bị cắn nuốt, tất cả những sinh linh đó hóa thành oán linh mang theo nguồn ma lực khổng lồ mà hắn ta không thể áp chế nổi, chẳng những thế mà hắn ta còn có nguy cơ bị chính ma công của mình nuốt chửng. Chiến lực của hắn ta lúc này đã giảm đi rất nhiều, không chỉ khuôn mặt của hắn ta vặn vẹo mà ngay cả thân hình cũng biến dạng, dường như nó đang phồng lên giống như có một nguồn năng lượng cực lớn đang muốn nổ tung bên trong thân thể của hắn ta, đó chính là ma lực của oán linh đã tích tụ bấy lâu nay. Hắn ta cần có thời gian để trấn áp các oán linh. Nghĩ vậy, hắn ta lại càng chạy trốn nhanh hơn, cuối cùng đã lao thẳng vào khu rừng sau lưng như một luồng ma quang. Chạy! Triệu Bân quát lớn rồi đuổi theo Vương Dương vào trong rừng. Sau đó chỉ nghe thấy trong rừng núi truyền ra tiếng ầm ầm. Đó chính là âm thanh của trận đại chiến, cả hai người trong trận đại chiến đều đã biến thành hình thái đại ma đầu, một bên ma sát cuồng nộ, một bên huyết khí ngập trời, bọn họ chiến đấu từ chân núi lên đến đỉnh núi, từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, khắp nơi đều trở thành đống hỗn độn, trường ấn, quyền ảnh, đao mang, kiếm quang liên tục xuất hiện. Mỗi một lần va chạm đều có những vầng sáng màu đen lan tràn ra,
biết bao nhiêu cây cổ thụ cao che trời đều đã bị chặt đứt ngang thân, đất đá đều bị nghiền nát hoặc văng ra tứ tung. Nhìn từ bên ngoài người ta còn có thể nhìn thấy những đỉnh núi lần lượt sụp đổ. Cảnh giới huyền dương đánh nhau mà lại có thể tạo ra động tĩnh lớn nhường này, nếu như truyền ra ngoài ắt có thể khiến cho thế nhân khiếp sợ. Bát Nhã hết sức kinh hãi trước cảnh tượng đó. Đại Bằng đã mang cô ta đi, đặt cô ta ở trên lưng. Nó đang bay vòng vòng trên không trung, từ đây có thể nhìn thấy rõ trận đại chiến trên núi. Không khó để nhìn thấy Triệu Bân ở trên núi đang chiến đấu ác liệt, hắn công kích mạnh mẽ mà không quan tâm đến phòng bị, liên tục tìm thấy điểm yếu của Vương Dương để tiêu diệt, nhưng chính hắn cũng đã bị đánh tan xương nát thịt. Cũng may hắn có nền tảng vững chắc cộng với vạn pháp trường sinh quyết để khôi phục vết thương và đại địa linh chú để hấp thụ đại địa lực, truyền cho hắn nguồn chân nguyên ổn định giúp hắn có thể công phạt đối phương mà không chút kiêng kỵ. Nếu như không thể giết hắn ta trong lần thứ nhất thì cứ giết hắn ta thêm lần thứ hai. Nếu như lần thứ hai vẫn không giết chết được thì cứ giết tiếp lần thứ ba. Hắn không tin tà ma ngoại đạo, không tin rằng Vương Dương không thể bị tiêu diệt. Hự! Vương Dương liên tục trúng chiêu đến nỗi đứng không vững. Bị Triệu Bân công kích cũng chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề đối với hắn ta lúc này chính là bị oán linh phản phệ. Hắn ta cảm giác như có vô số sâu mọt đang cắn xé cơ thể của hắn ta, bên trong tinh thần của hắn ta lúc này toàn là những tiếng kêu rên thảm thiết của oán linh cộng với ma lực tràn ngập mà hắn ta không thể nào gánh nổi khiến cho hắn ta hoàn toàn không thể phát huy được chiến lược đỉnh cao, như vậy thì làm sao có thể chống đỡ được những đòn công phạt của Triệu Bân. Mạnh quá! Sắc mặt của Bát Nhã tái nhợt, cô ta đang nói đến Triệu Bân cùng Vương Dương. Hai võ tu cảnh giới huyền dương mà có thể san bằng biết bao nhiêu ngọn núi cũng đã đủ để chứng minh chiến lực nghịch thiên của bản thân. Một bên có ma lực vô hạn, một bên có khí huyết dồi dào, cả hai đều là yêu nghiệt trong số những yêu nghiệt. Quác, quác! Đại Bằng rít gào lên không ngừng, cũng không biết là do nó đang cổ vũ cho Triệu Bân hay là do nó đang mắng chửi. Có lẽ người mà nó mắng chửi cũng chính là Bát Nhã. Chính vì lòng từ bi không đúng chỗ của ngươi mà thế gian mới trở nên thê lương tột cùng, biết bao nhiêu sinh linh vô tội đã chết kia chính là kiệt tác của tín đồ Phật gia ngươi đó. Nếu như không phải Triệu Bân muốn đến đất Phật, nếu như không phải chủ nhân của ta muốn đi tìm hoa bồ đề thì cho dù ta chỉ là thú cưỡi ta cũng sẽ thay chủ nhân xé xác tín đồ Phật gia nhà ngươi ra. Những tiếng rít gào của nó, Bát Nhã dường như cũng có thể hiểu. Chính vì nghe không hiểu nên mới im lặng không nói gì, không biết là đang hối hận hay là thấy mù mờ. Dường như tâm nguyện hướng về nhà Phật mà cô ta ấp ủ đã nhuốm quá nhiều máu, hèn gì cơ ngân lại có thái độ thù địch với cô ta, có lẽ là vì trong số những sinh linh bị chết thảm đó có người thân và bạn cũ của cơ ngân. Cô ta đã cứu một người không nên cứu, làm đảo lộn luật nhân quả của hắn ta, khiến vô số người phải chết, cô ta mới là người có tội. Trong lúc cô ta lặng thinh thì Vương Dương lại phụt máu, hắn ta bị Triệu Bân chém bay bằng một kiếm. Nổ, Triệu Bân lạnh lùng hét lên một tiếng, hắn đã dán đầy bùa nổ trên người Vương Dương, hắn muốn một lần nữa cho tên ác ma giết người này nổ banh xác. Nhưng, bùa nổ không hề nổ, hoặc có thể nói là có lẽ trên người Vương Dương có một loại cấm chế nào đó chuyên khắc bùa nổ. Cũng đúng, hắn ta đã bị trúng bùa nổ một lần rồi, sao có thể không có phòng bị. Bùa nổ không có tác dụng với hắn ta. Đáng chết, ánh mắt Triệu Bân lạnh lùng, hắn lại cầm kiếm xông lên. Vương Dương nghiến răng nhưng lại không đánh nhau với Triệu Bân nữa mà quay đầu bỏ chạy. Hắn ta muốn tìm một nơi để luyện hóa oán khí trước, mặc dù sức tác động yếu nhưng với số đòn tấn nhiều thì cũng đủ khiến hắn phải khó chịu. Ngươi không chạy thoát đâu, Triệu Bân bám sát theo, khi đuổi kịp thì dùng hết tất cả những bí pháp mà mình học được trong đời với khả năng tối đa. Đánh cho Vương Dương bị thương khắp người, máu me phụt ra khắp chặng đường. Chân nguyên vô hạn sao? Sắc mặt Vương Dương rất hung hãn, hắn ta thật sự đã đánh giá quá thấp cơ ngân của Thiên Tông rồi, người có ma lực dồi dào như hắn ta mà có mấy lần cũng bị sụt giảm khí huyết. Dù tên cảnh giới huyền dương tầng 2 này có được đan hải thì cũng không thể nào có nhiều chân nguyên đến thế được, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh hơn, sức sống cuồn cuộn khiến hắn ta cũng thấy bất ngờ. Diệt! Triệu Bân lại đuổi theo, đánh Vương Dương lộn nhào chỉ bằng một chưởng. Cùng lúc đó, chém ra 9 nhát Chu Tiên kiếm, tạo nên 9 vết thương sâu hóm, đầy máu me trên người Vương Dương. Nhát đáng sợ nhất đã chém nứt nửa hộp sọ của Vương Dương. Nhưng những điều đó vẫn không cản được việc Vương Dương bỏ trốn, những vết thương trên người lần lượt phục hồi,
hộp sọ bị chém đứt một nửa cũng mọc ra trở lại. Triệu Bân bất ngờ, tên này còn chịu đòn giỏi hơn cả Sở Vô Xương. Ngươi không giết chết được hắn ta đâu, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu cái mạng, Triệu Bân vừa tấn công vừa hỏi. Thứ mà hắn ta tu luyện là một loại ma công bất diệt, dựa vào việc cắn nuốt sinh linh để gia tăng ma lực, cứ nuốt được một người thì sẽ nhốt một linh hồn trong cơ thể, linh hồn đó sẽ là một mạng, Nguyệt Thần nói. Triệu Bân nghe xong thì chau mày. Lần đầu tiên hắn nghe thấy bí pháp tà ác và đáng sợ như thế, hèn gì không đánh chết được Phương Dương, thì ra là vì tên đó có thể tự hồi sinh, hơn nữa không phải chỉ có một lần. Theo như Nguyệt Thần nói thì ít nhất Phương Dương cũng có đến mấy nghìn cái mạng, ai mà biết hắn ta đã nuốt bao nhiêu sinh linh rồi. Vậy thì ít nhất phải giết Phương Dương đến mấy ngàn lần, e rằng chưa kịp giết chết Phương Dương thì hắn đã mệt chết rồi. Hắn thật sự có khí huyết tinh nguyên không bao giờ cạn, nhưng điều đó không có nghĩa là có tinh thần và sức lực vô hạn. Lẽ nào không có cách nào đơn giản có thể giết chết được loại người như hắn ta sao? Triệu Bân lại hỏi. Có, tìm ra chân thân của hắn ta, Nguyệt Thần chậm rãi đáp. Chân thân hả? Chân thân bản thể của hắn ta, chặt đứt gốc là nhanh nhất. Vậy chân thân của hắn ta nằm ở đâu? Triệu Bân bất giác hỏi. Không có ở đây, ở một nơi rất xa, Nguyệt Thần vươn hông mệt mỏi rồi ngáp thêm một cái, Triệu Bân liếc mắt, có cách đó mà không nói sớm, làm ta phải đánh hết cả đêm. Thánh tử, lúc hai người họ đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Cứu ta, Vương Dương hét lên một tiếng rồi chạy thẳng về phía phát ra giọng nói. Thánh tử, Triệu Bân nghe thấy thì chau mày, chắc là đã hiểu ra được gì đó. Ma tử nói ma quân bất diệt chỉ còn lại 5 mạch kế thừa, mỗi mạch đều có thánh tử và nhất định Vương Dương là một trong số đó, chỉ là không biết hắn ta thuộc mạch nào thôi. Cũng tại hắn, đáng lẽ nên tìm ma tử nói chuyện đàng hoàng, hỏi han về truyền nhân của các mạch thì cũng không đến nỗi phải bị động như thế này. Giống như những gì ma tử nói, hắn ta là thánh tử yếu nhất trong 5 nhánh. Không nói đến thánh tử ma cung, chỉ nói đến Vương Dương thôi thì cũng đã mạnh hơn ma tử rồi, có nhiều mạng như vậy. Đến hắn cũng phải tốn rất nhiều công sức mới giết được hắn ta thì càng không cần nói đến ma tử. Theo sau tiếng nổ lớn, bầu trời phía xa như rung lên. Rất nhiều cao thủ đang ập đến, ma sát ngập trời, rõ ràng là chúng đang đến để cứu Vương Dương. Không thể không hèn rồi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, từ bỏ việc đuổi giết. Tạm thời hắn không thể giết chết được Vương Dương, nếu đợi đến lúc các cao thủ đuổi đến thật thì người bị giết sẽ là hắn. Với tình hình thế này thì chạy sớm mới là thượng sách, tìm chân thân của Vương Dương mới là con đường đúng đắn. Chạy đi đâu, Vương Dương giận dữ hét lên. Hắn ta đã không bỏ chạy nữa mà quay lại đuổi giết, muốn giữ chân Triệu Bân, đợi các cao thủ đến thì chuyện sẽ thành. Cút! Triệu Bân dùng chiêu thần long vẫy đuôi, đánh bay Vương Dương. Vương Dương vẫn chưa kịp đứng vững thì Đại Bằng đã phóng từ trên trời xuống, mang theo Triệu Bân bay vút lên trời. Thánh tử! Không lâu sau, mấy chục người đáp xuống, tất cả đều là cảnh giới địa tạng đỉnh cao. Tất cả đều là cao thủ của động ma, đương nhiên Triệu Bân không biết điều này, đến giờ hắn vẫn không biết Phương Dương là thánh tử nhà nào. Đuổi theo cho ta, bắt sống về đây. Phương Dương giống như một con chó điên, gầm rú liên tục. Cần gì hắn ta nói, mười mấy con huyết ưng đã bay vút qua bầu trời, trên lưng mỗi con huyết ưng đều có một người đang đứng. Bám sát khí tức của Triệu Bân, đuổi theo phía sau, người có thể đánh thánh tử thảm đến như vậy thì chắc không phải dạng tầm thường. Quạc! Đại Bằng nhanh như tia chớp, vút qua bầu trời như một ánh sáng màu vàng kim. Triệu Bân giơ tay lên, dùng mười mấy lá bùa tốc hành khiến tốc độ của Đại Bằng còn nhanh hơn nữa. Lúc này, ngụm máu mà hắn cố nhịn nãy giờ mới phun ào ra, hắn thật sự đã đập Vương Dương một trận, giết chết mấy cái mạng của Vương Dương, nhưng hắn cũng đã bị thương rất nặng. Hơn nữa còn bị nội thương. Là lỗi của ta, Bát Nhã khẽ nói, vẻ mặt hơi tái. Sau này ta sẽ đưa cô đến gặp những sinh linh bị chết thảm, đến mà nói với họ những chữ đó, Triệu Bân lạnh lùng nói, sự căm hận của hắn với Bát Nhã còn sâu đậm hơn cả với Vương Dương. Cô ta cứu Vương Dương một mạng đã hại chết bao nhiêu người vô tội chứ, nhà Phật đề cao nhân quả, đấy chính là nhân quả đẫm máu. Bát Nhã cụp mắt lặng thinh, cô ta có thể ngửi thấy mùi sát ý của Triệu Bân. Trời gây nghiệp thì còn có thể tha, người gây nghiệp thì không thể sống.
Cô ta chưa từng nghĩ sự từ bi của Phật lại trở thành con dao giết người. Còn cô ta thì lại là người ra tay. Đuổi theo, bắt sống cho ta. Sau lưng, tiếng hét của Vương Dương vang vọng khắp trời đất, rất nhiều cao thủ đuổi theo. Có lúc Bát Nhã quay lại nhìn, người mà cô ta từng cứu đã lộ ra dáng vẻ đáng sợ nhất, dù là ác ma ở địa ngục cũng không đáng sợ hơn hắn ta, mà tên ác ma đó lại do chính tay cô ta tạo ra. Nếu hắn ta thả đồ đao xuống thì liệu có thể thành Phật được không? Triệu Bân hỏi. Bát Nhã không nói gì, dù lục căn đã thanh tịnh nhưng lúc này cô ta vẫn thấy trong lòng rối ren. Đấy là nhân quả của cô ta, nếu cô ta vẫn còn muốn thành Phật thì cần phải độ Vương Dương trước. Khoác một chiếc áo cà sa cho hắn ta thì có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao. Đạo lý của nhà Phật các cô cũng thâm sâu thật đấy, đẫm máu đến mức khiến người ta phải thấy hãi hùng. Triệu Bân nói với giọng thản nhiên. Bát Nhã nghe thấy mấy lời đó thì giữa hai chân mày liền hiện lên vẻ đau khổ, chắc là chấp niệm muốn thành Phật đã xung đột với cảm giác hối hận, cái gì là thiện, cái gì là ác. Cô ta đã không còn phân biệt rõ được nữa rồi. Đêm nay, Triệu Bân bỏ trốn trong khó nhọc, mấy lần bị đuổi kịp, mấy lần suýt mất mạng. Cũng may, mạng của hắn lớn, sau bao phen nguy hiểm cũng đã thoát khỏi được sự truy sát. Đáng chết! Vương Dương nổi giận, không ngờ lại để Cơ Ngân trốn mất. Phần lớn các cao thủ của ma quật đều chau mày, đến nửa đường mới biết đấy là Cơ Ngân của Thiên Tông. Cơ Ngân không là gì nhưng Thiên Tông của Đại Hạ thì không dễ dây vào. Với thiên phú của Cơ Ngân, sau này ít nhất cũng phải là phó trưởng giáo của Thiên Tông, chọc đến một nhân vật lớn như thế thì e rằng ma quật sẽ không thể có được kết quả tốt, họ không muốn bị trấn ma ti của Đại Hạ nhắm vào đâu. Ta muốn hắn chết. Vương Dương nghiến răng nói. Hắn ta đã dùng thân phận của thánh tử ma quật để ra mệnh lệnh đó. Đương nhiên các cao thủ của ma quật không dám làm trái mà sẽ chấp hành nó, còn về việc làm sao để chấp hành thì tùy bọn họ, nếu như có thể thì sẽ giết người diệt khẩu, còn nếu sự việc vỡ lỡ thì sẽ tìm La Sinh Môn đi ám sát. Thánh tử, gần đây nhà họ ma có động tĩnh lớn. Một lúc lâu sau mới nghe thấy một ông già nhỏ tiếng nói. Nói. Vương Dương lạnh lùng nói. Hình như sắp đi cứu người nhà họ Triệu đang bị áp giải về đế đô. Nhà họ Triệu nào? Nhà họ Triệu ở thành Vong Cổ. Có thiếu chủ Triệu Bân của nhà họ Triệu trong đó không? Vương Dương vội hỏi. Không có, Hoàng Ảnh Vệ đang truy nã hắn ta khắp nơi. Tốt lắm, Vương Dương cười nham hiểm, tiết lộ tin ma gia sắp cướp tù cho Hoàng Ảnh Vệ. Lấy tin tức này để đổi vài người nhà họ Triệu về đây thì chắc Hoàng Ảnh Vệ sẽ không phản đối đâu. Thánh tử cần người nhà họ Triệu làm gì? Ánh mắt của các cao thủ đều đầy vẻ thắc mắc. Đương nhiên là có chỗ dùng, Vương Dương liếm đầu lưỡi đỏ thắm, đã lâu lắm chưa gặp Triệu Bân rồi, hắn ta thật sự thấy nhớ, nếu như đã không tìm thấy Triệu Bân, vậy thì dùng người nhà Triệu Bân làm mồi nhử, dụ Triệu Bân ra. Quạc! Trên bầu trời xanh rộng lớn. Đại bằng sải cánh bay. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên lưng nó, khóe miệng không ngừng chảy máu, hắn vẫn còn đang trị thương. Vì trận truy sát, hắn đã bị ép đến một vùng đất hoang vu, nếu như không xem bản đồ thì hắn cũng không biết giờ mình đang ở đâu nữa, chỉ biết đang bay về phía nam. Ý định về thành Vong Cổ vẫn không thay đổi, tình hình liên tục thay đổi, phải nhanh chóng đón người nhà họ Triệu, hơn nữa, còn phải mời một số người giúp đỡ hộ tống. Dù sao thì đường đi xa xôi, hơn nữa. Cả nhà có lớn có nhỏ, một mình hắn không thể nào lo hết được. Người mà hắn nghĩ đến là nhà họ ma. Tìm ma tử mượn ít cao thủ thì chắc tên đó cũng sẽ không từ chối. Bát Nhã vẫn còn đang bị phong ấn chặt ở bên cạnh, cô ta nằm im nhưng lại ngủ không an giấc, chân mày lúc trao chặt, lúc giãn ra như gặp phải ác mộng, mỗi lần chân mày giãn ra thì lại có ánh sáng Phật từ trên người phát ra. Không biết đến lúc nào thì thần sắc của cô ta mới bình thường trở lại. Cô ta đã thay đổi, Phật quang tỏa khắp người, khiến cô ta trở nên thần thánh, không nhiễm bụi trần, giống như một vị Bồ Tát, giữa hai chân mày còn xuất hiện dấu ấn của Phật. Không ngờ cô ta đã đắc đạo khi ngủ say, hoặc cũng có thể nói là chấp niệm một lòng muốn thành Phật của cô ta đã khiến cô ta thức tỉnh, từ bỏ hết mọi tạp niệm. Không biết đến lúc nào, Triệu Bân đã tỉnh lại. Đại bằng kêu lên một tiếng quạc. Thời gian thông linh đã đến, nó đã quay về linh giới. Triệu Bân nhắm chuẩn về một hướng, phóng đi với tốc độ cực nhanh,
đến khi màn đêm buông xuống thì mới nhìn thấy một tòa thành cổ nhỏ. Hắn tiến thẳng vào thành, hy vọng có thám tử của nhà họ Ma bên trong, chủ yếu là muốn liên lạc với ma tử một cách nhanh nhất, mượn vài cao thủ, quay về thành vong cổ, đón người trong tộc đến núi bất tử, vậy là thành công. Hả? Hắn vào thành chưa được 3 giây thì lại quay ra trở lại, đứng dưới tường thành. Trên tường thành có dán một tờ cáo thị. Nói chính xác hơn là một tờ lệnh truy nã, bên trên đó là hình của hắn, không phải là khuôn mặt của Cơ Ngân mà là khuôn mặt của Triệu Bân. Mấy chữ Triệu Bân của thành vong cổ hiện lên rất rõ ràng trên lệnh truy nã. Sao lại như thế, Triệu Bân trao chặt mày. Hoàng ảnh vệ của đế đô không thể nào vô duyên vô cớ truy nã hắn được. Vậy thì nhất định là nhà họ Triệu đã xảy ra biến cố, vì tìm không được hắn nên mới ban lệnh truy nã. Lúc này, cả người hắn run lên, một dự cảm không lành bao trùm lấy tâm trạng của hắn. Cơ công tử hả, lúc hắn đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi phía sau. Triệu Bân quay lại, đập vào mắt hắn là một ông già tóc bạc, đang vòng tay, nhìn hắn với vẻ thăm dò. Ông là, Triệu Bân hỏi. Người nhà họ Ma, ông già tóc bạc cười he he. Ông nhận ra ta sao? Không nhận ra nhưng nó nhận ra. Ông già tóc bạc mỉm cười, đưa tay ra, trong lòng bàn tay có khắc một phù văn đã có từ khá lâu rồi, nó còn phát ra tia sáng dưới ánh trăng. Triệu Bân chỉ cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, hắn đưa mắt nhìn xuống thì mới biết có một phù văn hiện lên, giống hệt như phù văn trên bàn tay của ông già tóc bạc, hắn không hề biết trên người mình lại có phù văn như thế. Đấy là dấu ấn mà ma tử đã khắc lên người cậu để tiện tìm cậu. Ông già tóc bạc cười gượng, làm như vậy thì đúng là không phải lẽ cho lắm, làm Cơ Ngân đến giờ mới biết. Đương nhiên Triệu Bân không chấp nhận chuyện này, hắn vội hỏi, ma tử nhà ông đâu? Đã truyền tin cho cậu ấy rồi, đang trên đường đến đấy. Chắc là có việc gấp cần tìm cậu, ông già đưa tay ra, làm động tác mời và nói, mời tiểu hữu, chúng ta vào trong đại đi. Có biết tại sao Hoàng ảnh về lại truy nã Triệu Bân không? Triệu Bân hỏi. Không biết. Triệu Bân không hỏi thêm, đợi ma tử đến rồi hỏi ma tử còn đáng tin hơn. Tình báo của ma gia trải rộng khắp nơi, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn. Hai người một trước một sau băng qua con đường rồi dừng lại trước một tiểu viện. Triệu Bân đứng ngồi không yên, tâm trạng buồn bực chưa từng có. Chuyện liên quan đến an nguy của người trong tộc, cho dù không lo lắng cũng sẽ thấy luống cuống tay chân. Chẳng mất bao lâu, một con huyết ưng từ trên trời đáp xuống. Chạy đi đâu thế, tìm ngươi lâu lắm đấy, ma tử phủi phủi bụi bặm trên người. Tại sao Hoàng ảnh vệ muốn truy nã Triệu Bân, Triệu Bân không nhiều lời mà đi thẳng vào trọng điểm. Ma tử sững người, không ngờ rằng sau nhiều ngày gặp lại, Triệu Bân mở đầu thẳng thừng đến thế. Tại sao, Triệu Bân không nhìn ngang liếc dọc, trong mắt còn vằn lên tia máu. Nghe nói Tử Y Hầu muốn hạ người nhà họ Triệu, ép Đan Phượng Phù Dung phải nghe lời, ma tử báo cáo thành thật, ngoài Triệu Bân ra, nhà họ Triệu đã bị bắt hết, không một ai ngoại lệ, lúc này đang trên đường áp giải tới đế đô. Lệnh truy nã ở cổng thành chắc ngươi cũng thấy rồi, không tìm được Triệu Bân, Tử Y Hầu đích thân hạ lệnh truy nã, gần như dán kín từng tòa thành ở đại hạ. Tên tiểu tử đó cũng khá thật, lần đầu thấy đích thân Tử Y Hầu hạ lệnh truy nã, tới nay vẫn chưa bắt được hắn. Triệu Bân im lặng không nói, âm thầm thở phào một hơi. Nửa vế trước của ma tử, hắn nghe rất chăm chú, nửa vế sau gần như không nghe gì. Người trong tộc đang trên đường áp giải chứng minh họ vẫn còn sống, nếu còn sống thì còn khả năng giải cứu. Dù đã thở phào nhưng một thứ sát khí lạnh như băng vẫn sôi lên sùng sục ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn của hắn, nhắm vào Tử Y Hầu. Lão ta thực sự ra tay với Triệu gia, nực cười ở chỗ bây giờ hắn mới biết. Cũng trách hắn những ngày này lượn lờ ở bên ngoài, không tiến vào thành, càng không biết đến chuyện chóc nã. Ma tử nhíu mày, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng sát khí của Triệu Bân. Chính vì cảm nhận được nên ánh mắt của hắn ta mới trở nên kỳ lạ. Tại sao tên này quan tâm đến Triệu Bân thế nhỉ, còn cả sát khí này nữa, rốt cuộc nó nhắm tới ai? Từ khi hai người quen biết, đây là lần đầu hắn ta thấy Triệu Bân lộ ra sát khí đáng sợ đến thế. Phen này đến đây là để mời người giúp đỡ, ma tử ho khan một tiếng, cứ nhờ người ta mãi cũng ngại lắm chứ. Trùng hợp ghê, ta cũng có việc tìm người giúp đỡ, Triệu Bân vội vàng thu hồi cảm xúc, hắn muốn cứu người trong tộc. Không biết trận địa áp giải của Hoàng ảnh vệ thế nào,
nhưng chắc chắn một mình hắn không đối phó nổi, phải tìm ma tử giúp đỡ, dồn hết khả năng mượn một vài cường giả. Ngươi nói trước đi, ma tử cười hề hề, khó được khi cơ ngân mở lời. Giúp ta cứu người nhà họ Triệu, Triệu Bân nói ngay. Ngươi, cũng muốn cứu người của Triệu gia, ma tử nhớn mày. Sao thế, còn ai muốn cứu nữa, Triệu Bân sững sờ. Ngươi tưởng ta nửa đêm nửa hôm tới đây là vì nhớ ngươi chắc. Ma gia muốn cứu Triệu gia, Triệu Bân nghe xong mà mờ mịt. Thánh nữ nhà ta có chút căn cơ với Triệu gia, nhất định đòi cứu, ngăn cũng không ngăn nổi, ma tử cười gượng, vì chuyện này mà nội bộ ma gia chia rẽ hẳn, dù sao thì hoàng ảnh vệ không dễ gì chọc được đâu. Thánh nữ nhà ngươi, là ai thế, Triệu Bân thăm dò. Thúy Nhi, nói thật thì, ta cũng không biết thánh nữ tên gì, ma tử cười ngượng ngùng. Khóe miệng Triệu Bân giật giật, hóa ra thánh nữ ma gia và thánh nữ cũng có một nửa là đồng đạo. Thế nhưng, người tên Thúy Nhi kia, hắn không quen biết, phải nói tên thật mới biết được. Ngươi, tại sao muốn cứu Triệu gia, ma tử chọc chọc Triệu Bân. Ta với Triệu gia, cũng có căn nguyên, Triệu Bân hít một hơi sâu. Sao nhiều người dính dáng căn nguyên này nọ với Triệu gia thế? Ma tử lầm bầm trong lòng, không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Bân thêm một lần, đánh giá từ đầu đến chân. Chuyến đi này không phải là trùng hợp nữa, mà là quá trùng hợp, quá khéo. Hắn ta đến mời cơ ngân giúp đỡ, không ngờ cơ ngân cũng muốn mời hắn giúp, sau cùng mục đích còn giống nhau. Thế thì dễ xử lý rồi, hiếm có được lần hợp tác, huynh đệ đồng lòng, chí đồng đạo hợp. Triệu Bân cũng lẩm bẩm, thế này chẳng phải trùng hợp quá còn gì. Thúy Nhi đang đi về phía này, người ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu đấy, ma tử cười. Nói xong, hắn ta bồi thêm một câu, chưa biết chừng hai người quen nhau. Triệu Bân không đáp, hắn cũng muốn gặp thánh nữ của Triệu gia. Rốt cuộc là thánh thần phương nào, sao lại dính dáng tới Triệu gia? Vị này chắc là Bát Nhã của Thiên Tông. Ma tử đã ghé tới chỗ Bát Nhã, cũng nhìn từ đầu đến chân. Đám đệ tử mới gia nhập Thiên Tông, bao gồm dung mạo, tu vi, lai lịch này nọ, ma gia biết rất rõ, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Nói xong, hắn ta mới nhìn sang Triệu Bân, tuy không nói gì nhưng ngụ ý từ ánh mắt rất rõ ràng, hai người. Qua lại à, hay là bá vương ngạnh thượng cung trong truyền thuyết, nhìn đi, phòng ấn người ta cứng ngắc kìa. Người có biết Vương Dương không? Triệu Bân không rảnh nói nhảm, chỉ hỏi vào trọng điểm. Thánh tử của ma quật, ma tử đáp. Chẳng trách, Triệu Bân lầm bầm. Ngươi từng gặp à? Đâu chỉ từng gặp, còn giết hắn ta mấy lần. Chưa giết chết chứ, ma tử mỉm cười nhìn Triệu Bân. Bao nhiêu mạng như thế, giết chết được mới lạ, Triệu Bân lắc đầu bất lực. Đó là bất diệt ma thân quyết, ta cũng biết nè. Ngươi, cũng biết. Lần này đến lượt Triệu Bân nhìn ma tử bằng ánh mắt đánh giá. Đâu chỉ riêng ta, thánh tử của năm mạch truyền thừa đều biết, ma tử chậm rãi nói, nhưng tổ tiên ma gia đã dặn, bất kỳ ai cũng không được tu luyện công pháp này, bốn mạch khác cũng thế, nguyên nhân vì công pháp này tổn hại tới hỏa khí tự nhiên quá nhiều. Triệu Bân không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ma tử, bất diệt ma thân quyết bá đạo cỡ nào, người sẽ không tu luyện chắc. Sẽ không đến độ nửa đêm canh ba thường xuyên chạy ra ngoài đổ sắt chứ. Ma cũng chia làm tốt xấu, không phải bất cứ ai có ma cũng bất kham như người nghĩ đâu. Tuy ta không phải dạng người tốt đẹp gì, nhưng vẫn phân rõ thiện ác, ma tử liếc nhìn Triệu Bân, ngụ ý rất rõ ràng. Nếu ta mà luyện, người còn sống được tới hiện giờ à? Nếu ma ra luyện rồi, liệu có bị chèn ép tới mức không ngóc nổi đầu dậy không? Lời của ngươi, ta tin, Triệu Bân mỉm cười. Ngươi với Vương Dương có thù à, ma tử hỏi. Không chết không thôi, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng đã là đáp án tốt nhất. Đồng chí à, hai chúng ta đúng là ăn ý. Ma tử nhếch miệng cười, cũng không biết là vì quá kích động, hay là vì quá cao hứng, hắn ta ôm lấy Triệu Bân lại đúng lúc Bát Nhã mở mắt, cô ta nhìn thấy cảnh này, lại giả vờ ngủ tiếp, có một câu nói thế này, phi lễ chớ nhìn. Nhưng đối với ma tử, lại không có vấn đề gì hết. Ăn ý, không phải chỉ là ăn ý hay sao, đều có hiềm khích với Tử Y Hầu, đều muốn cứu Triệu gia, đều muốn giết chết Vương Dương, hai nhân tài như thế này mà không kết thành liên minh, trời cao cũng không thể chịu đựng được. Ta biết chân thân của hắn,
Triệu Bân đẩy ma tử ra, chỉ sợ hắn ta sẽ đột nhiên hôn mình. Vậy mà ngươi lại biết điểm yếu của bất diệt ma thân quyết, điều này khiến ta rất bất ngờ. Ma tử cười, rồi ho một tiếng, ta cũng đang tìm chân thân của hắn, có trời mới biết hắn đang trốn ở đâu, e rằng đến người của ma quật cũng không biết. Ma vực tiền bối cấm tu luyện bất diệt ma thân quyết, hắn còn phá quy củ như vậy, vậy mà bốn mạch các ngươi lại không có hành động gì. Triệu Bân nghi hoặc nhìn ma tử, nếu trừng trị sớm, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy. Thứ hắn có được chính là truyền thừa của bất diệt ma quân, trên danh nghĩa. Chính là vua của năm mạch, ma tử hít sâu một hơi, ân oán truyền thừa của năm mạch đã có từ xưa, khác xa với những gì ngươi nghĩ, dựa vào một mạch của ma gia ta, cũng không làm gì được ma quật, hắn còn nuốt cả ma đồng, còn có gì mà hắn không làm được đâu. Ai là ma đồng? Triệu Bân hỏi một câu. Hậu thế duy nhất tồn tại trên đời của bất diệt ma quân Vương Dương có thể có được truyền thừa của bất diệt ma quân, chính là vì ma đồng. Ma tử lại thở dài, có quỷ mới biết hắn mê hoặc kiểu gì, mà có thể lấy được bất diệt ma thân quyết từ ma đồng, bí mật đêm đó, e rằng chỉ có Vương Dương mới biết. Hậu thế của ma quân đều bị giết hết rồi, ta cũng không thấy đám người của bốn mạch nổi dậy tấn công, quan hệ ngũ mạch truyền thừa nhà ngươi, đúng thật là kỳ lạ, Triệu Bân thở dài. Thế nên mới nói. Không đơn giản như ngươi nghĩ, ma tử lắc đầu. Khi hai người đang nói chuyện, một bóng người áo đen đi vào tiểu viện. Thúy Nhi tới rồi, ma tử nhấp một ngụm rượu, đường đường là thánh nữ ma gia, bị hắn ta gọi một câu Thúy Nhi liền mất hết hình tượng. Triệu Bân cũng quay người nhìn thấy kẻ được gọi là Thúy Nhi, hắn liền ngây ra. Hóa ra là người quen, mà người này chính là Phượng Vũ. Không sai, là Phượng Vũ, trên trán còn có chữ thù. Phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo, dường như đang chảy máu, ai thấy cũng giật mình ngạc nhiên. Quãng đời còn lại của ta, chỉ sống vì thù hận. Đây chính là câu nói cuối cùng Phượng Vũ nói trong đêm biệt ly đó. Cô ta vốn muốn đến khổ ngục cứu ca ca nhưng lại đến chiến trường, ở trong núi thây biển máu, cô ta cõng một xác chết còn mang gông cùm. Cho đến bây giờ, cái xác đó vẫn còn chôn ở biên quan, do chính Phượng Vũ chôn cất, cũng trong đêm đó. Cô ta đã thề độc chỉ sống vì thù hận. Không ngờ, Phượng Vũ lại làm thánh nữ của ma gia. Thật đúng là, kinh nghiệm kỳ lạ của Vương Dương, kinh nghiệm của Phượng Vũ cũng lạ lùng như vậy. Một người làm thánh nữ của ma gia, một người làm thánh tử của ma quật, ai cũng nhiễm truyền thừa của ma giáo. Chỉ không biết, Phượng Vũ đã giết được kẻ thù hay chưa? Nghĩ lại thì, chắc chắn cô ta vẫn chưa đạt được nguyện vọng, bằng không, trên trán cô ta cũng không khắc chữ thù. Kẻ thù của cô ta, chắc chắn không phải người thường, vì cô ta làm thánh nữ của ma gia, cũng không dám giết kẻ đó. Cơ công tử, chúng ta lại gặp lại rồi, Phượng Vũ cười. Phong thái của thánh nữ vẫn như cũ nhỉ, Triệu Bân cũng nở nụ cười, Phượng Vũ đã từng gặp hắn, hắn cũng không lấy làm lạ, đại chiến của Phượng Vũ và U Lan hôm đó, hắn cũng có mặt, chẳng những có mặt, hắn còn bị hai người đánh một trận, một người tẩu hỏa nhập ma, một người mất lý trí điên cuồng. Khiến cho hắn không phân biệt được phương hướng. Ba người bọn họ cùng rơi xuống sông, chắc là cùng được cứu sống, Phượng Vũ lúc tỉnh lại còn nhìn hắn, cũng có khả năng, không chỉ thấy hắn, mà còn nhìn thấy cả U Lan. Hắn đoán không sai. Ba người họ cùng được cứu, trong một căn nhà đá ở thôn Sơn Hà, còn từng chung giường chung gối. Trước khi Phượng Vũ và U Lan tỉnh dậy xong liền đánh nhau, đêm đó hắn nằm không cũng trúng đạn, bị xà nhà đập trúng. Còn bị đụng cho đầu óc rối mù, còn tiện ngủ thêm một giấc. Sao thế, hai người quen biết sao, ma tử nhìn Triệu Bân, rồi nhìn Phượng Vũ. Từng có duyên gặp mặt, Phượng Vũ khẽ nói, khi nói, cô ta còn nhìn qua ma tử, ánh mắt còn tỏ vẻ, nếu còn dám gọi ta là Thúy Nhi, có tin ta đạp chết ngươi hay không? Đúng là từng có duyên gặp mặt, Triệu Bân cũng nói một câu y hệt. Nếu đã là bạn cũ... Vậy thì cũng muốn cứu Triệu gia, thật là tốt, ma tử tặc lưỡi, hắn ta cứ cảm giác mình có chút dư thừa. Ngươi, cũng muốn cứu Triệu gia, Phượng Vũ ngạc nhiên nói. Ta có chút quan hệ với Triệu gia, Triệu Bân cười, trong lòng cực kỳ cảm kích Phượng Vũ, hắn chưa thể cứu được ca ca, nhưng cô ta lại giơ tay cứu giúp khi Triệu gia gặp nguy hiểm, hơn nữa còn đối đầu với Hoàng Ảnh Vệ, mối ân tình này, hắn đến chết cũng không quên. Vậy ngươi và ta đúng thật là có duyên rồi, Phượng Vũ lại cười, cũng bất giác nhìn Triệu Bân thêm một chút. Cô ta có cảm giác rất quen thuộc, từ khi tiến vào tiểu viện này là cô ta đã có cảm giác đó rồi,
cô ta luôn cảm thấy trước khi đến thôn Sơn Hà đã từng gặp người này. Đâu chỉ là gặp qua, còn chút nữa là làm gì rồi đó. Nguyệt thần nhìn rồi cảm thán, nếu không phải tên tiểu tử Triệu Bân này tâm trí kiên định, không bị cực lạc tán mê hoặc tâm trí thì giờ phút này có khi giờ đã có cô nàng xinh đẹp trước mắt rồi, có khi hắn còn cởi được cả quần áo rồi, Triệu Bân lại nhìn được thì vị thần như cô ta cũng không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Tú Nhi, đừng nói lung tung, Triệu Bân nhìn Nguyệt thần, cứu gia tộc quan trọng hơn, đừng có quấy rối ở thời điểm mấu chốt này, nếu tiết lộ thân phận của hắn cho Phượng Vũ thì chắc chắn sẽ rất xấu hổ, chuyện đêm đó quá. Tốt nhất là không nên nói tới. Hừ. Nguyệt thần lại không nghĩ vậy, cô ta nhắm mắt, muốn bổ thêm một đao nhưng nghĩ lại thôi. Gia tộc họ Triệu đều bị bắt hết rồi, hắn cũng không còn tâm tình nào để nói chuyện vô nghĩa, ít nhất cô ta cũng có chút ánh mắt mà. Nào, ma tử cũng lấy bản đồ rồi mở ra. Triệu Bân và Phượng Vũ thấy vậy liền bước tới. Theo tin tức tình báo thì quân áp giải sẽ tới đây, ma tử chỉ tay vào một chỗ nói. Triệu Bân không nói gì. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, cho dù chỉ nhìn qua bản đồ nhưng dường như hắn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của từng người trong gia tộc, tất cả đều bị nhốt trong cũi để đưa đến ngục giam ở đế đô. Ngày mai quân áp giải sẽ tới núi Thiên Mang, chi bằng chúng ta cứ ra tay ở đó, ma tử đề xuất với Phượng Vũ và Triệu Bân. Núi non mênh mông trùng điệp, không có người ở, nơi đó rất thích hợp, Phượng Vũ gật đầu. Tin tức Triệu gia bị áp giải tới đế đô ngay cả ma quật cũng biết sao, Triệu Bân hỏi. Trên khắp đại hạ nơi nào cũng có lệnh truy nã, muốn không biết cũng khó, ma tử nhún vai đáp. Triệu Bân khẽ cau mày, ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Ma quật biết, Vương Dương chắc chắn cũng biết, hắn ta có ân oán với Triệu gia, chỉ e rằng hắn ta sẽ không chịu ngồi yên. Người đang nghĩ gì vậy, ma tử cùng Phượng Vũ liếc mắt sang nhìn Triệu Bân hỏi. Ma quật cũng biết ma gia sẽ đi cướp tù nhân sao, Triệu Bân lại hỏi. Tám phần là biết, ma tử phủi phủi tay nói. Nội bộ ma gia cũng không sạch sẽ, chuyện cướp tù nhân ồn ào huyên náo thế này, ma quật không có lý do gì mà không biết. Triệu Bân lại trầm mặc. Nếu ma quật biết thì chuyện này rất khó giải quyết, không phải là do Triệu Bân sợ ma quật, hắn lại càng không sợ Vương Dương, nhưng hắn sợ Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti. Nếu như chuyện này lộ ra và bọn họ phái đến đây nhiều cường giả thì ma gia chắc chắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Ma quật thực sự có thể gây rắc rối sao, ma tử nói. Chắc chắn có thể, Triệu Bân nói với giọng khẳng định. Triệu Bân rất hiểu Vương Dương, tên đó hết sức thủ đoạn, lúc còn ở thành Vong Cổ thì hắn ta đã lên kế hoạch tự mình ám sát Triệu Bân không chỉ một lần, thậm chí còn thuê sát thủ La Sinh Môn ám sát Triệu Bân thêm nhiều lần nữa. Vương Dương và Triệu gia còn có thủ oán, bây giờ hắn ta biết Triệu gia đang bị áp giải đến đế đô thì hắn ta chịu ngồi yên mới là lạ. Bất luận là ma gia hay Triệu gia thì Vương Dương đều muốn diệt trừ, nói không chừng giờ này hắn ta đã truyền tin tức cho Hoàng Ảnh Vệ cùng Trấn Ma Ti biết, mượn tay bọn họ để tóm gọn đầu não ma gia. Ma đồng mà hắn ta còn dám nuốt thì có chuyện gì mà hắn ta không dám làm chứ, Phượng Vũ lạnh lùng nói. Như vậy thì chuyện này sẽ càng khó khăn hơn. Ma tử day day chán. Ra tay ở đây đi, Triệu Bân chỉ vào một chỗ khác trên bản đồ, chỗ mà hắn chỉ chính là một sơn cốc có tên Quỷ Cốc, cách núi Thiên Mang khoảng hơn 300 dặm. Quỷ Cốc cách thành cổ Hạo Thiên mấy chục dặm, ra tay ở đó rất dễ khiêu khích tới quân đội đại hạ đang đóng quân ở thành Hạo Thiên, ma tử trầm ngâm nói, đây là con đường ngắn nhất dẫn tới quỷ môn quan đó. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, Triệu Bân nói. Ngươi không nghĩ đến chuyện ma quật sẽ truyền ra thông tin ma gia muốn cướp tù nhân ở núi Thiên Mang cho Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti biết hay sao? Tới lúc đó thì Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti và cả ma quật chắc chắn đều sẽ chạy tới. Dương Đông kích Tây, ma tử nhướng mày hỏi. Tốc chiến tốc thắng, Triệu Bân quả quyết nói. Ma tử không nói, chỉ liếc nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Ma quật đã biết được tin tức cho nên đi đến núi Thiên Mang cũng tức là đi vào con đường chết. Cho dù ma gia có dốc toàn lực thì cũng không thể nào đấu lại Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti, vì vậy, việc đi một bước mạo hiểm nhưng bất ngờ vẫn rất cần thiết. So với Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti thì quân đội đại hạ vẫn dễ thở hơn rất nhiều đối với bọn họ, Triều Dương Đông kích Tây này hoàn toàn khả thi. Ba người thương lượng đã có hai người gật đầu, cho nên ma tử cũng không nhiều lời thêm nữa.
đi. Ba người cùng nhau bước ra khỏi tiểu viện, không còn bao nhiêu thời gian, phải tiến hành triệu tập cường giả, trước khi đi Triệu Bân còn để lại hai phân thân của mình canh giữ Bát Nhã. Đợi sau khi chuyện cướp tù nhân xong xuôi thì hắn sẽ tiếp tục đi tìm đất Phật và Hoa Bồ Đề. Ta đã tìm được một chỗ rất tốt, Triệu Bân nở nụ cười nói khi ở trên lưng Huyết Ưng. Tốt cỡ nào, Ma Tử nhấp một ngụm rượu hỏi. Chờ cướp tù nhân xong thì ta sẽ dẫn người đi xem, Triệu Bân cười thần bí nói, chỗ tốt mà hắn đang nói tới tất nhiên là núi Bất Tử và Thành Thiên Thu, Ma Tử đã không giấu giếm hắn thì hắn cũng không nên giấu giếm Ma Tử, chỗ đó rất thích hợp để làm nơi tránh nạn, nếu như Ma Gia gặp nạn thì hắn cũng sẽ vui lòng mở rộng cổng thành. Ma Gia nguyện ý cứu Triệu Gia, phần ân tình này hắn sẽ không bao giờ quên. Ta đây cũng muốn xem cho thật kỹ, Ma Tử nói nhưng cũng không quá để tâm. Ta đường đường là thánh tử Ma Gia, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua đâu, cả đế đô ta đã dạo qua không biết bao nhiêu vòng rồi, còn có chỗ nào tốt hơn đế đô chứ? Sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu, Triệu Bân không nói thêm nữa, ngay cả Nguyệt Thần cũng nói đó là chỗ tốt, nếu như Ma Tử nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc. Ta và ngươi đã từng gặp nhau trước đây chưa? Phượng Vũ nhỏ giọng hỏi. Chưa từng gặp. Triệu Bân suy nghĩ một giây. Cuối cùng hắn vẫn không tiết lộ thân phận của mình, hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói ra bí mật này nhưng không phải bây giờ, chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu Triệu Gia. Phượng Vũ im lặng, càng nhìn hắn thì cô ta lại càng cảm thấy quen, cứ như đã từng gặp hắn ở đâu rồi. Đêm nay không hề yên bình. Có không ít cường giả Ma Gia đã đến, ai cũng mặc quần áo đen ẩn thân vào màn đêm. Sau khi nhóm cường giả đầu tiên rời đi thì nhóm cường giả thứ hai mới hành động. Tất cả đều là người thuộc dòng chính của Ma Tử và Phượng Vũ, đều là những người đáng tin cậy, bọn họ đang âm thầm thâm nhập vào quỷ cốc trước. Dưới địa cung của Ma Quật, Vương Dương đang nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, khoái trá hấp thụ huyết khí, phía dưới ghế ngồi của hắn ta có vô số thây khô, bên trong tầm cung của hắn ta còn có một huyết trì đỏ tươi chói mắt, không biết đã chứa máu của bao nhiêu sinh linh vô tội, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên thê lương vang lên bên trong đó. Đại ma đầu này giết người không ghê tay, trên nét mặt còn tỏ ra hết sức hưởng thụ. Cảm giác cao cao tại thượng thực sự rất tuyệt vời. Thánh tử, Ma Gia có động tĩnh, một lão già áo đỏ bước vào báo cáo. Động tĩnh ở chỗ nào, Vương Dương không thèm mở mắt, chỉ thản nhiên hỏi. Núi Thiên Mang. Truyền tin cho Hoàng Ảnh Vệ đi, Vương Dương âm hiểm cười nói. Lão già áo đỏ gật đầu, xoay người rời đi, nhưng chỉ đi được mấy bước thì lão ta lại quay lại. Hít sâu một hơi rồi mới nói, thánh tử, ta có chuyện muốn nói, không biết có nên nói hay không. Nói, Vương Dương thản nhiên đáp. Năm dòng truyền thừa đã có hiệp định từ lâu, nội chiến giữa các dòng truyền thừa tuyệt đối không được để Hoàng Ảnh Vệ nhúng tay vào. Ta làm việc còn cần ông dạy hay sao? Vương Dương mở mắt ra, lạnh lùng đe dọa. Vâng, lão già áo đỏ còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói một tiếng rồi xoay người rời đi. Sau khi lão ta rời đi thì Vương Dương lại nằm xuống, nở nụ cười đắc ý lẩm bẩm, Triệu Bân, ngươi phải thích món quà lớn mà ta tặng ngươi đó. Vào sáng sớm thì mấy người Triệu Bân đã đáp xuống một sơn cốc. Sơn cốc dài hẹp và sâu thẳm, bên trong có núi rừng trùng điệp, cành lá tùm, vẫn khá âm u ngay cả vào ban ngày, nói là hoang sơn dã lĩnh thì cũng không đi để diễn tả. Ở bên ngoài thành Hạo Thiên thì nơi đây chính là nơi tốt nhất để cướp của. Nơi đây là quỷ cốc. Theo truyền thuyết, vào lúc đêm khuya thanh vắng, trong sơn cốc này sẽ vang lên tiếng kêu rên của lệ quỷ. Tên gọi quỷ cốc được bắt nguồn từ đó. Kỳ thực tất cả đều là nghe nhầm đồn bậy, tự mình dọa mình mà thôi. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy địa thế của sơn cốc này rất kỳ lạ, trông cực kỳ giống một loại nhạc khí, mỗi khi có gió thổi mạnh qua thì liền vang lên nhưng âm thanh u nghe như tiếng rên rỉ của lệ quỷ. Nói thẳng ra thì đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên nhưng lại bị con người thêu dệt nên một câu chuyện đáng sợ đằng sau mà thôi. Nhưng thật sự có không ít người thích nghe những câu chuyện thêu dệt giật gân như vậy. Tách riêng ra trốn đi, Ma Tử ra hiệu. Không cần hắn nói thì cường giả Ma Gia cũng sẽ tản ra tự tìm những nơi bí mật để ẩn thân, có người dùng cành lá để che giấu hình dạng, có người dùng bùa để che giấu khí tức, cũng có người dùng thuật tàng hình để giấu kín tung tích. Hơn nữa nhưng vị trí được chọn cũng hết sức đặc biệt, lối ra vào khu vực bị chặn kín, nhất định không ai có thể chạy thoát. Triệu Bân đã lấy kính viễn vọng ra nhìn xung quanh, hắn có thể nhìn thấy những ngọn núi xung quanh quỷ cốc.
Nhìn ra xa hơn hắn còn có thể mơ hồ thấy một tòa thành cổ rộng lớn, chính là thành Hạo Thiên của Đại Hạ. Chẳng bao lâu nữa xe của tù nhân sẽ từ thành Hạo Thiên đi ra ngang qua sơn cốc này. Bọn họ chỉ cần ngồi ôm cây đợi thỏ. Ma gia làm việc thì ngươi cứ yên tâm, Ma Tử nhấp một ngụm rượu rồi nói. Không thể nào yên tâm, Triệu Bân thuận miệng nói ra một câu. Ma Tử ho khan một tiếng, hắn ta có thể hiểu được ý tứ của Triệu Bân. Lần trước đi ám sát Lữ Trác hai người bọn họ suýt chút nữa đã ngã xuống vì thông tin tình báo thiếu sót. Triệu Bân không trả lời nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía thành Hạo Thiên như muốn nhìn thấu nó. Người nghĩ Triệu Bân đã chạy đi đâu? Chỉ có quỷ mới biết, hắn đã bị truy nã khắp Đại Hạ rồi. Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết thì Triệu Bân không có ở Triệu gia khi Hoàng Ảnh Vệ đến thành Vong Cổ bắt người. Trong lúc chờ đợi thì mấy cường giả Ma gia đã xì xào bàn tán rất nhiều. Trước khi xe chở tù nhân tới còn rất nhiều thời gian, bọn họ tất nhiên sẽ tìm chuyện để nói, cho nên bất giác đã nói đến chuyện của Triệu Bân. Hắn chỉ là một tên tiểu võ tu nhưng lại chọc đến Tử Y Hầu phải đích thân hạ lệnh truy nã, vậy mà cho đến nay vẫn chưa bắt được hắn. Không ngờ hắn lại có thể trốn thoát được sự truy nã của Hoàng Ảnh Vệ, đúng là quá giỏi. Triệu Bân vẫn không nói một lời, chỉ nhìn chừng chừng về phía thành Hạo Thiên. Lúc này nếu như hắn lộ ra thân phận của mình thì trong sơn cốc chắc chắn sẽ trở nên rất náo nhiệt. Không ai có thể ngờ được Triệu Bân của thành Vong Cổ đã thành công trà trộn vào Thiên Tông từ lâu. Ngoại trừ Thanh Giao thì không có ai biết được thân phận thực sự của hắn. Nếu như nói Cơ Ngân và Triệu Bân là cùng một người sợ rằng cũng không có ai tin. Xe tù nhân đã ra khỏi thành chưa? Phượng Vũ hỏi một lão già đứng bên cạnh. Ta đã phái người đi xem xét, tin tức sẽ sớm truyền đến thôi, lão già nói. Nói thử ta nghe xem, tại sao người lại trói Bát Nhã? Ma Tử chọc chọc Triệu Bân hỏi. Còn vì sao nữa, chính là bởi vì cô ta rất xinh đẹp, Triệu Bân tùy ý nói. Ma Tử giật giật khóe miệng. Xinh đẹp mà cũng bị trói, cái lý do quỷ quái gì đây? Năm dòng truyền thừa từ thời ma vực là như thế nào? Triệu Bân vừa quan sát vừa hỏi. Năm dòng truyền thừa gồm có Ma gia, Ma quật, Ma cung, Ma sơn, Ma điện, Ma tử không giấu giếm, có thời gian thì cũng nên mở rộng hiểu biết cho Triệu Bân một chút. Ma quật là dòng truyền thừa của nhị ma tướng có hang ổ ở Tây Nhạc, Ma cung là dòng truyền thừa của tứ ma tướng hoạt động ở Nam Châu. Ma Sơn là dòng truyền thừa của lục ma tướng đang ẩn thân ở Bắc Cương, Ma Điện là dòng truyền thừa của bát ma tướng, sống ở một hòn đảo nhỏ tại Đông Hải. Về phần đất ma thì đã sớm bị Đại Hạ đánh diệt, hiện giờ bị Trấn Ma Ti chiếm lĩnh, trở thành nơi lịch luyện của đệ tử Thiên Tông, bên trong đó vẫn còn ẩn giấu không ít bảo bối cùng cơ duyên, tất nhiên cũng đi kèm với rất nhiều cạm bẫy hung hiểm, có 108 đệ tử chân truyền Thiên Tông đã bị tiêu diệt ở bên trong đó chính là minh chứng tốt nhất cho mức độ hung hiểm. Ma Điện ở Đông Hải, Ma Quật ở Tây Nhạc, Ma Cung ở Nam Châu, Ma Sơn ở Bắc Cương, Triệu Bân nhẩm lại một lần, không khỏi thổn thức tặc lưỡi nói, phân bố khắp bốn vùng lãnh thổ lớn của Đại Hạ. Nói xong hắn còn nhìn sang Ma Tử hỏi, vậy Ma gia nhà ngươi ở đâu? Đánh du kích, Ma Tử ho khan nói. Đánh, du kích, Triệu Bân nhướng mày. Bọn ta cứ giam bữa nửa tháng là lại phải chạy tới chạy lui. Nội bộ có bốn dòng truyền thừa đều muốn thôn tính Ma gia, bên ngoài có Trấn Ma Ti muốn xử lý sạch sẽ Ma gia, không thay đổi vị trí thường xuyên thì ở lại chờ bị tiêu diệt à. Ma gia người có nhiều người không? Triệu Bân hỏi. Ma gia có rất nhiều người, bốn dòng truyền thừa kia cộng lại cũng không bằng Ma gia ta, chỉ là có ít người biết tới mà thôi. Ma Tử cười nói, đó là lý do tại sao mạng lưới tình báo Ma gia ta lại có thể trải rộng tứ phương. Đáng tiếc cho dù có nhiều người nhưng lại không có nhiều cường giả, bởi vì việc tu luyện hao tốn rất nhiều tài nguyên. Phần lớn người của Ma gia đều chỉ đạt tới cảnh giới chân linh và cảnh giới huyền dương, không thể nào vùng lên được, nếu không thì cũng không phải ngày ngày chịu cảnh bị ức hiếp, ngay cả ta cũng bị đánh đến nỗi chai lì, da dày hết cả lên. Phượng Vũ liếc nhìn hắn ta một cái rồi nói, da mặt ngươi dày là do bị đánh hay sao? Là do ngươi có da mặt dày bẩm sinh rồi. Cô ăn nói như vậy rất dễ bị người ta đánh đó, Ma Tử bĩu môi nói. Đợi chuyện này qua đi thì ta sẽ tìm cho Ma gia ngươi một chỗ tốt, Triệu Bân vỗ vai Ma Tử nói. Chỗ tốt mà Triệu Bân nói tới chính là núi Bất Tử, ít nhất thì Ma gia hắn ta không cần phải ngày ngày lo lắng hãi hùng,
dù sao thì ma gia hắn ta cũng có nhiều người cho nên đã có sẵn sự lớn mạnh rồi. Ma tử không để ý lắm đến lời Triệu Bân nói. Chỗ tốt đều đã bị người ta chiếm hết từ lâu rồi, làm gì còn có chỗ tốt nào để đến. Triệu Bân chưa nói rõ ràng, chờ ma tử được tận mắt nhìn thấy thì hắn ta chắc chắn sẽ hết sức vui sướng. Thời gian chờ đợi rất dài. Triệu Bân cảm thấy mất hết kiên nhẫn, trời đã sáng rồi, xe chở tù nhân đáng ra cũng phải tới đây rồi mới đúng. Do thám của ma ra đâu, ma tử nhìn lão già bên cạnh hỏi. Đang hỏi về do thám thì do thám đã tới, đó là một thanh niên áo đen đang vội vàng chạy lại phía này. Tình hình thế nào rồi, ma tử hỏi. Trước đó không lâu thì thành Hạo Thiên đã phong tỏa, thanh niên áo đen vội vàng nói. Phong tỏa, tất cả những người có mặt đều cau mày, hỏi, vì sao lại phong tỏa? Nghe nói trong thành có người cướp xe tù nhân của Triệu gia. Cướp tù nhân, ở trong thành. Chuyện này khiến cho ngay cả Triệu Bân cũng cảm thấy kinh ngạc, bàng hoàng trở tay không kịp. Ai lại có lá gan lớn như vậy, dám cướp người ở trong thành? Phải biết rằng thành Hạo Thiên là nơi đóng quân của quân đội Đại Hạ, có quyền điều binh, sau khi phong tỏa thành và điều binh vào thành thì đừng nói tới cảnh giới địa tạng, ngay cả cảnh giới chuẩn thiên cũng đừng mong có thể thoát ra, trong tình huống như vậy mà vẫn có kẻ dám cướp người ở trong thành hay sao? Triệu gia đúng là có quan hệ sâu xa với không ít người, ma tử nói đầy ẩn ý. Nói xong thì hắn còn không quên liếc nhìn Triệu Bân và Phượng Vũ. Ngoài hai người ở đây thì vẫn còn có người khác muốn cướp tù nhân của Triệu gia sao? Phượng Vũ không rõ tại sao. Triệu Bân cau mày thật chặt. Hắn chính là gia chủ Triệu gia, hắn biết rõ Triệu gia có thực lực như thế nào, các thế lực mà Triệu gia kết giao phần lớn đều chỉ là gia tộc hạng ba, làm sao bọn họ dám ra tay lỗ mãng ở ngay trong thành Hạo Thiên, lại còn dám cướp tù nhân. Chuyện bắt đầu rắc rối rồi, ma tử nói. Kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi, ban đầu bọn họ lên kế hoạch cướp tù nhân ở núi Thiên Mang, sau đó vì nhiều chuyện lại phải đổi thành quỷ cốc, cuối cùng đợi cả ngày ở quỷ cốc chỉ để nhận được kết quả là tù nhân đã bị cướp trong thành Hạo Thiên. Chuyện này bọn họ không thể ngờ, sợ rằng ngay cả hoàng ảnh vệ cũng không thể ngờ, chỉ có quỷ mới biết được tại sao lại có kẻ dám cướp tù nhân ngay trong thành Hạo Thiên. Cũng có thể đây là âm mưu của hoàng ảnh vệ, cố tạo ra chuyện bí ẩn này để dụ rắn vào hang. Phượng Vũ nói. Không thể loại trừ khả năng này, ma tử trầm ngâm đáp, thành Hạo Thiên đã bị phong tỏa, bọn họ không có cách nào biết được có chuyện gì đang xảy ra trong thành, dù có tin tức cũng rất khó truyền ra. Vèo. Triệu Bân đã đứng dậy, hắn nhảy ra khỏi quỷ cốc, phóng thẳng đến thành Hạo Thiên. Đừng liều lĩnh, ma tử đuổi theo hắn, trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ, cái tên cơ ngân này có quan hệ sâu xa gì với Triệu gia. Tại sao hắn lại vội vàng lo lắng như vậy? Rút lui, Phượng Vũ hạ lệnh cho người dưới, sau đó cũng đuổi theo. Rút lui là đúng, tù nhân Triệu gia đã bị kẻ khác cướp trong thành, không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều hoàng ảnh vệ chạy tới đây, hay nói cách khác là sẽ có rất nhiều hoàng ảnh vệ chạy tới thành cổ Hạo Thiên, cường giả ma gia có ở lại đây cũng vô nghĩa. Vèo, tốc độ của Triệu Bân cực nhanh, lông mày của hắn vẫn đang cau lại rất chặt, ánh mắt mờ mịt. Hắn thật sự không nghĩ ra người nào có quan hệ sâu xa với Triệu gia mà lại dám tới thành Hạo Thiên cướp người. Hắn không khỏi nghĩ đến mẹ của mình, người có liên quan đến bí mật của Thiên Tông, nói không chừng mẹ của hắn còn có quan hệ với những thế lực thần bí, nếu như vậy thì mới có thể giải thích được. Chẳng mấy chốc mà hắn đã đi hết mấy chục dặm. Hắn nhìn thành Hạo Thiên, hàng rào phong tỏa của nó hết sức chặt chẽ và chắc chắn. Khi Triệu Bân đến nơi thì hắn còn thấy đại quân đóng ở cửa thành. Thành Hạo Thiên đã bị phong tỏa cho nên không ai có thể tiến vào, cũng không ai có thể bước ra, như thế thì tình hình bên trong cũng rất khó để truyền được ra ngoài. Là thế lực lớn nào mà can đảm quyết đoán đến như vậy, ma tử cũng đã tới nơi, hắn ta cảm thấy kinh ngạc không thôi, dám ở trong thành cướp tù nhân, cho dù có thể cướp được thì cũng không thể ra khỏi thành Hạo Thiên. Chẳng lẽ thế lực đó còn có đủ sức mạnh đối kháng với quân đội Đại Hạ hay sao? Triệu Bân chỉ yên lặng đứng nhìn. Hồi lâu cũng không nhúc nhích. Đôi mắt của hắn lúc này đã hằn đầy những tơ máu. Biết được người của gia tộc mình đang ở ngay trong thành Hạo Thiên mà hắn lại không thể nào vào trong được. Hoàng ảnh vệ tới rồi, không biết từ lúc nào đã nghe thấy tiếng Phượng Vũ khẽ thì thào. Ma tử ngoái đầu nhìn lại,
lọt vào trong tầm mắt của hắn ta chính là một đám mây lớn, chính xác mà nói thì đó là một bầy diều hâu lớn, trên mỗi một con diều hâu đều có chở theo một người, ngoài hoàng ảnh vệ thì còn có rất nhiều cường giả của trấn Ma Ti, bọn họ vốn đang chuẩn bị bao vây diệt trừ ma gia ở núi Thiên Mang, nhưng không ngờ tù nhân Triệu gia đã bị cướp ngay trong thành cho nên bọn họ mới chạy tới đây, muốn xem thử rốt cuộc là thế lực nào lại dám can đảm làm càn ngay trong thành, lần này đừng hòng có kẻ nào mong thoát ra được khỏi thành Hạo Thiên. Triệu Bân cũng ngoái đầu nhìn lại thì liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Ngô Khởi. Trước đó ở ngay cổng đế đô, Ngô Khởi đã bị hắn đánh tới bán thân bất toại, lại gặp phải thiên kiếp, thế mà chẳng bao lâu sau thể trạng của hắn ta đã có thể phục hồi như cũ, hơn nữa hắn ta còn được phục hồi chức quan, bây giờ đang hùng hùng hổ hổ dẫn theo hoàng ảnh vệ tới đây. Nhìn nét mặt của hắn ta rõ ràng là đang rất tức giận, chắc chắn là đang muốn tìm người để trút giận, vừa hay trong thành lại có kẻ không sợ trời không sợ đất, dám ở trong thành tác loạn. Ầm, ầm. Trên bầu trời vang lên những tiếng ầm ầm như thiên lôi sắp đánh xuống. Hiện tượng đó xuất hiện là bởi vì khí thế của hoàng ảnh vệ và trấn Ma Ti quá lớn, hai luồng khí thế khổng lồ kết hợp với nhau khiến cho sát khí tràn ra bốn phương, gây chấn động khắp bầu trời. Người của hoàng ảnh vệ và trấn Ma Ti đang tới đều là cường giả, phần lớn đã đạt tới cảnh giới địa tạng, hơn phân nửa đã đạt tới cảnh giới địa tạng đỉnh phong, thuộc dòng chính của Tử Y Hầu nhận lệnh tới đây. Chúng ta phải rời khỏi đây, Ma Tử quay lại nói. Phượng Vũ hít sâu một hơi rồi cũng rút lui. Trước khi rời đi thì bọn họ cũng không quên lôi Triệu Bân đi, tình thế đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ không có khả năng thay đổi được gì nữa. Dù có triệu tập hết toàn bộ cường giả ma ra lại đây thì chỉ sợ bọn họ còn không thể trở thành đối thủ của quân đội đóng trong thành Hạo Thiên chứ đừng nói tới hoàng ảnh vệ và trấn Ma Ti. Chuyện cướp tù nhân đã không còn khả thi nữa. Triệu Bân yên lặng đến đáng sợ. Đạo lý này hắn tất nhiên là hiểu, hắn không mạnh bằng người ta, muốn không phục cũng không được. Tìm thật kỹ cho ta. Hôm nay thành cổ Hạo Thiên náo nhiệt đến lạ, tiếng quát tháo vạng vọng cả vòng trời. Quan sát bầu trời, có thể thấy khắp các ngã tư đường là rất nhiều vệ binh đeo đao chạy tới chạy lui, đang lục soát từng nhà một, người vội vàng nhất vẫn là thành chủ thành Hạo Thiên, đầu đổ đầy mồ hôi, không ngờ có người lại dám ra tay ở thành Hạo Thiên nên mới thả lỏng cảnh giác, không kịp trở tay, bị cướp tù ở thành Hạo Thiên, ông ta gặp phải vấn đề khó, nếu trên kia trách tội xuống, e là ông ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thế thì nhất định phải tìm bằng được người đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sáng sớm tinh mơ, thành Hạo Thiên rối loạn, không thấy ai bày hàng quán, mọi người đều trốn trong nhà, cũng không có ai dám đi dạo trên đường, quân đội cũng đã được điều đến, hoàng ảnh vệ cũng ra mặt, cả trấn Ma Ti cũng tới, thế trận rất lớn, cảnh giới chuẩn thiên cũng phải ngoan ngoãn ngồi chờ. Thế lực nơi nào, lại có gan to bằng trời như thế? Vì một gia tộc nhỏ, lại có người dám đụng đến Tử Y Hầu. Lần này Triệu gia nổi tiếng thật rồi. Dù trên đường không có người nào dám đi dạo, nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn rất nhiều, tiếng thổn thức chậc lười cũng không thiếu, ai cũng đoán xem người ra tay là ai, cũng có nhiều người nghĩ đến Triệu Bân, cả Triệu gia chỉ có mình hắn chưa bị bắt, nếu hắn đi tìm nhiều cao thủ đến cướp tù thì cũng không phải là không thể, nhưng ngẫm lại, khả năng đó cũng không cao, một tiểu võ tu thì có thể làm được gì. Tìm thật kỹ cho ta. Tiếng la hét đầy tức giận lại càng nhiều, đúng là gặp ma mà, mấy trăm người, nói biến mất là biến mất, tìm bao lâu vẫn không thấy bóng người, cả thành đã bị phong tỏa, quân đội đóng ở khắp nơi, chẳng lẽ lại chạy được ư? Trong thành náo nhiệt thế nào thì ngoài thành cũng không hề thua kém. Phong tỏa thành, rất nhiều người không thể vào trong được, đều ngồi sắp lớp bên ngoài chờ. Tiếng bàn tán cứ vang lên mãi. Mỗi lần phong thành, chắc chắn sẽ có biến động lớn. Lần này đúng là động tĩnh không hề nhỏ, bố cáo truy nã Triệu Bân, truy nã tất cả các thành cổ ở Đại Hạ, nay, người Triệu gia bị cướp ngay trong thành, chẳng mấy chốc cũng sẽ nổi tiếng khắp nơi. Triệu Bân cũng ẩn nấp trong đám đông nhìn về phía thành Hạo Thiên. Không phải không cứu, lần này thật sự không thể cứu được. Ma Tử ho khan, đang nói với Triệu Bân, cũng là nói với Phượng Vũ. Cả ma gia cùng hợp lại cũng không thể cứu nổi người Triệu gia, hoàng ảnh vệ và trấn Ma Ti đều đề phòng cả rồi, để bảo đảm không có bất kỳ biến cố gì, nói không chừng còn có cả quân đội áp giải suốt dọc đường, đội hình như thế, lấy cái gì để đánh lại, niềm tin và hy vọng à.
Ngẫm lại cũng đúng, đầu bị lừa đá hay gì, lại đi cướp tù ngay trong thành. Lần này, uổng khí công sức rồi. Phượng Vũ thở dài. Không đúng, Triệu Bân thì thào, xuyên qua đám đông. Hắn cúi đầu, đi tới đâu quan sát tới đó, vừa đi vừa thì thầm. Ma Tử và Phượng Vũ thấy thế bèn đi theo. Triệu Bân không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu nhìn cứ như đang tìm bảo bối. Ma Tử và Phượng Vũ chẳng hiểu mô tê gì, cũng cúi đầu tìm theo hắn, hắn đang tìm cái gì thế? Tất nhiên là tìm người. Đó sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Cân nhắc theo góc độ khác, nếu hắn cướp tù ngay trong thành, chắc chắn sẽ để lại một đường lui, nếu không dù có cướp tù cũng sẽ bị tóm, làm gì có chuyện thế lực cứu người Triệu gia không biết chuyện này, trừ khi đầu óc có vấn đề. Vì vậy chắc hẳn phải có một con đường dưới lòng đất mà không ai hay biết, nối thẳng vào thành Hạo Thiên, cứu người rồi men theo đường hầm để chạy trốn. Nếu thế thì mọi thứ có thể giải thích được. Ngừng, Nguyệt Thần đang chợp mắt đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân cũng dừng lại ngay sau đó, chờ mong nhìn Nguyệt Thần. Một cái hố thật lớn, Nguyệt Thần vẫn chưa mở mắt nhưng lại thổn thức lên tiếng. Thật sự có đường hầm dưới lòng đất ư, hai mắt Triệu Bân sáng ngời. Ngay dưới chân ngươi, 9.000 trượng, Nguyệt Thần chậm rãi nói. 9.000 trượng. Dù là người bình tĩnh như Triệu Bân, nghe xong cũng phải giật mình, ai mà lại đào được sâu như thế, lại còn là đường hầm nối thẳng vào thành Hạo Thiên, công trình phải lớn đến mức nào cơ chứ, chắc phải gọi cả quân đội đến ấy chứ. Không sợ làm kinh động đến người ngoài ư. Điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là thật sự có một con đường hầm dưới lòng đất. Đã nói mà, người cướp tù cũng có nào, nếu không có đường lui, chỉ có kẻ ngu mới cướp ngay trong thành, hay có thể nói, có lẽ người Triệu gia đã không còn ở trong thành nữa, có lẽ đã thoát khỏi thành Hạo Thiên từ con đường hầm đó rồi. Tú Nhi, chỉ đường cho ta, Triệu Bân vội vàng nói. Nguyệt Thần không đáp, chỉ vung tay tạo thành một vầng sáng màu vàng. Triệu Bân bỗng thấy hai mắt tối đen, khi hai mắt mở ra thì đã rực sáng. Là Nguyệt Thần cho hắn tầm nhìn vô thượng, có thể thấy được những thứ người ngoài không thấy, chẳng hạn như đường hầm dưới lòng đất. Tất nhiên, tầm mắt đó bị hạn chế thời gian. Thế nhưng thế là đủ để hỗ trợ Triệu Bân tìm thấy con đường đó. Cảm ơn, Triệu Bân cúi xuống, cuối cùng ánh mắt hắn đã có thể thấy được đường hầm mờ ảo, một đầu là thành Hạo Thiên, bên kia thông ra một nơi khá xa. Đi thôi. Triệu Bân báo một tiếng. Muốn men theo con đường tìm tới đó. Ma Tử và Phượng Vũ khó hiểu, nhưng vẫn đuổi theo. Châu bò. Ba chữ đó, Triệu Bân nói không biết bao nhiêu lần trong suốt quãng đường di chuyển. Cũng không thể trách hắn, bởi vì đường hầm đó thật sự quá dài, kéo dài tận mấy chục dặm đường, vẫn chưa thấy lối ra, cũng vì thế nên hắn mới giật mình, ai lại đào được con đường này cơ chứ? Người đang tìm gì thế? Ma Tử hỏi lại theo bản năng. Bên cưới có một con đường hầm, cách thành Hạo Thiên khá xa, Triệu Bân cũng không giấu nữa. Đường hầm, dưới lòng đất. Ma Tử nghe xong cũng giật mình, cúi xuống nhìn nền đất theo bản năng, cũng ngoái đầu nhìn lại theo bản năng để xem thành Hạo Thiên, cuối cùng cũng hiểu được phần nào, kẻ cướp tù không hề bị mất não, rõ ràng là có đường lui. Chắc chắn là có đường hầm ư. Phượng Vũ nhắm mắt, cô ta là võ tu cảm giác, nhắm mắt lại cảm nhận một chút thì có vẻ hơi khác thường. Ma Tử càng quá đáng hơn, trực tiếp nằm sấp xuống, tai dán xuống mặt đất nghe một lúc lâu. 9.000 trượng dưới lòng đất, Triệu Bân nói. 9.000 trượng, Ma Tử giật mình, Phượng Vũ cũng thế, đào hầm dưới lòng đất thì cũng không có gì ghê gớm, nhưng đào tận 9.000 trượng thì hơi đáng sợ, còn kéo dài suốt mấy chục dặm, công trình đó lớn đến mức nào cơ chứ? Có lẽ được dán bùa che giấu, không thể cảm nhận được, Triệu Bân lại mở miệng. Ngươi có thể nhìn thấy ư, Ma Tử nhíu mày, Phượng Vũ cũng nghi ngờ. Mắt ta có thể thấu thị, Triệu Bân chỉ vào mắt trái. Vừa mới nói xong thì Ma Tử che đúng quần theo bản năng. Phượng Vũ thì cũng liếc xéo Triệu Bân một cái. Sau đó, bèn thấy một vầng sáng che phủ cơ thể mềm mại kia, thấu thị thì nói sớm một chút đi chứ. Ta, vẫn cần thể diện mà, Triệu Bân bùi ngùi nói. Đó là lời thật lòng, hắn thật sự không rình trộm. Đáng tiếc, Ma Tử và Phượng Vũ lại không tin, với hành động của tên này trong tỷ thí Tân Tông, hắn chẳng còn thể diện để mất nữa rồi,
mà tử còn đỡ, đôi mắt của Phượng Vũ đã bùng lên ngọn lửa, tiểu tử thất đức quá. Nếu ta thất đức thì chắc con hai chúng ta đã được tạo thành rồi ấy chứ, Triệu Bân thầm nói, nhớ lại đêm đó, cô dụ dỗ ta vẫn ngồi yên, ngươi nói xem ta có bá đạo không? Bá, Nguyệt Thần thốt ra một chữ cực kỳ nhanh gọn lẹ rõ ràng. Dù có thấu thị nhưng ngươi có thể nhìn xuyên xuống tận 9.000 trượng ư, mà tử trông có vẻ không tin, tiện thể cũng dùng một vầng sáng để che bản thân mình kín thật kín, chỉ sợ người nào đó đang rình trộm. Khi thì được, khi thì không được. Triệu Bân tùy tiện trả lời một câu, sau đó bèn liếc nhìn ma tử, Phượng Vũ người ta là nữ, che kín cũng không có gì đáng nói, nam nhân như ngươi, che cái mốc xỉ ấy mà che. Ma tử không nghĩ thế, ta không thích cho ngươi xem đấy thì sao? Triệu Bân cũng lười quan tâm, nhìn chằm chằm vào đường đi. Ma tử và Phượng Vũ theo sát phía sau, nói thẳng ra, không phải họ không tin Triệu Bân, 9.000 trượng dưới lòng đất, thật sự có người đào được con đường dài như thế ư. Tính khoảng cách thôi đã có hơn 100 dặm rồi ấy chứ. Cửa ra ở đằng kia. Triệu Bân chỉ ra đằng xa, tốc độ như một cơn gió. Hắn chỉ vào một dãy núi, có mấy ngàn đỉnh núi. Nếu nói dãy núi này có một đường hầm dưới lòng đất nối thẳng đến thành Hạo Thiên, hơn nữa còn sâu tận 9.000 trượng, chắc chẳng có mấy ai tin. Trong lúc họ đang nghĩ thì Triệu Bân đã đi tới chân một ngọn núi cao. Cửa ra của con đường hầm kia nằm ngay dưới ngọn núi này. Có Nguyệt Thần bể sung nhãn giới, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu huyền cơ, thoải mái tìm được cửa vào, nó bị một cánh cửa đá chặn lại, nhưng không thể ngăn được hắn, mở cơ quan ra là một con đường nối thẳng xuống lòng đất. Thật sự sâu 9.000 trượng ư. Ma tử chậc lưỡi thổn thức, thầm nghĩ đúng là trên tường có dán bùa che giấu, thảo nào trên mặt đất lại không cảm nhận được, cả một chuẩn thiên hay là cảnh giới thiên võ bình thường khác cũng chưa chắc đã cảm nhận được. Ba người một trước một sau, đi đến đâu quan sát đến đó. Không phải đường hầm được đào gần đây, Phượng Vũ trầm giọng nói. Cô ta có thể nhận ra, tất nhiên Ma Tử và Triệu Bân cũng có thể nhận ra. Đường hầm trông có vẻ tang thương lắm, nhìn đâu cũng thấy một màu cổ xưa, ít nhất cũng đã tồn tại được ngàn năm rồi, hay có thể nói, 1.000 năm trước, khi thành Hạo Thiên còn chưa được xây dựng thì đường hầm này đã tồn tại, chẳng qua thành Hạo Thiên vô tình được xây dựng trên đường hầm, vì cướp tù, đúng lúc dùng tới. Có lẽ đã đi rồi, Ma Tử ngước lên nhìn. Xa xa phía trên lại là một cánh cửa đá, từ cửa đá này đi tới chính là thành Hạo Thiên, đi suốt một đường vẫn không thấy bóng người. Thế nên thế lực bí ẩn cứu người Triệu gia đã chạy mất dạng rồi. Thế lực nào nhỉ? Triệu Bân lẩm bẩm. 15 địa tạng tầng thứ 9, 10 địa tạng tầng cao nhất, Phượng Vũ lại nhắm mắt, thời gian kiểm tra khả năng cảm nhận của cô ta đã đến, trong đường cầm vẫn còn hơi thở sót lại, cô ta có thể mơ hồ nhận ra và đưa ra một đội hình sơ bộ, đội hình đó thật sự không nhỏ, người ở trong thành Hạo Thiên, hoàng ảnh vệ thả lỏng cảnh giác, bị thế lực đó lợi dụng sơ hở cũng không có gì lạ. Nếu kế hoạch tốt, có thể thoải mái cướp người Triệu ra, thông qua đường hầm để chạy trốn, sau đó trời cao mặc chim bay. Có hai cảnh giới huyền dương nữa, Phượng Vũ nhắm mắt khẽ nói, hai hơi thở này. Ta từng gặp. Ai? Triệu Bân vội hỏi. Ngưu Anh, Bạch Nhật Mộng, Phượng Vũ nói rất chắc chắn. Ngưu Anh, Bạch, Nhật Mộng, mà tử nghe xong khóe miệng giật giật, đó. Là tên người ư? Triệu Bân nghe xong bèn sửng sốt, Ma Tử không biết, nhưng sao hắn không biết được. Từ khi rời khỏi thành Vong Cổ, lâu rồi hắn không gặp lại hai người bạn này, trong đường hầm còn sót lại hơi thở của hai người họ đã đủ để chứng minh rằng bọn họ đã dẫn cao thủ. Đến cứu người Triệu gia đi. Trong nháy mắt, lòng hắn chợt trở nên ấm áp, Triệu gia gặp nạn, nhóc tham tiền và tên mập lại sẵn sàng giúp đỡ, vì thế, không tiếc chống lại hoàng ảnh vệ của đại hạ, đó là ân nghĩa rất lớn. Hai người mà cô nói là người nhà nào thế, Ma Tử nhìn về phía Phượng Vũ. Chỉ biết đó là bạn của Triệu Bân, Phượng Vũ khẽ nói, vẫn chưa mở mắt, vẫn còn cố gắng cảm nhận, Ngưu Anh và Bạch Nhật Mộng thì cô ta từng gặp, nếu họ đã đến đây thì hẳn là Triệu Bân cũng phải tới. Tiếc là, cảm nhận vài lần vẫn không tìm thấy hơi thở nào của Triệu Bân còn sót lại. Đi thôi, bấy giờ, Triệu Bân xoay người, đi tới. Không biết hai người họ dẫn người Triệu ra đi đâu, phải nhanh chóng tìm được, nhanh chóng đưa đến thành Thiên Thu, so với thế giới ngoài kia, nơi đó mới là an toàn nhất. Không lâu sau, ba người ra khỏi ám đạo bên dưới lòng đất.
Triệu Bân và Ma Tử một người đi bên trái, một người đi bên phải, cả hai cùng nhìn Phượng Vũ, mong mỏi Phượng Vũ có thể dựa vào khả năng cảm nhận của mình mà ngửi thấy chút khí tức còn sót lại, nói thẳng ra là cho họ một phương hướng, chứ không thể tìm bừa trong trạng thái không mục đích mãi được. Phượng Vũ đã nhắm mắt, dùng hết khả năng để tìm kiếm hơi thở còn sót lại. Nói về khả năng chiến đấu, cô ta yếu nhất trong ba người. Nhưng xét về khả năng cảm nhận, Ma Tử và Triệu Bân còn lâu mới bằng cô ta. Đây là một thứ thiên phú độc nhất của huyết mạch đặc thù, cho dù Triệu Bân có võ hồn. Qua hồi lâu mới thấy cô ta lắc đầu, dùng bùa chú che giấu rồi, không có hơi thở. Ma Tử nghe xong phải ho khan một tiếng, lúng túng ghê. Chuẩn bị đầy đủ như thế rồi, còn dùng binh pháp dương đông kích tây, đến nơi thì bị người ta nắng tay trên mất. Người đã cứu được, nhưng cũng không biết cứu đi đâu rồi. Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ngáp một cái, sau đó, làm gì có sau đó, thần thái của cô ta đã nói thay tất cả, bổn thần cũng đâu phải vạn năng, ta chỉ là một chút linh hồn còn sót lại, không có hơi thở thì kêu ta đi tìm tung tích ở đâu. Chia nhau ra tìm, Triệu Bân nói rồi chạy về một phía. Cùng là chiến hữu của Triệu Bân có vẻ như hắn để tâm tới Triệu gia hơn cô đó, Ma Tử cảm thán. Phượng Vũ không nói gì, Ma Tử nhìn ra được, lẽ nào cô ta không nhìn ra được. Dường như có thể làm chiến hữu của Triệu Bân đều là những mối giao tình có thể vào sinh ra tử, ví dụ như Ngưu Anh và Bạch Nhật Mộng, sẵn sàng chia tay ra giúp đỡ khi Triệu gia gặp nguy, Cơ Ngân cũng thế. Con mắt nhìn người của Triệu Bân khá thật, không uổng công hắn qua lại với đám chiến hữu này. Cái người tên là Triệu Bân đó thật hạnh phúc, Ma Tử cảm thán, nói xong còn không quên đảo mắt nhìn Phượng Vũ ở bên cạnh từ trên xuống dưới, ta bấm đốt ngón tay tính thử, cô với Triệu Bân. Chắc là một đôi, nếu không cũng chẳng thể vì gia tộc của Triệu Bân mà xả thân như thế được. Ai mượn ngươi quan tâm? Phượng Vũ trừng mắt với hắn ta rồi quay người bỏ đi, đi được vài bước lại quay về. Đạp mạnh vào Ma Tử một cái. Lý do mà cô ta đưa ra cũng thật mới mẻ, chẳng vì điều gì khác, thấy ngươi khó ưa thôi. Ma Tử không thèm để tâm, hắn ta cũng chạy về một phía. Ba người họ đi rồi nhưng Thành Hạo Thiên vẫn rất náo nhiệt. Lục soát thật kỹ cho ta. Những tiếng hét như thế vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm của Thành Hạo Thiên, đúng là lục soát từng nhà từng hộ, như thể không lật tung thành trì lên tìm kiếm thì không định thôi. Thành chủ Hạo Thiên chuyên nghiệp còn hạ lệnh đào ba tấc đất, nói thật lòng, đào ba tấc đất làm sao mà đủ, còn chưa bằng được số lẻ của 9.000 trượng. Có trời mới biết bên dưới 9.000 trượng còn có một ám đạo. Treo thưởng hàng ngàn vạn, truy nã toàn quốc. Phủ Tử Y Hầu ở đế đô phát đi một thông báo lạnh lẽo và khô khốc, Tử Y Hầu nổi giận lôi đình, sát khí đáng sợ khiến một nửa phủ đệ như bao phủ bởi lớp băng mỏng. Hóa ra ở Đại Hạ cũng có người dám chạm tới nọc của lão ta. Đã vậy còn cướp thù ngay trong thành. Quá ngông nghênh, chẳng khác nào vả vào mặt lão ta. Lệnh truyền xuống, một lượng lớn hoàng ảnh vệ ra khỏi đế đô. Cùng lúc đó, Trấn Ma Ti cũng phái cường giả chạy về phía Ma Gia. Tử Y Hầu có lệnh, cứ là người của Ma Gia, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Hiển nhiên, Tử Y Hầu đã đổ tội cướp ngục giải cứu Triệu Gia lên đầu Ma Gia. Tội danh này ta không gánh đâu nhé. Nếu Ma Tử mà biết chắc sẽ nói câu đó, bọn ta muốn cướp ngục thật, nhưng đã cướp được đâu. Tử Y Hầu không cần biết những đờ này, bất kể thế nào, người của Triệu gia mất rồi, phải có người chịu trách nhiệm vì việc này, trùng hợp thay. Ma gia dính líu tới chuyện này, chẳng cần biết có đúng hay không, cứ tiêu diệt trước rồi tính sau. Thế nhưng, Ma gia đã đối phó rồi. Ngay từ đêm qua, ngay trước khi cướp ngục, họ đã di chuyển. Kiểu đánh du kích chính là như vậy đấy, cứ chạy qua chạy lại khắp nơi, cũng giống như Ma Tử nói, toàn bộ Ma gia đã quen rồi. Gọi là đánh du kích cũng không chuẩn xác lắm, đáng ra phải là chạy loạn. Cướp tù trong Thành Hạo Thiên, đúng là có khí phách lắm. Trong địa cung ma quật, mặt mũi Vương Dương cực kỳ dữ tợn. Hắn ta cũng đang tức xì khói, bởi đã thương lượng với Hoàng Ảnh vệ trước, dùng tin cướp ngục để đổi lấy mấy người Triệu gia. Hoàng Ảnh vệ cũng đồng ý rồi. Với tiền đề là người của Ma gia thực sự tới núi Thiên Mang cướp ngục. Thế nhưng xe ngục còn chưa tới núi Thiên Mang đã bị cướp rồi. Thế nên thỏa thuận của ma quật với Hoàng Ảnh vệ biến thành một món đồ trang trí, không chỉ biến thành đồ trang trí, ma quật của hắn ta còn bị Hoàng Ảnh vệ chửi rủa một phen. Người nhà Triệu gia bị cướp hết rồi,
ngươi còn mặt mũi tới đòi người à? Đòi cái đầu ngươi, với cả, mẹ kiếp, ngươi không giữ lời, đã bảo là cướp ở núi Thiên Mang cơ mà. Trận địa của bọn ta bày sẵn rồi, chuẩn bị diệt gọn ma gia trong một mẻ lưới. Đợi bao nhiêu lâu, chẳng đợi được ma gia, nhưng lại thấy tin tức Triệu gia bị cướp, trêu bọn ta đấy à? Tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Dương như một con chó điên, giống ầm lên đầy tức giận. Lệnh hạ xuống, cường giả của ma quật cũng xuất sơn, đi khắp thiên hạ để tìm người. Cạc. Trên bầu trời, đại bằng sải cánh bay cao, Triệu Bân đứng trên đó, cầm kính viễn vọng nhìn khắp nơi. Tìm khắp cả trăm dặm rồi, đập vào mắt chỉ thấy mơ hồ, đừng nói là bóng người, đến cả một con chim còn khó thấy. Có trời mới biết tên béo đen thui và bạch nhật mộng đã đưa người của Triệu ra đi đâu. Tìm, phải tìm thật nhanh. Nếu bị hoàng ảnh vệ tìm thấy trước thì thê thảm lắm. Khi ngang qua một dãy núi, hắn bỗng hừ một tiếng. Không phải vì bị thương, mà vì một phân thân bị tiêu diệt nên bản tôn bị phản phệ. Phân thân nào đã bị tiêu diệt? Trong số hai phân thân canh chừng Bát Nhã, có một cái đã bị diệt. Ánh mắt Triệu Bân sáng lóe lên, hắn đứng thẳng dậy. Một phân thân đã bị tiêu diệt thì còn một phân thân nữa, hắn liên kết với tầm nhìn của phân thân kia. Lúc này đây, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xảy ra trong tiểu viện, Bát Nhã đang ngủ say, thế mà phá được phong ấn của hắn, toàn thân tỏa ra Phật quang, giống như một nữ Bồ Tát, đến cả từng lọn tóc cũng nhuộm thứ ánh sáng nhu hòa. Phật âm trang nghiêm vang vọng khắp tiểu viện, một phân thân của hắn bị thứ Phật âm này tiêu diệt vì chấn động. Phong. Phân thân còn sót lại dùng thuật phân thân, hóa ra thêm 9 phân thân. 10 phân thân đều dùng thuật phong ấn, định giam cầm Bát Nhã thêm lần nữa. Quỳnh. Trên người Bát Nhã đột nhiên lóe ra Phật quang. Phật quang này cực kỳ bá đạo, 10 phân thân bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Triệu Bân lại hừ thêm một tiếng, chịu đựng phản phệ cực mạnh. Chết tiệt. Đợi khi đứng thẳng lại. Hắn chạy thẳng về phía đó. Không thể để Bát Nhã trốn được, Bát Nhã từng thấy dung mạo thật của hắn. Trước cửa mỗi tòa thành đều dán cáo thị truy nã Triệu Bân, vì thế, khi đôi bên gặp nhau, không khó để cô ta đoán ra hắn chính là Triệu Bân. Nếu cô ta khai hắn ra, hắn sẽ gặp rắc rối cực lớn. Cô ta sắp hoàn thành việc niết bàn rồi, Nguyệt Thần thong dong đáp. Triệu Bân có thể kết nối với tầm nhìn của phân thân. Cô ta ở trong ý thức của Triệu Bân cũng có thể kết nối được. Thế nên, Triệu Bân có thể nhìn thấy, cô ta cũng có thể nhìn thấy. Niết bàn, Triệu Bân nhíu mày. Đánh thức chú vong thế, rũ bỏ mọi tạp niệm, Nguyệt Thần điềm nhiên đáp. Chú vong thế, Triệu Bân lầm bầm nói, tất nhiên hắn nghe qua thứ chú pháp cổ xưa này, nó là công pháp riêng của Phật gia. Thứ chú pháp này, không có tính công kích gì, nhưng một khi thức tỉnh chú vong thế, sẽ quên hết mọi chuyện xưa. Điều kỳ dị của Phật gia, có thể hiểu được. Vì chuyện của Vương Dương mà Bát Nhã rối loạn tâm cảnh, nếu thức tỉnh chú vong thế sẽ rũ bỏ được tạp niệm phàm trần. Nói cách khác, cô ta lại quay về với lục căn thanh tịnh. Thế cô ta, có nhớ được ta không? Triệu Bân vô thức hỏi. Chắc là không nhớ đâu. Cho dù là Nguyệt Thần thì đáp án của cô ta cũng không dám khẳng định. Dù sao thì lúc này cô ta không có mặt ở đó mà chỉ nhìn qua tầm nhìn của phân thân. Bát Nhã quên được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu, cô ta không biết. Nhưng cô ta nghĩ chắc hẳn Bát Nhã sẽ quên, bởi vì Triệu Bân cũng là một nhân vật trong đoạn tạp niệm phàm trần kia, muốn quên cũng phải quên Triệu Bân trước, sau đó quên luôn cả Vương Dương. Thế nên mới nói, chú vong thế của Phật gia cũng là một thứ chú pháp trốn tránh. Dùng cách này để rũ bỏ tạp niệm mà không biết rằng tạp niệm cũng là một loại nghiệp chướng, dù cho quên được nhưng cũng không gạt bỏ được nhân quả. Nếu cô ta muốn thành Phật cũng phải độ qua nhân quả, phải độ qua Vương Dương, cũng phải độ qua Triệu Bân. Triệu Bân im lặng, có cảm giác tội lỗi trước nay chưa từng có. Đêm đó, nếu hắn không đuổi theo Vương Dương thì sẽ không có Bát Nhã cứu Vương Dương, nếu Bát Nhã không cứu Vương Dương thì không diệt ma đầu, nếu không diệt ma đầu. Tính như thế, hình như hắn là nguồn cơn của tội lỗi, dù cho hắn xuống 18 tầng địa ngục cũng không trốn được món nợ này. Lấy đâu ra đúng với sai chứ, nhân quả cả thôi, Nguyệt Thần thong dong đáp. Triệu Bân không nói gì nữa, hắn biến ra thêm nhiều phân thân,
chạy đi khắp nơi tìm kiếm người nhà Triệu gia, còn hắn thì tới thành nhỏ kia tìm Bát Nhã. Bát Nhã quên được hắn thì tốt, chứ nếu vẫn nhớ thì là phiền phức lớn. Nhà ruột còn gặp mưa rào. Bao nhiêu chuyện phiền phức đã đến là đến cùng lúc, rất trùng hợp. Ở bên này, Bát Nhã đã mở mắt, đôi mắt sáng ngời và trong veo không lẫn chút tạp niệm, thần sắc cũng lãnh đạm hơn, thiếu mất chút tình cảm của con người. Nếu so sánh với lúc trước, cô ta như biến thành con người khác. Cô ta bỏ đi, cùng với Phật Âm, ra khỏi thành nhỏ. Trước cổng thành, cô ta lặng lẽ đứng trước tờ thông cáo, lặng lẽ nhìn bức vẽ trên lệnh truy nã, cũng không biết là ai vẽ mà vẽ cực đỉnh, tướng mạo của Triệu Bân sinh động như thật. Thế nhưng, cô ta không nhớ, chỉ cảm thấy quen mắt thôi. Chú Vong Thế rất bá đạo, nói quên là quên luôn, rũ bỏ tạp niệm là lục căn lại thanh tịnh. Người không phận sự thì lùi về sau. Đúng lúc này, đột nhiên một đội binh mã mặc giáp ảo tới, đứng đầy dưới bức tường thành. Xong việc, họ lại bắt đầu dán cáo thị truy nã người nhà Triệu gia, có ai dán nấy, dán khắp nửa bức tường thành. Chuyện như thế này, các thành cổ khác cũng đang làm. Chưa đầy vài ba ngày, cáo thị truy nã như thế này được dán đầy các thành trì của đại hạ. Tử Y Hầu đích thân hạ lệnh, động tĩnh đâu thể nhỏ được. Treo thưởng, ngàn vạn, người chạy tới không ít, nhìn thấy tiền thưởng, ai cũng âm thầm nuốt nước bọt. Không phải Triệu gia bị áp giải về đế đô rồi sao? Sao còn truy nã nữa, nhiều người gãi đầu. Theo thông tin đáng tin cậy thì người nhà Triệu gia được cướp đi rồi. Ôi chao, có người dám chạm vào nọc của Tử Y Hầu hả? Đâu chỉ là chạm vào, còn cướp ngay ở thành Thiên Hạo ấy chứ. Dưới tường thành đông như kiến cỏ, rì ra rì rầm, chỉ trỏ trỏ, cảm thán, tặc lưỡi, kinh ngạc. Liên tục vang lên, nhất là món tiền thưởng ngàn vạn kia, nhìn thấy nào cũng thấy chói mắt. Trong những tiếng bàn luận, Bát Nhã lặng lẽ quay đi càng xa. Cô ta đi hồi lâu mới thấy Triệu Bân từ trên trời đáp xuống, chạy vội vào thành, chạy thẳng tới tiểu viện. Trước khi vào thành, hắn còn liếc mắt nhìn mấy trăm tờ cáo thị được dán ở tường thành, toàn là truy nã tộc nhân của Triệu gia. Hắn không hề thấy ngạc nhiên vì điều này, Tử Y Hầu đã quyết tâm xử lý Triệu gia mà. Hắn vẫn đến muộn, tiểu viện trống rỗng như không. Ông cụ Ma gia có mặt ở đó, đang gãi đầu gãi tai. Người đâu, Triệu Bân hỏi. Lúc ta ra ngoài vẫn còn ở đây, quay về đã không thấy đâu, ông cụ chỉ cười gượng. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, quay người rời đi. Quát! Đại Bằng kêu lên, lại sải cánh bay lên trời. Triệu Bân nắm chặt lấy kính viễn vọng, quan sát suốt quãng được đi, không có mục tiêu, cũng không có phương hướng. Màn đêm trở nên vắng lặng. Nhưng đêm nay không được yên tĩnh lắm. Thông báo truy bắt Triệu gia bay đến tứ phía như mọc thêm cánh, với tốc độ này thì chưa đến 1-2 ngày sau, các thành thị đại hạ đều sẽ dán lệnh truy bắt. Dưới ánh sao lung linh trên bầu trời, có rất nhiều tòa kỵ bay qua bay lại, dưới mặt đất cũng có thể thấy rất nhiều người hối hả ngược xuôi, đa phần là cường giả Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti. Ngoài ra còn có các tán tu, đa số là một nhóm 3 người hoặc một nhóm 5 người có tu vi không yếu cùng nhau tìm kiếm người Triệu gia. Tiền thưởng lên đến ngàn vạn đó. Người ta thường nói là tự mình làm ra, cơm no áo ấm. Ngộ nhớ tìm được thì sao? Ngoài các tán tu, còn có không ít các thế lực như là ma quật, huyết y môn hay là tộc xác chết, ngay cả tộc huyết ưng, tộc ám giả cũng không yên phận. Họ đều có thủ với Triệu gia, nói cách khác là đều có thủ với Triệu Bân, chẳng hạn như Nghiêm Khang thiếu chủ tộc huyết ưng, Hoa Đô thiếu chủ tộc ám giả chỉ ước gì Triệu gia bị tiêu diệt cả gia tộc. Hiếm khi có cơ hội thế này, sao họ lại không tận sức góp phần được chứ? Nếu tìm được thì có thể nhận được tiền thưởng, nếu Tử Y Hầu vui vẻ có khi còn phần thưởng khác nữa. Chuyện này, thật là náo nhiệt, ở một đỉnh núi, mà Tử cầm kính viễn vọng quan ở sát thấy từng nhóm tòa kỳ bay qua bay lại, tu vi không hề tầm thường, nửa đêm na hôm thế này thì chắc chắn không phải đi du ngoạn sơn thủy, 99 phần đều đang tìm người Triệu gia. Vì tư thù hay vì tiền thưởng cũng góp sức đi tìm. Một gia tộc nhỏ thế mà có thế lực nhiều thế, Huyễn Mộng cũng ở đó, cô ta khẽ cau mày. Đúng là xem thường sức ảnh hưởng của Triệu gia rồi, còn phát lệnh truy bắt nữa chứ, Tử Y Hầu đúng là có thế lực lớn. Người ma gia có thể di rời rồi, mà Tử hít sâu một hơi. Đã trốn, Huyễn Mộng nói, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Như thế cứ tiếp tục tìm. Ma Tử nhấp một hớp rượu rồi xoay người xuống khỏi đỉnh núi.
Huyễn Mộng cũng không dè ra, ma gia của cô ta đã dẫm chân vũng nước đục này rồi, có lẽ hậu quả rất nghiêm trọng. Trốn đi đâu rồi? Người sốt ruột nhất vẫn là Triệu Bân, đúng là hắn không biết nên vui hay nên mắng nữa, bên này đã chuẩn bị gần xong, hở ra một cái là bị đám tên mập đó làm loạn, đến giờ. Cũng không biết đã dẫn người đi đâu rồi. Tú Nhi, người đừng ngủ chứ. Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, còn trông chờ vào khả năng cảm ứng của Nguyệt Thần để tìm người chứ. Thời điểm mấu chốt, ta vẫn rất đáng tin cậy đấy, Nguyệt Thần nhàn nhã nói, cô ta nằm nghiêng trên mặt trăng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đừng nhìn bộ dáng chuyện gì cũng không liên quan đến mình của cô ta mà lầm, thật ra. Rất để tâm đấy, nếu gần đó có bóng dáng người Triệu gia thì chắc chắn chẳng thể thoát khỏi phạm vi cảm ứng của cô ta. Ầm, bùm. Nói rồi bỗng có một tiếng nổ vang lên. Triệu Bân nghiêng mắt cầm kính viễn vọng lên quan sát, dù chỉ có chút động tĩnh hắn cũng sẽ quan sát thử xem, không chừng có tung tích của người trong tộc. Tiếng nổ truyền đến từ một thung lũng. Nghe tiếng chắc hẳn là có người đang đánh nhau, à không, nói chính xác hơn là có người đang bị truy sát. Lúc hắn quan sát, một bóng người nhếch nhác vừa lăn lộn vừa bò ra khỏi thung lũng, là một đứa bé, thằng nhóc tóc tím, chắc là bị đánh quá dữ dội nên cứ lảo đảo chạy thoát thân. Lăng Phi, thấy thế Triệu Bân vội vàng chạy theo. Người bị truy sát chính là thằng nhóc tóc tím Lăng Phi, nếu tính ở Thiên Tông thì nó và Triệu Bân, Xích Hiên, Mục Thanh Hàn đều là đệ tử đỉnh tử trúc. Đều có một người sư phụ không bao giờ cho phép đệ tử ngon giấc. Có gan thì đánh tay đôi. Đừng nhìn Lăng Phi không cao mà lầm, tính khí nó cũng không vừa, đều đã bị đánh thành bộ dạng này mà lúc chạy còn không quên mắng người, có lẽ là dùng sức quá mạnh nên ho ra hai ngụm máu, một câu đánh tay đôi gào lên rất có khí thế. Nhìn sang người truy sát nó, cũng là người quen, Ngô Khởi. Ngoài Ngô Khởi còn mười mấy người nữa, Hoàng Ảnh Vệ thuần một màu. Cũng đều là cảnh giới địa tạng, đều là người của doanh trại Hoàng Ảnh Vệ thứ 7. Ngô Khởi khôi phục chức vụ chính là thống lĩnh của doanh trại thứ 7, còn mười mấy người này chính là bà con trong dòng họ của hắn ta, vốn dĩ đến tìm người Triệu gia nhưng nửa đường gặp phải thằng nhóc tóc tím. Hai người vốn không có thù oán, nhưng Lăng Phi là người của đỉnh tử trúc, sư huynh sư đệ đồng môn với Cơ Ngân nên không thể bỏ qua. Hắn ta không thể bắt được Cơ Ngân thì tiêu diệt tên nhóc này. Sau đó đưa thi thể của Lăng Phi đến cho Cơ Ngân, chắc Cơ Ngân sẽ thích phần quà này lắm. Đi đâu, Ngô Khởi hét lên, đuổi theo phía sau không tha. Mười mấy Hoàng Ảnh Vệ cũng khí thế bừng bừng không giết chết Lăng Phi thì chưa xong chuyện. Ngươi lấy việc công báo thù riêng, Lăng Phi khàn giọng mắng, chắc chắn là vì Cơ Ngân nên Ngô Khởi lại truy sát nó. Tên này ôm hận, không tìm được Cơ Ngân bèn đi chút giận lên người nó. Nói chút giận còn nhẹ đó, chắc chắn là muốn tiêu diệt nó luôn. Nó biết rõ tính cách của Ngô Khởi, là một tên có thù tất báo. Bắt sống cho ta, Ngô Khởi lại hét lên, mặt mày cực kỳ dữ tợn. Hắn ta thay đổi quyết định, một kiếm giết chết cũng quá hời cho Lăng Phi rồi, phải từ từ dày vò đến chết mới có thể tiêu tan bớt cơn hận của hắn ta. Keng! Một ông lão Hoàng Ảnh Vệ kẹp lấy luồng kiếm khí, một tiếng keng chói tai vang lên. Ánh mắt Lăng Phi trở nên lạnh băng, nó né được đầy hiểm hóc. Tuy nhiên uy lực kiếm của kiếm khí quá mạnh, mặc dù đã tránh được nhưng vẫn bị uy lực còn sót lại ảnh hưởng, là do ông lão Hoàng Ảnh Vệ quá mạnh, đó là địa tạng đỉnh cao đấy, nếu bị đánh chúng không bị gì mới lạ. Ngươi không chạy được đâu. Vẫn là ông lão đó, trong thoáng chốc đã đánh tới, một tay giơ ra. Lăng Phi phun ra máu, uy lực của địa tạng đỉnh cao quá mạnh. Một tay này còn chưa chạm đến mà xương cốt của nó đã kêu lên răng rắc. Nếu dùng thêm sức chắc chắn nó sẽ bị nghiền nát từng thành mảnh. Soạt. Ngay lúc nguy hiểm, Triệu Bân cứ như ma quỷ lao đến, một tay được bao phủ thiên cang hộ thể cưỡng ép chấn bay cái tay của ông già. Chỉ trong thoáng chốc, một tay còn lại hắn túm lấy Lăng Phi rồi nhảy lên thân đại bằng, nó cất cánh bay lên cao. Thiên cang hộ thể, ông lão Hoàng Ảnh Vệ nhướng mày, người của gia tộc Dương Thiên. Hắn là Cơ Ngân, bắt sống hắn cho ta, Ngô Khởi lanh mắt, vừa nhìn đã nhận ra Triệu Bân, hắn ta cười rất vui vẻ. Đã nói rồi mà, hôm nay trước khi ra ngoài, hắn ta đã xem lịch hoàng đạo rồi, chắc chắn sẽ gặp được cơ duyên, mà tên Cơ Ngân đó chính là cơ duyên của hắn ta, vốn dĩ muốn truy sát Lăng Phi không ngờ lại gặp được chính chủ. Quát, quát! Mười mấy con chim ưng kêu lên đồng loạt bay ngang qua bầu trời đuổi theo Triệu Bân.
ở phía trước, tốc độ của đại bằng không chậm, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời như một luồng ánh sáng vàng. Phụt! Lăng Phi lại ho ra máu, nói thật thì nó rất bất ngờ khi gặp Cơ Ngân ở đây. Nó bất ngờ thì Triệu Bân cũng bất ngờ, không thành thật ở nhà mà chạy ra ngoài làm gì. Tìm người, Lăng Phi ho khan. Tìm người Triệu gia, Triệu Bân hỏi. Ta có chút quan hệ với Triệu gia, Lăng Phi không hề giấu giếm, dám nói mấy lời thật lòng vào lúc này thì đủ để chứng minh nó tin tưởng Triệu Bân thế nào. Mấy năm nay nó hiếm khi có bạn, Triệu Bân là một, Cơ Ngân cũng được tính là một người. Ngươi, chẳng lẽ muốn đi cứu Triệu gia à, Triệu Bân cười nói. Ta có quan hệ khá tốt với Triệu Bân, Lăng Phi lau máu ở khóe miệng, đây là câu trả lời tốt nhất. Nếu không ai rảnh rỗi nửa đêm chạy ra ngoài dạo chơi, suýt nữa còn mất mạng. Nghe nó nói thế, Triệu Bân cảm thấy rất ấm lòng. Vào lúc quan trọng thằng nhóc tóc tím này vẫn rất nghĩa khí, cũng như Phượng Vũ, nhóc ham tiền, tên mập đều dám vươn tay ra giúp đỡ khi Triệu gia gặp khó khăn. Trên thế đời hiện nay, có được phần tâm ý đáng quý này khiến hắn rất cảm động. Thế ngươi, tìm được rồi, Triệu Bân đưa mấy viên thuốc cho nó. Tìm được rồi, Lăng Phi gật đầu. Ngươi tìm được rồi. Ừ. Ở đâu thế, Triệu Bân vội vàng hỏi, ánh mắt lóe sáng. Núi Thiên Táng, Lăng Phi vẫn không hề giấu, tin tưởng người tên Cơ Ngân trước mặt này vô điều kiện, Xích Hiên, Thanh Giao và Lâm Tả đã đến đó, không biết có bị đuổi giết không? Cảm ơn. Triệu Bân có rất nhiều lời muốn nói nhưng không bằng hai chữ này. Cả đời này của hắn đúng là sống không vô ích. Lúc Triệu gia gặp khó khăn thế mà lại có nhiều bạn tốt giúp đỡ như thế. Nghe hắn nói câu cảm ơn, Lăng Phi cũng cảm thấy khó hiểu, ngươi nói cảm ơn làm gì, hay là ngươi cũng có quan hệ với Triệu gia? Triệu Bân không nói gì nữa, vung tay dán thêm mười mấy lá bùa tốc hành để cho đại bằng tăng tốc, trước khi đến núi Thiên Táng thì phải cắt đuôi đám người phía sau. Nhìn thái độ của Ngô Khởi, không giết được hắn thì vẫn chưa xong chuyện. Tìm một nơi an toàn cho ngươi. Triệu Bân thầm nói. Nơi an toàn chính là núi Bất Tử, nơi này không xa núi Bất Tử lắm, dẫn dụ đám người Ngô Khởi đến đó thì thành công. Núi Bất Tử có trận mê cung nên đám người kia sẽ không thể ra khỏi đó trong thời gian ngắn, đợi hắn cứu được người trong tộc ra rồi sẽ quay lại tính sổ với Ngô Khởi. Cơ Ngân, ngươi chạy không thoát đâu, tiếng hét của Ngô Khởi vang vọng cả bầu trời, đôi mắt đỏ ngầu khát máu như thể đã quên mất nhiệm vụ phải tìm người Triệu gia. Nhìn thấy Cơ Ngân là những việc khác đã không còn quan trọng nữa. Mười mấy cường giả hoàng ảnh vệ cũng toát ra khí thế, hiếm khi gặp được Cơ Ngân ở ngoài nên phải bắt sống hắn, tên này có rất nhiều bí pháp, mang về nghiên cứu có thể tìm ra không ít bảo bối. Triệu Bân mặc kệ hắn, cũng lười để ý đến, đợi đến núi Bất Tử thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Ngươi không được tiết lộ những gì ta đã nói với ngươi ra ngoài đó, Lăng Phi chọc Triệu Bân một cái. Ta là người thế nào, Triệu Bân cười. Thế thì ta yên tâm rồi, Lăng Phi lại ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Triệu Bân giơ tay lên đè vào vai nó, có chân nguyên xâm nhập vào tiêu trừ sát khí cho Lăng Phi, tiện thể chữa trị vết thương cho nó. Lúc này nhìn sang thằng nhóc tóc tím, hắn có cảm giác thân thiết hơn lúc trước nhiều, người có thể ra mặt giúp đỡ trong lúc khó khăn thế này đã không đơn giản là bạn cũ nữa rồi, phải nói là người thân mới đúng. Bắt sống cho ta, tiếng hét của Ngô Khởi vẫn chưa ngừng lại. Triệu Bân không thèm nhìn lại, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, mắt chỉ đăm đăm trông về phía núi Bất Tử, đến đó chính là đến địa bàn của hắn, vào trong thành Thiên Thu rồi thì dù có là Đại Hạ Hồng Uyên có đến thì cũng không cứu được. Quát! Tốc độ của đại bằng cực kỳ nhanh, thời hạn thông linh đã đến, cuối cùng phải liều một phen, trước khi quay về linh giới phải đưa Triệu Bân và Lăng Phi đến núi Bất Tử. Như thế nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Chạy đi đâu? Ngô Khởi và cường giả hoàng ảnh vệ trước sau đuổi theo sát sau lưng. Họ cứ đuổi theo như thế, cuối cùng không còn thấy bóng dáng của Cơ Ngân nữa, chỉ thấy màn sương mờ trên đỉnh núi che phủ, đã không còn nhìn rõ đường phía trước nữa, khả năng cảm ứng cũng bị hạn chế. Ta đã từng đến núi này nhưng không thấy có sương mù, cường giả hoàng ảnh vệ nhìn xung bốn phía. Tìm cho ta. Ngô Khởi nói, sau đó điên cuồng tìm kiếm. Bên này Triệu Bân đã đến thành Thiên Thu, tiện tay đưa Lăng Phi vào trong rồi dặn, đừng ra ngoài. Nói rồi hắn xoay người rời đi.
Địch. Đi ra ngoài rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu la của Lăng Phi. Cũng đúng, nhìn thấy cảnh tiên ở nhân gian như thế tất nhiên không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Vèo, vèo. Dưới ánh trăng mờ ảo, Triệu Bân phóng qua rừng cây với tốc độ cực nhanh, trên tay vẫn cầm một tấm bản đồ, từ bản đồ hắn có thể tìm thấy vị trí của núi Thiên Táng. Thỉnh thoảng khi ngước mắt lên thì hắn liền nhìn thấy có rất nhiều thú cưỡi đang xẹt qua đầu, trên lưng mỗi con thú cưỡi đều có chở theo một người mặc đồ đen, có kẻ là tán tu mà cũng có kẻ là người của các thế lực khác. Hơn nửa đêm chạy ra ngoài này thì rõ ràng không phải là để du sơn ngoạn thủy, chắc chắn bọn họ đều đang truy tìm tung tích của Triệu gia, vừa có thể công báo tư thù, vừa có thể nhận được tiền thưởng hậu hĩnh. Thu bản đồ lại, Triệu Bân lại tăng tốc. Đó là một ngọn núi hết sức hùng vĩ. Số lượng đỉnh núi ở đây không hề ít hơn so với núi Bất Tử, mỗi một đỉnh núi đều vừa cao vừa dốc, bên sườn dốc lại có rất nhiều hoa nở trông như một bức tranh khoe sắc diệu kỳ. Nếu như có người nào hiểu biết về phong thủy xuất hiện ở nơi này thì chắc chắn sẽ phải hô to hai chữ tuyệt diệu, bởi vì địa thế của ngọn núi này vô cùng tốt, nếu như ở đây bày trận pháp thì uy lực của trận pháp chắc chắn sẽ hết sức kinh người. Đó chính là núi Thiên Táng. Theo truyền thuyết thì nơi đây đã chôn thân một vị cường giả cảnh giới thiên võ cho nên mới được đặt tên là núi Thiên Táng. Ở sâu trong núi có một tòa địa cung mà ít người biết. Tiểu Hắc Mập, Nhóc Hám Tiền, Xích Hiên, Thanh Giao, Lâm Tà và toàn bộ tù nhân Triệu gia đều đang ở đó, ở bên trong tòa địa cung bí ẩn. Tòa địa cung này đã trải qua hàng ngàn năm tháng nhưng vẫn có rất ít người biết đến. Sở dĩ đám người Nhóc Hám Tiền biết được là bởi vì địa cung này do lão tổ Bạch gia xây dựng. Vì chiến loạn cho nên bọn họ mới phải rời ra ngoài, nếu không cần lánh nạn thì bọn họ cũng sẽ không đến đây. Đối với đường hầm ngầm trong thành cổ Hạo Thiên thì có liên quan đến tổ tiên của gia tộc Ngưu Anh, nhiều năm trước gia tộc hắn ta đã hoạt động ở khu vực này, đường hầm dưới lòng đất đã được đào hơn mười mấy năm, nếu không vì cứu người thì nó cũng sẽ không được sử dụng. Cho nên mới nói việc Tiểu Hắc Mập và Nhóc Hám Tiền liên thủ cứu Triệu gia không phải là hành động bốc đồng mà đã trải qua sự bàn bạc và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chỉ với chừng này người mà có thể cướp tù nhân Triệu gia ra khỏi tay Hoàng Ảnh Vệ ngay trong thành Hạo Thiên, chuyện này đúng là có thể gây chấn động thiên hạ. Mặc dù tất cả mọi người đã được cứu, nhưng bước kế tiếp mới là vấn đề. Lần này bọn họ đã gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti, quân đội đại hạ, thậm chí là các thế lực lớn nhỏ khắp nơi đều đã tràn về đây. Như vậy muốn đưa người an toàn thoát khỏi đại hạ chỉ sợ là khó như lên trời. Dù sao thì bọn họ cũng đang bị khắp nơi truy đuổi. Dám cướp tù nhân ngay trong thành, người đã nghĩ gì vậy? Lâm Tà chọc chọc Ngưu Anh nói. Bọn ta cũng không biết thế nào, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Tiểu Hắc Mập ho khan một tiếng nói, thời gian không kịp cho nên chỉ có thể làm liều, chỉ có quỷ mới biết được chuyện này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tỷ có biết Triệu Bân ở đâu không? Bạch Nhật Mộng kéo góc y phục của Xích Hiên hỏi. Ta không biết. Xích Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh Giao cũng nghe được câu hỏi này nhưng cô ấy không nói tiếng nào. Trong toàn bộ Thiên Tông, thậm chí trên toàn cõi đại hạ này có lẽ cũng chỉ có một mình cô ấy mới biết cơ ngân chính là Triệu Bân. Cô ấy vốn muốn nói ra nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không nên làm như vậy, bởi vì thời cơ chưa tới. Cô ấy rất lo cho sự an toàn của Triệu Bân, người biết thân phận thật sự của hắn càng ít thì mới càng an toàn. Nếu như cô ấy đoán không sai thì Triệu Bân chắc chắn cũng đang đi khắp nơi tìm người. Đáng tiếc là Triệu Bân không ở Thiên Tông mà cũng không ở Đế Đô, ngay cả cô ấy cũng không thể nào tìm được Triệu Bân. Vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể chờ ở đây trước. Nói chuyện một hồi thì địa cung lại trở nên im lặng, phần lớn mọi người đều đang nhìn về phía người của Triệu gia. Trạng thái của Triệu gia lúc này không hề tốt một chút nào, từ người lớn cho đến trẻ nhà đều đã mất hết tu vi. Hoặc cũng có nhiều người bị trúng độc qua một thời gian dài cho nên đều đã trở thành phế nhân. Đa tạ các vị, mấy vị trưởng lão Triệu gia mệt mỏi nói. Trên đường đi người của Triệu gia không biết đã nói câu này bao nhiêu lần. Chuyện nhỏ thôi. Nhóm cường giả mà Ngưu Anh và Bạch Nhật Mộng mang tới nhìn sang mấy trưởng lão đó, chỉ có thể mỉm cười nói. Nói thật ra nếu như thiếu chủ cùng thánh nữ của bọn họ không lấy cái chết ra mà ép buộc thì bọn họ cũng sẽ không nhúng chân vào vũng bùn này, dù sao nơi đây cũng là đại hạ, không phải địa bàn của bọn họ, nếu như làm không tốt thì chắc chắn bọn họ sẽ gánh họa ngập đầu, chọc giận đại hạ thì hậu quả nhất định không phải chuyện đùa. Bọn ta đều đã là những phế nhân, mau giết chết bọn ta đi, lục trưởng lão của Triệu gia nói với hơi thở hết sức mỏng manh.
Lời nói của ông ta tràn đầy thê lương, mà ánh mắt của mỗi một người trong Triệu gia cũng hết sức kiên định. Bọn họ biết cơ hội để có thể trốn thoát không lớn, cho nên đều không muốn trở thành gánh nặng của Triệu Bân, chủ yếu là do bọn họ đều rất hiểu Triệu Bân, một khi người trong gia tộc rơi vào tay Tử Y Hầu thì Triệu Bân chắc chắn sẽ xuất hiện. Bọn họ không hề muốn Triệu gia ngay cả một người cuối cùng cũng không giữ được. Tiền bối đừng nói ra những điều ngớ ngẩn như vậy, Thanh Giao lập tức nói. Trong một khoảnh khắc cô ấy suýt chút nữa đã nói ra sự thật, tuy nhiên cô ấy vẫn có thể nhịn xuống. Chỉ cần ta còn sống thì ta nhất định sẽ không bỏ mặc các người, Tiểu Hắc Mập vỗ ngực nói, ánh mắt của hắn ta cũng hết sức kiên định, giống như đêm đó Triệu Bân liều mạng cứu Ngưu Gia Trang vậy, cho nên ngày hôm nay Triệu Gia gặp nạn hắn ta làm sao có thể làm ngơ. Lời nói của hắn ta cũng chính là lời mà nhóc hám tiền muốn nói. Đêm đó nếu không nhờ Triệu Bân liều mạng cứu giúp thì cô nhóc đã sớm bị người của Huyết Y Môn bắt đi rồi. Cô nhóc không biết thế nào là đại nghĩa, cô nhóc chỉ biết mình nợ Triệu Bân một mạng. Sau đó hai người cũng nhìn lướt qua mấy lão tiền bối Bạch gia đang có mặt, trong mắt hiện lên sự mong đợi mà cũng có sự uy hiếp, ánh mắt của bọn họ dường như đang muốn nói, nếu như các người dám bỏ rơi người của Triệu gia thì khi quay về bọn ta sẽ mắng chết các người. Mấy lão tiền bối kia đều giật giật khóe miệng. Xem đi, hai đứa nhóc này đúng là quá đáng. Có người tiến vào. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì có một lão già lên tiếng nhắc nhở. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Ông! Bọn họ còn chưa kịp làm gì thì cánh cổng địa cung đã đột ngột mở ra. Người vừa bước vào tất nhiên là Triệu Bân. Hắn đã tìm thấy núi thiên táng và vị trí chính xác của địa cung dưới sự trợ giúp của Nguyệt Thần, ngay lập tức hắn liền đẩy cổng địa cung xông vào mà không cần lên tiếng gọi, bởi vì hắn có thiên nhãn cho nên hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu cơ chế của cánh cổng này. Cơ Ngân, cả Xích Hiên và Lâm Tà đều sửng sốt. Hắn chính là Cơ Ngân, Ngưu Anh và nhóc hám tiền nghe xong lời này thì trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, danh tiếng của cái tên này đã truyền ra khắp đại hạ. Trong thời gian diễn ra tỷ thí tấn tông hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới chân linh mà đã có thể đánh bại được Sở Vô Xương, thậm chí còn trấn áp một đám yêu nghiệt ở ngay trước cổng thành đế đô, chuyện này sớm đã trở thành giai thoại, mà bọn họ cũng chỉ mới được nghe qua chứ chưa từng được gặp hắn bao giờ. Thật không ngờ bọn họ lại có thể gặp hắn trong tình huống như thế này. Nói thật, ngay từ lúc nhìn thấy hắn thì bọn họ đã có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua hắn ở đâu rồi vậy. Hắn chính là Cơ Ngân, mấy lão tiền bối có mặt cũng chăm chú quan sát hắn từ trên xuống dưới. Tên nhóc này quả nhiên giống như lời đồn đại, khuôn mặt của hắn trông rất bình thường nhưng hắn lại là một thiên tài yêu nghiệt có sức mạnh nghịch thiên. Thanh Giao thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Triệu Bân cũng đã tới. Người cùng Triệu gia cũng có quan hệ sao? Lâm Tà nhỏ giọng hỏi. Triệu Bân không trả lời, hắn chỉ nhìn từng người của Triệu gia. Thân thể của bọn họ không chỉ run rẩy trong gió mà từng người trong gia tộc đều đã bị phế hết tu vi, quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, sợ rằng trên đường bị áp giải tới đế đô thì bọn họ chưa từng được ăn một bữa đủ no. Thậm chí phần lớn bọn họ đều có nội thương, ngay cả đứa nhỏ 2-3 tuổi cũng có khuôn mặt tím đen, nhất định là trên đường đi đã bị hành hạ không ít. Đây không còn là Triệu gia trong trí nhớ của hắn nữa. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì trông bọn họ đều giống như một đám nạn dân đói rách đang chạy loạn. Triệu Bân bật khóc, nước mắt lưng tròng. Đi cùng với những giọt nước mắt của hắn chính là một cỗ sát ý hết sức khủng khiếp tràn ra khắp địa cung. Tất cả những người có mặt, bao gồm cả cường giả cảnh giới địa tạng cũng không khỏi rùng mình. Sát ý của hắn bộc phát ra bốn phương đã đánh thẳng vào linh hồn của bọn họ. Tên nhóc này làm sao vậy? Lâm Tà sửng sốt hỏi. Ngưu Anh, Xích Hiên và Bạch Nhật Mộng cũng cau mày, sát ý mà Cơ Ngân bộc phát ra lúc này quá kinh người. Người của Triệu gia cũng cảm thấy khó hiểu, chỉ có thể sững sờ nhìn Triệu Bân, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Cơ Ngân, Thanh Giao thì thào kéo góc áo của Triệu Bân lại, cô ấy có thể hiểu được trong lòng Triệu Bân có biết bao nhiêu căm hận, nhìn thấy người trong gia tộc của mình bị ngược đãi thì chắc chắn ai cũng sẽ phát điên lên giống như hắn mà thôi. Nhưng tình hình bây giờ rõ ràng vẫn chưa đủ thuận lợi, hắn chưa thể để lộ ra danh tính của mình, hắn nhất định phải kiềm chế. Triệu Bân vội vàng định thần lại, cũng vội vàng tiến lên nói, gia chủ Triệu gia Triệu Uyên đâu? Vẫn đang ở đây. Lục trưởng lão Triệu gia ho khan nói, trong lồng ngực của ông ta vẫn đang đeo một tấm bùa chữ vật,
bên trong tấm bùa là chiếc giường băng ngọc đang phong ấn Triệu Uyên ở trên đó, thi thể của ông ấy vẫn còn nguyên vẹn. Ta sẽ giữ nó, Triệu Bân nhận lấy tấm bùa từ tay Lục trưởng lão rồi bỏ vào không gian bên trong chiếc nhẫn ma. Tuy rằng hắn đang cảm thấy cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn cố hết sức áp chế xuống, mà trong giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, tiền bối, ta sẽ đưa mọi người về nhà. Có thể đi đâu đây, Ngưu Anh hỏi một câu theo bản năng. Yên tâm đi, nơi mà ta tìm ra còn an toàn hơn ở đế đô, Triệu Bân cười nói nhưng khóe mắt vẫn còn ngấn lệ, nhìn thấy mấy người tiểu hắc mập, nhóc hám tiền và Xích Hiên thì trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp. Ân tình này của mọi người hắn sẽ ghi nhớ cả đời. An toàn hơn ở đế đô, đừng nói tới đám tiểu bối, ngay cả mấy lão tiền bối cũng đều cau mày, tên nhóc này có khẩu khí cũng lớn thật đó. Trên toàn cõi đại hạ này thực sự còn có một nơi an toàn hơn ở đế đô hay sao? Việc này không nên chậm trễ, đi thôi, Triệu Bân nhấc Lục trưởng lão lên lưng rồi lại biến ra rất nhiều phân thân, chừng hơn 100 phân thân, đây đã là cực hạn của hắn rồi, mỗi một phân thân của hắn lại cõng theo một người của Triệu gia đuổi theo bản thể của hắn. Tin tưởng hắn, Thanh Giao cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức cõng theo một người của Triệu gia rồi vội vàng đuổi theo. Ngưu Anh, nhóc hám tiền, Xích Hiên và mấy lão tiền bối nhìn nhau một cái rồi cũng lựa chọn tin tưởng. Đêm nay dường như vô cùng dài. Lúc mọi người rời khỏi địa cung thì thế giới bên ngoài vẫn còn hết sức tăm tối. Đến núi Bất Tử. Triệu Bân nói xong thì cũng tăng tốc, hắn sử dụng bùa tốc hành để phóng xuyên qua rừng cây giống như một bóng ma. Mọi người đuổi theo hắn đều cảm thấy cái người tên Cơ Ngân này có một loại ma lực bất phàm hoặc là một loại khí chất đặc biệt khiến cho tất cả những gì mà hắn nói ra đều sẽ làm cho người ta tin tưởng. Còn Thanh Giao thì đã luôn tin tưởng Triệu Bân vô điều kiện. Cô ấy tin rằng hắn có thể tìm ra được một con đường sống cho người của Triệu gia. Tiểu bối, ta đã là một phế nhân rồi, hãy buông ta ra đi, Lục trưởng lão khàn khàn nói, ngữ khí hết sức ôn hòa, khi nào ngươi gặp lại Bân Nhi nhà ta thì hãy thay ta dặn dò tên nhóc đó nhất định phải sống cho thật tốt. Ta sẽ đưa mọi người về nhà, Triệu Bân nghẹn ngào cười nói. Cha của hắn trước khi chết đã đem Triệu gia phó thác cho hắn, hắn thân là gia chủ Triệu gia thì phải liều mình bảo vệ người của Triệu gia. Hắn ở đâu thì toàn bộ Triệu gia cũng phải ở đó. Ngươi cũng là bạn cũ của tên nhóc đó sao? Ngưu Anh đã đuổi tới bên cạnh Triệu Bân rồi chăm chú quan sát hắn từ trên xuống dưới. Sau đó hắn ta lại nhỏ giọng bồi thêm một câu, hình như ta chưa từng gặp qua ngươi. Bọn ta là huynh đệ kết nghĩa, Triệu Bân cười nói rồi cũng liếc nhìn Ngưu Anh. Cái tên nhóc này đã lâu không gặp mà hắn ta vẫn to tròn như vậy. Chạy trong bóng đêm chỉ nhìn thấy được hàm răng trắng nhớn của hắn ta chứ không thể nhìn thấy được con người. Ta và hắn cũng là huynh đệ kết nghĩa, tiểu hắc mập nhếch miệng cười nói, ta là đại ca. Thật trùng hợp, ta cũng là đại ca. Đừng xạo, ta mới là đại ca. Ta, có rất nhiều cường giả từ phía đông đang tiến tới gần. Triệu Bân còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng của Nguyệt Thần nhắc nhở. Nguyệt Thần vừa dứt lời thì hắn đã nghe thấy ở phía chân trời vang lên một tiếng nổ, chắc chắn là có rất nhiều người đang tới. Thậm chí đám người đó còn có khí thế hết sức lớn mạnh cho nên mới có thể khiến cho cả vòng trời nổ vang, mà bọn họ ở cách thật xa cũng có thể nhìn thấy sát khí mãnh liệt cùng ma khi quay cuồng. Những bộ mặt dữ tợn như ác quỷ dần dần lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo. Ma quật. Triệu Bân vừa nhìn thấy thì liền biến sắc, đám cường giả ma quật này sao lại có thể dự đoán chính xác như thế? Bọn họ vừa chỉ đi được một đoạn thì ma quật đã kéo tới. Cứ như thế bọn chúng có thể biết trước Triệu gia đã ẩn thân trong núi Thiên Táng vậy. Có võ tu cảm chi hình, Nguyệt Thần nghi hoặc nói. Dán bùa ẩn giấu lên, Triệu Bân lập tức nói, trong ma quật thật sự cũng không thiếu nhân tài, có thể xác định chính xác vị trí của bọn họ như vậy cũng đủ thấy được lực cảm chi của đối phương còn vượt xa Phượng Vũ. Không cần hắn nói thì mọi người cũng đều đã làm như vậy. Ma quật có cái mũi đánh hơi rất tinh tường, không thể chỉ dùng bùa chú mà lừa được. Ở bên kia, ngay lập tức đã có tiếng quát lớn vang lên, đám cường giả ma quật nhanh chóng giết tới nơi. Những tiếng quát dữ tợn liên tục vang lên để hạ lệnh của thánh tử nhưng không nhìn thấy Vương Dương đâu. Cũng may là hắn ta không tới đây, nếu không thì cục diện lại càng thêm khó khăn. Nhanh lên, nhóm cường giả mà nhóc hám tiền mang theo đã xông ra cầm chân đám cường giả ma quật. Ầm. Sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ầm làm rung chuyển cả bầu trời. Hai nhóm cường giả cảnh giới địa tạng đánh nhau gây ra động tĩnh hết sức khủng khiếp,
các đỉnh núi dưới chân bọn họ đều đã lần lượt sụp đổ. Bên này mọi người đều vội vã rời khỏi núi Thiên Táng, không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Trong số đám người của ma quật vừa kéo tới thì có hơn phân nữa là người của các thế lực lớn khác, nếu như bọn họ không nhanh chân thì tiếp theo chắc chắn sẽ còn có thêm những người săn tiền thưởng khác cùng Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti chạy tới đây. Tử Y Hầu đã hạ lệnh chỉ cần bắt được người của Triệu gia thì cho dù sống hay chết bọn họ cũng đều sẽ nhận được phần thưởng 1.000 vạn lượng. Ở phía nam cũng có rất nhiều cường giả đang tới gần. Khi mọi người còn chưa chạy được 100 dặm thì Nguyệt Thần lại đột nhiên lên tiếng. Cô ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy có một tiếng nổ khác vang lên. Quả thật có rất nhiều cường giả đang tiến tới đây từ phía nam, bộc phát ra sát khí ngập trời. Trong đám cường giả đó còn có kẻ quát lên, thiếu chủ dặn dò phải bắt sống. Tộc Huyết Ưng. Triệu Bân vừa quay đầu lại nhìn thì đã biết đó là thế lực nào, một đám huyết ưng lớn từ trên trời giáng xuống giống như một đám mây đẫm máu, trên lưng mỗi một con huyết ưng đều có chở theo một cường giả. Thiếu chủ mà bọn chúng đang nói đến tất nhiên là Nghiêm Khang. Không sai, Nghiêm Khang cũng có thủ oán với Triệu Bân ở thành Vong Cổ, nay nghe nói Triệu gia gặp nạn thì hắn ta làm sao có thể bỏ qua được. Vì thế cho nên hắn ta ngay lập tức liền triệu tập tất cả cường giả trong tộc truy bắt Triệu gia, nếu như bắt được thì hắn ta không chỉ có tiền thưởng mà còn có thể xin Tử Y Hầu 1-2 tù nhân của Triệu gia. Hắn ta hy vọng Tử Y Hầu có thể giao Triệu Bân cho hắn ta để hắn ta từ từ trả thù. Đi! Nhóm cường giả do Tiểu Hắc Mập mang đến cũng đã xông thẳng vào đám cường giả của tộc Huyết Ưng. Đại chiến ầm ầm diễn ra ngay sau đó. Tộc Huyết Ưng am hiểu không chiến quả nhiên không hề tầm thường, hơn nữa số lượng cường giả của bọn chúng cũng áp đảo số lượng cường giả mà Tiểu Hắc Mập mang theo, khiến cho nhóm cường giả mà Tiểu Hắc Mập mang theo bị đánh đến không ngẩng đầu lên được. Phía Bắc cũng có rất nhiều cường giả đang tới gần, Nguyệt Thần day day chán nói. Đây dường như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đám người này đuổi đến đây rất đúng lúc, đã không đến thì thôi, nhưng cứ đến là phải đến thật đông. Thiếu chủ có lệnh bắt sống. Lại có thêm tiếng quát vang lên cùng với sát khí bộc phát mãnh liệt ở phía Bắc. Tộc ám dạ, hai mắt Triệu Bân đỏ ngầu, bọn chúng đánh hơi được nhanh vậy sao? Hắn nhìn không sai, quả nhiên là cường giả của tộc ám dạ. Bạn cũ của Triệu Bân, Hoa Đô, là thiếu chủ của tộc ám dạ. Cũng giống như Nghiêm Khang, Hoa Đô cũng có thủ oán với Triệu Bân từ trước ở thành Vong Cổ. Cho nên lần này hắn ta tất nhiên cũng muốn công báo tư thù. Chuyện này thật vô nghĩa. Nhóm cường giả mà Tiểu Hắc Mập và nhóc hám tiền mang theo đều đã xông ra cầm chân kẻ thù. Trong số bọn họ thì người mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới huyền dương tầng 5, nếu như cứ cố chấp đối kháng với cường giả tộc ám giả thì có khi còn bị tiêu diệt toàn quân. Nhanh lên! Trong thời điểm nguy hiểm, Triệu Bân lại nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên trên bầu trời. Quân chi viện của bọn họ cuối cùng cũng đã tới. Khi hắn ngước nhìn lên thì thấy có một người đàn ông mặc đồ đen cưỡi trên một con diều hâu lớn. Tiền bối Tử Linh, lão đạo Chư Cát. Triệu Bân có thể nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng đối phương che mặt nhưng vẫn không thể thoát khỏi thiên nhãn của hắn. Quả nhiên là Tử Linh và Chư Cát huyền đạo, bọn họ không chỉ tới mà còn mang theo rất nhiều cường giả hỗ trợ, khi Triệu gia gặp nạn thì bọn họ đều đang bế quan. Không lâu trước đó mới có thể xuất quan mà tìm tới đây, may mà bọn họ không tới quá muộn. Đi! Chư Cát huyền đạo quát lớn, tay cầm thanh kiếm chém ngang thân một cường giả của tộc ám giả, Tử Linh cũng không nương tay, một kiếm chém xuống liền giết chết một người. Khung cảnh này chính là trận đại chiến giữa các cường giả. Hai phe lao vào nhau chiến đấu kịch liệt, chém giết không chút lưu tình. Đa tạ, Triệu Bân cảm kích bọn họ từ tận đáy lòng. Nhanh chóng dẫn mọi người tiếp tục chạy trốn. Ta nói, tộc Thiên Dương của ngươi sao không phái đến thêm vài người hỗ trợ, Ngưu Anh nhìn Lâm Tà hỏi. Tộc Thiên Dương của ta đã phong tộc từ sớm rồi, Lâm Tà ho khan một tiếng nói, hắn ta rất muốn tìm người hỗ trợ nhưng không thể nào tìm được. Cũng chỉ có thể trách thời gian quá eo hẹp, lúc hay tin Triệu gia gặp nạn thì hắn ta còn đang ở Thiên Tông lĩnh hội Huyền Thiên Tâm Pháp. Sau khi biết chuyện thì hắn ta cũng không còn đủ thời gian để chạy về gia tộc Triệu tập cường giả tới nữa. Cho dù hắn ta có chạy về Triệu tập cường giả thì đợi bọn họ tới nơi mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Đúng là nhà đã dột lại gặp phải mưa rào. Bọn họ còn chưa chạy được thêm 100 dặm thì đã thấy huyết sát quay cuồng ở trước mặt.
Một chuyện lớn như vậy làm sao có thể thiếu sự tham gia của cường giả huyết y môn được chứ? Thấy vậy thì nét mặt của ai cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sớm không tới muộn không tới, lại cố tình chọn lúc này tới. Đi đâu mà vội vàng như vậy? Kẻ cầm đầu đám cường giả huyết y môn âm hiểm cười nói. Chết tiệt! Triệu Bân giao lục trưởng lão lại cho một phân thân, khí lực của hắn lập tức đạt tới cực điểm. Lâm Tà, Ngưu Anh, Xích Hiên, Thanh Giao và nhóc hám tiền đều đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến. Chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Bắt sống bọn chúng cho ta, kẻ cầm đầu đám cường giả huyết y môn quát lên một tiếng sau đó phất tay. Giết không chừa một tên cho ta. Ngay sau đó lại có một tiếng quát lớn thốt ra những lời ngược lại. Có quân tiếp viện đến, nhóm cường giả ma gia tuy đến muộn nhưng vẫn kịp tham gia vào trận chiến. Người đứng đầu tất nhiên là ma tử. Sau khi nhận lệnh, tất cả cường giả ma gia đều xông lên chiến đấu với cường giả huyết y môn. Đa tạ, Triệu Bân hết sức cảm kích. Đừng có mà nói nhảm nữa, mau đi thôi, ma tử cõng một người của Triệu gia lên lưng rồi lại phóng đi trước. Cơ Ngân còn có quan hệ với ma gia sao? Sau khi nhìn thấy ma tử, cả Lâm Tà, Xích Hiên và Thanh Giao đều biến sắc. Nghe Cơ Ngân và ma tử nói chuyện thì cũng có thể thấy mối quan hệ giữa bọn họ rõ ràng không tầm thường. Chuyện này thật thú vị, không biết nếu như Thiên Tông và Hoàng tộc biết được chuyện này thì sẽ tỏ thái độ như thế nào. Bên kia, còn có người sao? Ma tử vừa chạy vừa liếc nhìn Ngưu Anh. Ngươi nói xem, tại sao cái tên này lại đen đến như vậy? Chạy trong bóng tối nếu như không nhìn kỹ thì ma tử cũng không biết bên kia còn có người. Ngươi nhìn cái gì, tiểu hắc mập mắng. Ngươi nói chuyện như vậy rất dễ bị đánh đó, ma tử ý vị thâm trường nói. Ta không nói chuyện như vậy thì cũng thường xuyên bị đánh, tiểu hắc mập phản bác. Hai người thì giỏi rồi. Ma tử nhìn tiểu hắc mập rồi lại quay sang nhìn nhóc hám tiền nói. Không cần hỏi thì hắn ta cũng biết hai người bọn họ là Ngưu Anh và Bạch Nhật Mộng mà Phượng Vũ thường hay nhắc tới. Sở dĩ hắn ta nói hai người bọn họ như vậy là bởi vì chuyện hai người bọn họ cướp tù nhân ở trong thành đã khiến cho kế hoạch cướp tù nhân kỹ lưỡng của ma gia biến thành một mớ hỗn độn. Dừng. Triệu Bân ở phía trước đột ngột dừng lại. Mọi người cũng dừng lại, ai cũng cau mày nhìn chằm chằm về phía trước. Bọn họ nhìn thấy phía trước mặt có những cỗ quan tài nhô lên khỏi mặt đất. Xung quanh bốc ra rất nhiều âm khí, bên trong còn vang lên những tiếng ông ông kỳ quái. Quan tài vốn đã không phải là thứ gì tốt đẹp gì, bây giờ nhìn thấy lại càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thuật trầm quan, ma tử cau mày nói. Tộc xác chết, Triệu Bân lạnh lùng nói, ma tử có thể nhìn ra thì hắn tất nhiên cũng có thể nhìn ra, nhìn vào số lượng và kích thước của mỗi quan tài thì chắc chắn bên trong đều là thi thể cảnh giới địa tạng, xem ra cường giả tộc xác chết chạy tới đây cũng không ít. Con mợ nó, vẫn còn một ải nữa sao, Ngưu Anh lầm bầm mắng một tiếng. Hắn ta nói không sai, bọn họ đi tới đâu cũng gặp phải chướng ngại bắt buộc phải vượt qua. Để người của Triệu gia ở lại thì các ngươi mới có thể sống, một tiếng cười âm hiểm nhanh chóng vang lên, sau đó lại có một lão già áo tím từ trong bóng đêm đi ra. Lão già này có cảnh giới địa tạng đỉnh phong, phía sau lão ta còn có không ít cường giả của tộc xác chết. Vù, vù, vù. Ngay lập tức liền có tiếng vù vù vang lên đáp lại lão ta. Một thanh chiến mâu từ xa phóng tới đã đâm xuyên qua cỗ quan tài vừa mới trồi lên khiến cho nó ngay lập tức bị nổ tung trước khi xác sống trong đó thoát ra ngoài. Theo như ta tính toán thì lúc này Thúy Nhi đã tới rồi, ma tử nói. Khá lắm tộc xác chết, giết cho ta. Ma tử vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy từ xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Thúy Nhi quả thật đã tới rồi. Cô ta còn dẫn theo một số lượng lớn cường giả ma gia, phần lớn quan tài đều đã bị bọn họ phá hủy, thuật trầm quan bị gián đoạn đã khiến cho không ít cường giả tộc xác chết bị phản phệ dữ dội. Nhanh lên! Tất cả cường giả ma gia đều quát lớn rồi hung hãn xông vào chiến đấu với đám cường giả tộc xác chết. Nhìn cái gì nữa, đi thôi, tiểu hắc mập vội vàng nói rồi ngay lập tức phi thân bỏ chạy. Bên này, Triệu Bân cũng đánh động tất cả mọi người. Mọi người vội vàng đuổi theo, nét mặt của ai cũng căng thẳng tột độ. Không biết phía trước còn bao xa nhưng chắc chắn sẽ còn có thêm những chướng ngại khác, chẳng hạn như Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti, chỉ cần một thế lực cũng đã đủ để khiến cho bọn họ chảy ra chóc phẩy chứ đừng nói tới cả hai, thậm chí còn có cả những tán tu không an phận khác nữa.
Cường giả ma gia đều đã được triệu tập đến đây rồi đúng không? Ma tử nhìn Phượng Vũ hỏi. Tất cả đều đã được triệu tập, Phượng Vũ hít sâu một hơi nói, đây đúng là một canh bạc nguy hiểm. Triệu Bân nghe xong thì lại càng cảm kích vạn phần, ân tình này tất nhiên hắn cũng sẽ không bao giờ quên. Thiên linh linh địa linh linh, làm ơn đừng có thêm kẻ nào nhảy ra nữa, tiểu hắc mập vừa chạy vừa lầm bầm không dứt. Tất cả mọi người dường như cũng đều đang cầu nguyện giống như hắn ta, trong số bọn họ còn không có được một người đạt tới cảnh giới địa tạng, biết đánh thế nào đây. Đáng tiếc mọi chuyện xảy ra sau đó không hề như mong muốn của bọn họ. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Khi bọn họ chạy ngang qua một khu rừng thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười âm hiểm vang lên khiến cho bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức quỷ dị. Mấy người Triệu Bân dừng lại thì nhìn thấy ba kẻ mặc áo đen cùng nhau bước ra ngoài, bọn chúng đang cười nói hết sức đắc ý. Phụt! Trong lúc bọn chúng còn đang cười thì cái đầu của kẻ đứng bên trái đã rơi xuống đất. Thuấn thân tuyệt sát của Triệu Bân không phải là chuyện đùa, chỉ cần mất cảnh giác trong một giây cũng có thể mất mạng. Một kiếm của hắn rất nhanh đã chém bay đầu của kẻ kia xuống. Thuấn thân tuyệt sát, hai kẻ áo đen còn lại hết sức kinh ngạc, ngay lập tức phi thân về phía sau, ngươi là Cơ Ngân. Ma tử lạnh lùng nói rồi ngay lập tức đốt một mồi lửa ngay vị trí tâm mạch của một kẻ áo đen. Hắn ta đã thi triển ma luân huyết tế, ngọn lửa đen nhảy ra thiêu đốt khiến cho kẻ áo đen kia vô cùng đau đớn, muốn đốt cháy kẻ đó thành tro. Ma luân huyết tế, kẻ áo đen bị chúng chiêu cảm thấy hết sức kinh ngạc, ngay lập tức phất tay chém rớt một miếng thịt dày bên trên vị trí tâm mạch của mình, không thể để cho ngọn lửa đen đó tiếp tục bùng cháy, bằng không thì bản thân kẻ đó ngay cả cho cũng không còn. Dẫn bọn họ đi. Triệu Bân bình tĩnh nói, đồng thời lấy ra kiếm Long Uyên. Hắn đang nói với các phân thân của mình. Nhanh lên. Ma tử cũng lấy ra kiếm ma rồi nói với mấy người Phượng Vũ. Không còn cách nào khác, trong số bọn họ không còn cường giả, chỉ còn có hai người mạnh nhất mới có thể chiến đấu. Cẩn thận. Phượng Vũ để lại một lời rồi ngay lập tức rời đi, các phân thân cũng không hề nói nhiều lời, nhanh chóng xoay người chạy trốn, Lâm Tà, nhóc hám tiền, tiểu hắc mập và Xích Hiên cũng không trì hoãn mà lần lượt đuổi theo. Nếu cứ nấn ná ở đây thì chắc chắn sẽ còn nhiều cường giả khác đuổi giết tới. Đùng, binh, đùng. Màn đêm dài bất tận tối đen như mực vốn phải tĩnh lặng lại náo nhiệt vô cùng, dao động từ trận đại hỗn chiến không ngừng nổi lên, không biết bao nhiêu nơi đang quần ẩu. Huyết Y Môn, tộc xác chết, ma gia, tộc huyết ưng, ma quật, tộc ám giả, cường giả từ gia tộc của Ngưu Anh, cường giả từ gia tộc của nhóm hám tiền, nhóm lão huyền đạo, võ tu lẻ tẻ. Quá nhiều địa phương có đại chiến, máu me tung tóe nhuộm đỏ cả màn đêm u tối. Đấy là vì Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti còn chưa tham chiến. Chủ yếu vì phần lớn Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti đang tập trung ở phía thành cổ Hạo Thiên, những nơi khác đột ngột có chiến sự, đã vậy còn bùng nổ khắp nơi khiến ai cũng mờ mịt. Đồng thời cũng phải trách thế lực các bên không báo cho họ, bởi đây là miếng thịt mỡ, không ai muốn Hoàng Ảnh Vệ nhúng tay vào. Chính vì thế mới giảm bớt áp lực cho nhóm người Triệu Bân. Giả như, Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti cũng tham gia vào, vậy thì khỏi cần đánh. Tìm. Sau khi nhận ra, Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti mới chia làm vài nhánh chạy tới các nơi. Động tĩnh lớn như thế này chắc hẳn là để tìm người của Triệu gia, nếu không cũng sẽ không đánh nhau to vậy. Đùng, binh, đùng. Âm thanh chói tai càng thêm to hơn. Các bên đánh nhau đến kinh động trời đất. Tại các thành cổ khá gần, nhiều người chạy ra ngoài, nhiều người trèo lên tường thành. Chuyện gì thế? Chắc không phải là tìm được người nhà Triệu gia rồi chứ? Có khả năng lắm. Đại chiến rất hăng, tiếng bàn tán cũng không thua kém. Không ít người ra khỏi thích, còn thích góp vui. Trong đó không thiếu cường giả lập thành tổ đội đi kiếm vận may, lỡ như gặp được người của Triệu gia thì sao? Mau mau mau. Trong rừng cây tùm, đám người Ngưu Anh liên tục xuyên qua như con thoi. Phía sau họ, tiếng hò hét liên miên, đánh nhau rất ác liệt. Triệu Bân, mẹ kiếp ngươi chạy đi đâu rồi, Ngưu Anh thở phì phò. Chưa biết chừng đã bị bắt rồi, Lâm Tà ho khan. Hắn vẫn luôn ở đây, đây là tiếng lòng của Thanh Giao. Là vì hoàn cảnh không phù hợp, cho dù thể hiện thân phận cũng chẳng có ý nghĩa gì.
nếu biết sớm đã đem thêm nhiều cường giả qua đây rồi, Ngưu Anh tỏ ra hối hận. Lâm Tà lại ho khan, trên địa bàn của đại hạ, có đem theo bao nhiêu cũng chỉ là trang trí. Không ai trong số họ phản đối câu nói này của hắn ta, không nói đến quân đội đại hạ với cao thủ chuẩn thiên và thiên võ, chỉ riêng Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti đã đủ càn quét bốn phương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mang thêm nhiều cường giả thì áp lực sẽ bớt đi. Nếu bây giờ có thêm người đuổi đánh tới thì không thể đỡ được. Nói tới là tới ngay. Còn chưa ra khỏi khu rừng đã thấy bóng đen lao tới, chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng cười khẩy âm u lạnh lẽo, tìm quá nửa đêm, hóa ra là ở đây hả? Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Âm hồn bất tán hả? Tên béo đen thùi lùi, nhóc hám tiền, Lâm Tà, Thanh Giao, Phượng Vũ và Xích Hiên đều đặt người nhà Triệu ra mà họ đang cõng trên lưng xuống, lôi vũ khí kiếm cơm ra, nhất thời đồng loạt khai chiến. Không còn đường lui nữa rồi, phải liều mạng thôi. Đi. Đám đông bỏ lại một câu rồi nhất loạt tấn công. Đám phân thân của Triệu Bân cắn răng, nhân lúc chiến sự mà cõng người nhà Triệu ra xuyên qua khu rừng. Mẹ kiếp, đúng là vượt cửa ải mà. Vượt đến cửa này rồi, chỉ còn một đám phân thân và một đám người không có tu vi. Gặp phải tình huống này thì cho dù chỉ là cảnh giới huyền dương cũng có thể tiêu diệt gọn bọn họ. Hết cách rồi, cục diện lúng túng như thế đó. Ai có thể đến đều đến cả, họ đi đánh nhau mở đường máu rồi. Lão đại, e là bọn ta không giữ được cục diện, đám đông phân thân ho khan. Nhắc đến lão đại, bây giờ Triệu Bân cũng rất thê thảm. Người mặc áo đen đang đối đầu cùng hắn là một cao thủ địa tạng tầng 9 hàng thật giá thật. So với Triệu Bân, Ma Tử còn thê thảm hơn, tuy là địa tạng tầng 8, nhưng đủ khiến hắn ta khó chịu. Trận địa này, hai đánh một hợp sức chống chả còn chật vật, huống hồ là đánh tay đôi. Nguyệt Thần là khán giả cũng cảm thấy không thể nhìn nổi nữa. Tiếc rằng cô ta không thể giúp được gì, đúng là Triệu Bân có át chủ bài, một vua man và một vua âm nguyệt. Gọi một ai đó ra thôi cũng đủ giữ được cục diện, nhưng không thể quấy rầy sự thanh tịnh của hai vị vua được. Nếu có thêm lần nữa, chắc họ sẽ chém Triệu Bân chết tươi. Uy nghiêm của bậc quân vương không thể xâm phạm được, dù có cô ta làm thuyết khách cũng không thể. Chưa đợi cô ta lên tiếng, Triệu Bân đã bị đánh ra cho rồi. Nếu biết như thế thì dùng khí thế của thiên võ ra hù dọa, chưa biết chừng sẽ dễ hơn chút. Thế nhưng con đường này cũng rất khó chót lọt. Dù sao thì người ta cũng có não mà, chưa biết chừng còn có khả năng kéo cả cao thủ thiên võ tới. Có trách phải trách đêm nay là một đêm bất thường, mẹ kiếp, mọi thứ dồn vào một cục. Tên mập đen thui và nhóc hám tiền đi cướp người trong thành tạo ra một mớ hỗn độn. Cứu người là tốt, nhưng cách thức cứu người, quá hoành hoang, nếu không có trận địa hoành tráng thì đúng là có lỗi với họ. Phụt, phụt. Máu me bắn ra, cả Triệu Bân và Ma Tử đều hộc máu. Bay ngược ra sau, va vào đỉnh núi làm nó đổ sập xuống, đất đá rơi hết mới nhìn thấy hai bóng người chật vật đang khù khụ ho ra máu. Kẻ đứng đầu Tân Tông và Thánh tử Ma Gia, thật thú vị. Người mặc áo đen thứ nhất và người mặc áo đen thứ hai đã biết được thân phận của Triệu Bân và Ma Tử. Cũng chính vì thế mà cảm thấy kinh ngạc. Người của Thiên Tông và người của Ma Gia cấu kết cùng nhau, nếu đồn ra ngoài chắc không ai tin. Điều này không quan trọng mấy. Quan trọng là dù Ma Tử hay Cơ Ngân đều là những bảo bối, tóm về nghiên cứu, có thể tìm ra được rất nhiều món bảo bối khác, nhất là Triệu Bân, có đan hải có võ hồn, có lực tái sinh, có thiên nhãn thuấn thân. Chọn bừa một cái, cũng có thể khiến họ mừng rỡ như điên, so với hai bảo bối này, có trời mới rảnh rỗi đi đuổi theo người Triệu gia, tiền thưởng gì đó, truy nã gì đó, đều cút mẹ nó đi, chẳng thứ gì đáng giá bằng hai người này cả. À, không đúng, hai người này không thể dùng tiền để so sánh được. Triệu Bân không nói gì, con người đỏ rực. Tầm mắt của hắn với phân thân được nối liền, bọn Phượng Vũ đã đến bên kia, chỉ còn mỗi phân thân, nếu bị chặn lại, thế thì với Triệu gia mà nói sẽ là tai vạ ngập đầu. Vấn đề là hắn vẫn còn bị chặn ở đây. Hay có thể nói là hắn với Ma Tử giữ chân hai địa tạng ở đây. Hai lão già không biết xấu hổ kia. Ma Tử lại ho ra một ngụm máu. Vượt qua con đường này, cố gắng chạy về phía núi Bất Tử, Triệu Bân nói xong bèn xoay người độn thổ. Chạy đi đâu? Người áo đen đầu tiên hừ lạnh, đuổi theo Triệu Bân.
Ma tử cũng không chậm, chạy một hướng hoàn toàn ngược lại Triệu Bân. Lão già áo đen thứ hai nhe răng cười, cũng đuổi theo không buông. Rừng núi yên tĩnh được đâu đó vài phút thì lại phát ra tiếng nổ rung trời, địa tạng tầng cao cực kỳ kiêu ngạo, mỗi lần ra tay đều sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, đứng từ bên ngoài nhìn sẽ thấy rất nhiều ngọn núi cao sừng sững bị đánh sụp từng ngọn một. Hừ, không thoát nổi đâu. Một người áo đen hừ lạnh, Triệu Bân vừa mới thoát khỏi khu rừng thì đã bị thủy độn của người đó cuốn trở về, biển rộng mạnh mẽ quay cuồng, sau đó nhanh chóng kết thành băng, Triệu Bân bị giam bên trong, đông lại thành một khối băng. Chạy, sao không chạy nữa đi, người áo đen nọ nhếch miệng. Thần Long bãi vĩ, Triệu Bân sử dụng bí pháp, một con rồng vàng xoay quanh người hắn, mạnh mẽ phá tan lớp băng. Cấm! Người áo đen hét to, lại thay đổi ấn quyết. Đột nhiên, những cột ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một nhà giam, Triệu Bân vừa mới thoát khỏi lớp băng lại bị giam vào đó, phù văn từ những song sắt bay ra khóa chặt tay và chân hắn. Không chỉ có lực trói buộc mà còn có lực hút cạn bá đạo. Mở. Triệu Bân quát lên thật to, mạnh mẽ dùng thiên cang hộ thể, phá tan nhà giam. Đệ nhất tân tông, quả nhiên bất phàm. Lão già áo đen cười âm u, một kiếm khí xuất hiện chém tới. Triệu Bân không nghĩ nhiều, giơ ngang kiếm chặn lại, cản được kiếm khí nhưng lại bị hất tung. Lão già áo đen cũng theo sát ngay sau đó, đầu ngón tay có vầng sáng u ám lóe lên. Ngón tay chọc thẳng đến, Triệu Bân vẫn bình tĩnh không hề biến sắc, vung tay bắn ra hơn 10 phi đao, trên mỗi phi đao đều có một lá bùa lôi quang. Bùa lôi quang cấp bậc huyền dương, lôi quang nổ ra vẫn có chút tác dụng với địa tạng tầng thứ 9, đánh người áo đen khiến người đó bị choáng. Khoảnh khắc đó cực kỳ đáng giá với Triệu Bân, hắn nhanh chóng định thân, dùng bùa lơ lửng, bùa tốc hành bay thẳng lên trời. Cút xuống đây cho ta. Người áo đen hừ lạnh. Năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Bân, lòng bàn tay có lực cắn nuốt đáng sợ, muốn dùng cách này để hút Triệu Bân xuống. Hắn đã đoán trước, bùa nổ được ném xuống, cùng nổ tung, mạnh mẽ nổ tung lực hút của người áo đen. Sắc mặt người áo đen trở nên dữ tợn hơn, lại ấn quyết. Bỗng nhiên, mặt đất chợt bị phá vỡ, một dây mây khổng lồ dài ngoằng như xúc tu loài bạch tuộc phút thẳng lên trời xanh, đó chính là bí pháp độn mộc. Buồn cười là nó không thể tóm được Triệu Bân. Độn mộc có nhanh thì cũng không thể nhanh bằng bùa tốc hành. Người áo đen trợn mắt đầy dữ tợn, triệu hồi thú cưỡi, một con báo đen chạy vồ đến, là loại báo biến dị, mở đôi cánh khổng lồ, chở người áo đen bay thẳng lên cao. Triệu Bân không nhìn tới, bùa tốc hành và bùa lơ lửng được ném liên tục, bay thẳng lên trời như đang chơi đùa, người hiểu hắn sẽ biết hắn muốn làm gì, đối phía với cảnh giới địa tạng bậc cao. Phải chiến đấu một cách liều mạng, cái gọi là liều mạng đó chính là rơi từ tít trên cao xuống, tốt hơn bất kỳ bí pháp nào. Gào. Báo bay gào thét, nhanh chóng lao vút lên trời cao. Người áo đen trên lưng nó mang sắc mặt dữ tợn không sao tả nổi, cảnh giới địa tạng tầng thứ 9 đánh huyền dương tầng thứ 2, lại mất nhiều sức như vậy, người đó rất bực tức. Bên này, Triệu Bân đã bay lên đủ cao, tới điểm giới hạn, hắn lại lao từ trên trời xuống. Vung tay ném một loạt bùa lôi quang ra, chừng hơn trăm lá, nổ tung giữa không trung như mưa. Người áo đen bất ngờ không kịp đề phòng, bị choáng hết cả hai mắt. Khí huyền hoàng, phong lôi chu tiên quyết. Triệu Bân lạnh lùng hét to, hai tay khép lại, một kiếm quang màu vàng từ trên trời chém xuống, cộng thêm thiên lôi và khí huyền hoàng trợ uy, kiếm uy phá hủy tất cả mọi thứ, không đánh người áo đen mà là báo bay người đó đang cưỡi. Báo đen vẫn còn rít gào bị một kiếm xuyên thủng đầu, một chiêu tuyệt sát, rơi thẳng từ trên không xuống. Nó chết cũng chẳng sao, nhưng người áo đen trên lưng nó thì lại đứng không vững, té xuống. Đến đây, Triệu Bân dùng bùa lơ lửng, cũng dùng bùa tốc hành, tốc độ lao xuống ngày càng nhanh và mạnh, từ xa nhìn lại, cứ như một vầng sáng vàng bắn thẳng xuống đất, nhắm thẳng về phía người áo đen, rơi xuống từ độ cao đó, không tin người ngã không tàn phế. Nhìn lại người áo đen, không có thú cưỡi trông cứ như vịt cạn xuống nước, rơi thẳng từ trên không xuống, còn chưa giữ thăng bằng thì Triệu Bân đã lao vào người. Khoảnh khắc đó, Triệu Bân dùng một sấp bùa trọng thân thật dày, cơ thể chỉ chừng 50 ký nhanh chóng lên đến mấy vạn ký. Người áo đen kêu rên, cũng ngỡ ngàng ngơ ngác. Tiểu tử này, tại sao lại đột nhiên trở nên nặng như thế? Không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế.
không kịp trở tay, cùng với Triệu Bân. Rơi từ trên trời xuống. Ầm. Lại là một tiếng ầm vang, cả ngọn núi khổng lồ bị Triệu Bân và người áo đen va vào rồi rơi từ đỉnh núi xuống chân núi, cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Khi cát bụi bay tứ tung, hai tiếng hộc máu nghe có vẻ khá chói tai, chân nguyên hộ thể của người áo đen đã nổ tung, gân mạch xương cốt trong người cũng kêu răng rắc, ngụm máu văng lên mặt Triệu Bân. Hắn cũng không khá hơn là bao, cũng phun một ngụm máu lên mặt người áo đen. Nhìn thôi cũng thấy đau, Nguyệt Thần là người duy nhất xem cuộc chiến liên tục chật lưỡi không thôi. Nhưng nói đi nói lại, cách đó thật sự có tác dụng. Mượn lực đánh lực, rơi từ trên độ cao đó, dù có là địa tạng tầng thứ 9 cũng không thể chịu nổi, đây quả là cách chiến đấu liều mạng, nhưng không phải ai cũng dám dùng, nếu Triệu Bân không có lực tái sinh thì cũng không dám đánh như thế. Đây đã là lần thứ 3 hắn dùng cách này, đánh địa tạng bậc cao rất tốt. Phụt! Trong đống đá vụn, người áo đen bò dậy, không kịp thở đã phun thêm một ngụm máu tươi, đầu ông, không thể phân biệt đông tây nam bắc, cũng không biết đâu là thật, đâu là ảo, ngã đến nỗi ngu người, trải qua nhiều lần đánh nhau như thế, chỉ có lần này là lao lực nhất, có trời mới biết được một tiểu bối cảnh giới huyền dương lại cho thể tạo thành sự bất ngờ đến vậy. Đâu chỉ là đau thôi, mà là cả người đau nhức. Bây giờ vẫn còn đứng dậy nổi đều nhờ có chân nguyên chống đỡ. Đối diện, Triệu Bân cũng đứng dậy. So với người áo đen, trạng thái của hắn tốt hơn rất nhiều, vạn pháp trường sinh quyết điên cuồng xoay chuyển, cố gắng nối liền kinh mạch, cũng đúc lại xương cốt, tất cả miệng vết thương đều lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đó, chính là bản lĩnh của hắn, không có bản lĩnh đó thì hắn cũng không dám đánh như vậy. Hay lắm Cơ Ngân, thật sự rất mạnh, người áo đen tóc tai bù xù. Không biết là do quá đau hay là tức giận cháy hỏng cả đầu mà cứ hộc máu mãi không ngừng, gương mặt máu me bê bết ấy ấy dữ tợn đến nỗi vặn vẹo, dù ác quỷ từ dưới địa ngục lên cũng không đáng sợ đến thế. Tiền bối, lên đường bình an nhé. Triệu Bân thản nhiên nói, lùi về phía sau từng bước, sau đó nhảy ra ngoài. Trong lúc lùi lại, hắn kết ấn, một chữ nổ mạnh mẽ vang dội. Người áo đen chợt biến sắc, mới biết trước ngực, sau lưng. Hai tay hai chân đều dán đầy bùa nổ của Triệu Bân, nếu đang trong tình huống bình thường, tất nhiên là người áo đen không sợ, bùa nổ của Huyền Dương còn chẳng làm gì được chân nguyên hộ thể nữa là, nhưng nay, trạng thái đang cực kỳ tệ thế này, chân nguyên hộ thể cũng vỡ, bản thân thì tàn phế, làm sao chịu nổi nhiều bùa nổ như vậy. Một tiểu võ tu, lại có được tinh thần chiến đấu như thế. Trong nháy mắt, người áo đen cực kỳ khiếp sợ, có vẻ từ đầu đã rơi vào cái bẫy của Cơ Ngân. Hết lần này đến gần khác đẩy mình vào cáo bẫy không kịp trở tay. Hắn, là một người có kỹ thuật, Nguyệt Thần vẫn đánh giá rất đúng trọng tâm. Thế nên mới nói đánh với Triệu Bân thì đừng bao giờ để lộ sơ hở. Tên đó mà thấy đường kim rồi sẽ đâm ngay, bị hắn tìm được sơ hở thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không, không không. Người áo đen sợ hãi gào thét, cố gắng muốn gỡ những lá bùa nổ ấy xuống. Đáng tiếc. Đã quá muộn rồi, Triệu Bân đã mở cấm chú của bùa nổ, hết lá này đến lá khác nổ tung hất bay người, còn chưa kịp rơi xuống thì thịt đã nát và nhuộm đẫm máu tươi, bay đầy trời. Phụt! Triệu Bân đáp xuống đất, chân lảo đảo, cũng phải phun một ngụm máu tươi thật lớn. Đúng là có giết được người áo đen đấy, có vạn pháp trường sinh quyết để hồi phục vết thương cũng không giả, nhưng bị thương nặng, vết thương có thể hồi phục như cũ, nội thương thì không thể khỏi trong khoảng thời gian ngắn được. Cần một khoảng thời gian rất dài để nghỉ dưỡng. Hắn nhìn quanh, không thấy ma tử, cũng không thấy dãy núi bên kia có động tĩnh gì. Xem ra ma tử đã dẫn người áo đen thứ hai ra khỏi khu vực này rồi, với những gì hắn biết về ma tử thì dù có phải liều mạng hắn ta cũng sẽ giết chết người đó, bởi vì người đó biết thân phận của hai người, cũng biết bọn họ đang liên minh với nhau, để người đó chạy thoát sẽ là một mầm tai họa, hắn tin ma tử, thánh tử ma gia chắc chắn sẽ làm được. Khi chuyển tầm mắt lại, hắn mới xoay người tiến đến cứu viện cho nhóm Phượng Vũ. Đột nhiên, hắn vừa mới bước đi thì đã thấy một mũi nhọn phóng tới, nói chính xác hơn là một thanh giáo nhọn màu đen, nhanh như tia chớp, thanh giáo xuyên thủng với sức mạnh bá đạo, có thể khiến hắn bị đẩy xa đến mấy chục trượng mới đâm một tiếng keng vào tảng đá, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả vách tường. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Cùng với tiếng cười âm hiểm ấy là một ông lão áo dài chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm, khóe môi tủm tỉm ý cười,
đôi mắt già nua lạnh lẽo, cả người có sát khí ma quẩn quanh. Người ma quật. Triệu Bân ho ra máu, muốn rút thanh giáo ra, vấn đề là thanh giáo có cấm chú, từ khoảnh khắc hắn bị đâm xuyên qua đã có những phủ văn đen ngòm khắc vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Tất cả sức lực của hắn đều bị giam giữ. Chưa bắt được người Triệu gia, nhưng lại tóm được Hãng Nhất Tân Tông, đúng là may mắn. Lão già áo màu bạc cười âm u, đi tới, đôi mắt già nua rực sáng, so với người Triệu gia thì cơ ngân mới là bảo bối thật sự. Với tu vi của tiền bối mà lại đi đánh lén, Triệu Bân cười lạnh. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả thôi, lão già ấy suy nghĩ nói, người rất mạnh, mạnh hơn những gì ta đoán, nhiều năm qua, người có thể lọt vào mắt lão phu chẳng có mấy. Vãn bối phải cảm ơn lời khích lệ của tiền bối rồi, khóe miệng Triệu Bân đầy máu. Vẫn còn liều mạng vùng vẫy, dù cố gắng dùng sức đến mấy vẫn không thể rút thanh giáo đó ra được, bị ghim trên tảng đá, như con dê núi chờ bị làm thịt. Hắn chưa từng nghĩ tới tình huống sẽ trở nên tệ đến mức này, không bàn đến việc cứu người trong tộc, mạng mình còn khó giữ. Nào, để lão phu đưa ngươi về nhà, ông già mặc áo bạc đưa tay ra, giả vờ thân thiện. Keng! Đáp lại ông ta là một tia kiếm quang chói mắt. Tiếng kiếm vang lên từ phía sau. Lại có một người nữa xuất hiện, người đó trùm áo khoác đen, chém ra một kiếm. U Lan. Triệu Bân vừa nhìn thấy là nhận ra cô ta ngay, hắn không nhìn rõ được khuôn mặt của U Lan nhưng lại nhận ra đôi mắt xinh đẹp của cô ta. Chắc chắn là U Lan, không ngờ cô ta lại xuất hiện ở chỗ này, cô ta cũng đến để cứu người Triệu ra sao? Hay là đến để chấp hành nhiệm vụ? Một cảnh giới huyền dương nhỏ nhoi mà cũng dám tấn công ta sao? Ông già áo tím hừ một tiếng lạnh lùng, đột ngột quay lại, giơ hai ngón tay ra nhẹ nhàng kẹp chặt mũi kiếm của U Lan, kiếm uy lập tức bị đánh tan, dù cho U Lan có dùng lực thế nào thì cũng không sao đâm tới thêm được. Hơn nữa cô ta còn bị ông già áo tím dùng một ngón đánh bay ngược ra 3-5 trượng. Tấm vải đen che mặt của cô ta cũng bị chấn đến rách để lộ ra khuôn mặt, đến khi cô ta rơi xuống đất thì khóe miệng còn chảy máu tươi. Cô ta là thích khách. Rất giỏi tấn công nhưng lại không giỏi chịu đòn, khi không thể làm ông già áo tím bị thương bằng một chiêu thì cô ta đã không còn lợi thế nào nữa rồi, trừ khi đánh phối hợp với kẻ khác. Hôm nay đã định sẵn là một ngày có nhiều thu hoạch rồi đây, mắt ông già áo tím sáng rỡ lên. U Lan không nói gì, lập tức dùng cấm pháp, đấy chính là trạng thái điên cuồng, mái tóc mượt mà chuyển sang màu đỏ từng sợi một, khí tức vốn lạnh giá, cô quạnh cũng trở nên mạnh mẽ hơn, sau lưng còn mọc thêm một đôi cánh. Triệu Bân đã từng nhìn thấy trạng thái đó 2 lần rồi. Cứ đến trăng tròn là U Lan nhất định sẽ phát cuồng. Nhưng bây giờ hình như không phải đêm trăng tròn. Từ đó có thể thấy được, cô ta đã khống chế được sức mạnh huyết mạch, có thể tự do thi triển, hơn nữa cũng không còn bị phản phệ nữa. Huyết mạch dực tộc, thú vị đấy. Ông lão áo tím tò mò, ánh mắt càng rực lửa, dực tộc là một loại huyết mạch rất hiếm có, nghe đồn đã biến mất hoàn toàn rồi. Không ngờ vẫn còn có truyền nhân trên đời này. Đem về nghiên cứu kỹ mới được, ông ta nghĩ đến đây thì liền ra tay. U Lan cầm kiếm xông lên, sau khi chuyển sang trạng thái phát cuồng thì sức chiến đấu cũng trở nên rất mạnh mẽ. Ầm, bùm, những tiếng vang long trời lở đất lại vọng trong khu rừng đã ngổn ngang. U Lan và ông già áo tím đánh nhau gây ra động tĩnh rất lớn, kiếm khí văng khắp nơi khiến những cây cổ thụ ngã rạp cả một vùng. Tầng ánh sáng trải dài 4 phía, rất nhiều tảng đá lớn đều bị chấn động đến đổ sập. Ọc, ọc, rõ ràng U Lan ở thế hạ phong, dù cho đang ở trạng thái phát cuồng thì cũng không đánh lại được ông già ác tím. Ông ta là cảnh giới địa tạng tầng 8, đến cả Triệu Bân trong trạng thái bùng nổ hoàn toàn mà cũng bị đề ra đánh khi đối đầu trực diện thì nói gì đến U Lan. Chưa được hơn 10 hiệp thì U Lan đã máu me đầy người rồi. Nhìn lại ông già áo tím thì chẳng có vẻ gì là xốc xếch hay khó khăn. Ông ta thật sự rất đáng sợ, sát khí cuồn cuộn, ma khí thì càng ảo ạt, ngập trời hơn nữa. Mở cho ta. Triệu Bân nghiến răng, tập trung sức mạnh, một lần nữa cố dùng thiên cang hộ thể. Đây là bí pháp phòng ngự tuyệt đối có thể khiến cho tất cả mọi thứ bị bắn ngược trở lại, những ma văn đen ngòm bám lên người hắn đều bị văng ra ngoài hết. Không còn cấm chế thì chiến mâu chỉ là vật trang trí, có thể rút ra dễ dàng. Nhưng dù là như vậy thì trạng thái của hắn cũng khá tồi tệ vì bị nội thương quá nặng, lúc tiếp đất hắn đã loạng choạng, chao đảo một lúc mới đứng vững lại được. Ọc!
Vừa đúng lúc U Lan bị ông lão áo tím chém phụt máu, bay về phía hắn. Triệu Bân tiến về trước một bước, đỡ lấy cô ta, dùng chân nguyên giải ám kình trong cơ thể U Lan. Nhóc con, ngươi làm ta khá bất ngờ đấy. Ông già áo tím cười nham hiểm, không ngờ một tên cảnh giới huyền dương tầng 2 lại có thể phá được phong ấn của mình. Lời đồn không phải là giả, quán quân tỷ thí tân tông của thiên tông của đại hạ đúng là có chút bản lĩnh thật. Đi! Triệu Bân kéo lấy U Lan, quay lưng bỏ chạy, chui thẳng vào hang núi trong vách đá. Tranh đoạt con mồi tới đường cùng à, ông già áo tím cười nham hiểm, đuổi theo vào hang núi nhanh như một tia chớp. Học! Ông ta vừa mới vào hang núi chưa được một giây thì đã quay ra, nói đúng hơn là đã bị đánh phải trở ra ngoài. Trên ngực còn cắm một cây cung nỏ to, là loại cung được lắp trên xe nỏ. Loại vũ khí đáng sợ này chỉ có thể nhìn thấy trên chiến trường, sức sát thương của nó cực mạnh. Trên thực tế, cảnh giới địa tạng không sợ nỏ này đâu. Mặc dù nỏ to này mạnh nhưng chỉ cần né được là xong. Nhưng, nếu như không né được thì sẽ rất khó chịu. Giống như ông ta lúc này, hiển nhiên đã bị trúng một đòn, sự sắc bén của cây nỏ rất đáng sợ. Nó phá tan chân nguyên hộ thể của ông ta giống như Triệu Bân bị cây giáo găm trên vách núi trước đó vậy. Chưa hết, trong cây nỏ còn có treo bùa nổ nữa, bùa đột ngột nổ tung, mặc dù chỉ là bùa cảnh giới huyền dương nhưng khi nổ trong thời khắc mấu chốt này thì cũng rất đã, khiến ông ta cũng rơi vào cảnh máu me be bét. Ngoài ra, còn có kim độc ẩn trong nỏ, ông ta cũng bị trúng hết. Đừng gấp, vẫn còn. Trong hang núi, tiếng hừ lạnh lùng của Triệu Bân vọng ra. Hắn không chỉ lấy ra một xe nỏ. Đấy đều là thành quả mấy ngày nay của hắn, rảnh rỗi là lại chế tạo linh kiện, lắp ghép để được mười mấy chiếc. Vù, vù. Những cây nỏ mạnh nối đuôi nhau được bắn ra khỏi hang núi, điên cuồng phát nổ, khiến vách đá phía đối diện đổ sập, còn ông già áo tím thì cũng phụt máu, bay ra xa. Một hai cây nỏ thì không sao, nhưng khi có tới cả trăm cây bay qua và phát nổ thì đẹp trời luôn. Đến khi tiếng nổ dừng hẳn, khói cũng tan hết thì mới thấy bóng dáng ông già áo tím, đầu tóc rối bời, máu me khắp người, khói đen bốc lên, rất nhiều chỗ còn lộ cả xương, hơn nữa, cả người đều bị cắm đầy kim độc, không còn nhìn ra được hình dạng nữa. Ở đâu mà hắn có xe nỏ thế, U Lan lẩm bẩm, cô ta đã nhìn thấy rất rõ. Cũng may ông ta là cảnh giới địa tạng, và là địa tạng tầng 8 nên mới chịu được đòn. Nếu như đổi lại là cô ta gặp phải chuyện này thì chỉ cần một cây nỏ thôi cũng đủ làm cô ta tan thành cho bụi rồi. Đáng chết mà. Ông già áo tím đứng không vững nhưng vẫn hét lên giận dữ, ai mà ngờ Triệu Bân lại có xe nỏ, hơn nữa không phải chỉ có một xe. Trước đó, ông ta đã chắc chắn Triệu Bân không còn chiêu nào nữa nên mới đuổi theo vào trong hang núi, giờ nghĩ lại thì mới biết mình đã bị gài, không phải tên nhóc đó muốn chạy mà là đã lên kế hoạch sẵn rồi. Vậy mà ông ta đã lơ là thật. Vì lơ là nên đã bị tấn công mà không kịp trở tay. Nỏ mạnh mà còn đẹp mắt nhỉ. Triệu Bân đi ra, cầm trong tay thanh long uyên đẫm máu. U Lan cũng bước ra. Trạng thái của cả hai không tốt lắm, một người lắc lư, một người loạng choạng. Ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ông già áo tím gào lên, sát khí ảo ảo kéo đến. Triệu Bân không hề sợ hãi, hắn chắn trước đầu gió, dùng kiếm khí và sấm sét để chống lại. Khi còn cách ông già áo tím chưa đầy ba bước chân, hắn dùng sức mạnh đồng lực, sử dụng ảo thuật thiên nhãn, có lẽ là bị nổ quá mạnh, cũng có thể do quá tức giận, đầu óc ông già áo tím không thanh tỉnh mới bị ảo thuật của hắn xâm chiếm, nhưng cũng chỉ cần một khắc suất thuần này thôi đã đủ để Triệu Bân giết tới. Phụt! Máu tươi chói mắt, Triệu Bân dùng kiếm đâm xuyên ngực ông già áo tím. Ông già áo tím gầm lên, tay nắm lấy kiếm Long Uyên, khóa chặt, trong giây phút sống chết này không thể buông lỏng, cho dù chỉ là một chút, kiếm Long Uyên cũng sẽ xuyên qua người ông ta. Còn Triệu Bân, vẫn đang nắm chặt chuôi kiếm, nhất quyết không buông. Hai người bất động như tượng đứng đó. Rốt cuộc, ông già áo tím cũng rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, ở đây không chỉ có Triệu Bân mà còn có một U Lan nữa. U Lan cũng đã giết tới, một kiếm chém xuống nửa cái đầu của ông già áo tím. A! À, ông già áo tím ngây ngốc, chân nguyên vỡ nát, hất bay Triệu Bân và U Lan.
Sau đó ông ta liên tiếp lùi lại, ngực phun máu tươi, bên trên chỉ còn lại nửa cái đầu, cảnh tượng này không những dọa người mà còn rất kinh tởm, người thường nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Chém. Triệu Bân vừa mới bị hất bay ra ngoài, lúc này nắm chắc kiếm Long Uyên, dùng kiếm chém nốt nửa cái đầu còn lại của ông già áo tím xuống. Lần này, ông già áo tím không còn gầm lên được nữa, thân thể đẫm máu chấn động, lắc lư vài cái rồi ngã vật ra đất. Phù, phù. Cách đó không xa, Triệu Bân và U Lan cũng tiếp đất. Hai người cũng bị chấn động mạnh do đòn của ông già áo tím, trực tiếp phun ra một vũng máu. Lúc này, núi rừng mới thực sự rơi vào yên tĩnh. Không ai có thể nghĩ đến, dãy núi hoang vu này đã chôn vùi ba vị cao thủ cảnh giới địa tạng, một cấp 9 và hai người cấp 8. Một người bị thuấn thân tuyệt sát, một người bị nổ chết, một người thì bị chém đầu chết, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. U Lan. Một lúc lâu sau, thấy Triệu Bân đứng dậy, dường như quên mất, hắn trực tiếp gọi tên thật của U Lan. Phải biết rằng, tên của cô ta ở Thiên Tông là Hy Nguyệt. Hắn cõng U Lan trên lưng, lảo đảo bước ra khỏi khu rừng. Triệu Bân, là ngươi sao? Hơi thở U Lan yếu ớt, cô ta luôn lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng câu này lại dịu dàng hiếm có, người biết tên thật của cô ta không nhiều, Triệu Bân chính là một trong số đó. Đêm ấy, Triệu Bân cũng cõng cô ta trên lưng như vậy, chết cũng không bỏ rơi cô ta. Lưng hắn vẫn ấm áp như trong ký ức của cô ta, giác quan thứ 6 của nữ nhân luôn chuẩn xác như vậy. Là ta, Triệu Bân khàn khàn cười nói. U Lan không lên tiếng, chỉ cười nhẹ, áp má vào vai Triệu Bân. Cô ta không nhìn nhầm, từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở Thiên Tông, cho dù hắn đã thay đổi dung mạo, khí tức thì cô ta vẫn nhận ra. Dù là U Lan hay Hy Nguyệt, dù là Cơ Ngân hay Triệu Bân, cuộc hội ngộ này làm cô ta cảm động muốn khóc, cái tên Triệu Bân luôn tia sáng dẫn đường trong thế giới tối tăm, kéo cô ta trở về từ địa ngục. Đêm, vẫn cứ dài như vậy. Dư âm của các cuộc chiến vẫn cứ thế nối tiếp nhau. Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti đến rồi. Hầu hết các thế lực đều đã rút lui, ví như người tộc xác chết, ma gia, ma quật hoặc huyết y môn. Đám người đó đương nhiên không dám động tới Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti. Nhanh nhanh nhanh. Trong bóng tối, trong lòng đám phân thân của Triệu Bân đang gào lên. Hiện tại họ đã có thể nhìn thấy núi bất tử, không có ai bảo vệ, họ chạy được đến đây cũng đã là một kỳ tích, đừng nói Triệu Bân, đến Nguyệt Thần cũng thở dài, cũng là dưới sự theo dõi của Triệu Bân và Nguyệt Thần. Đám phân thân của Triệu Bân có người Triệu ra trốn vào trong núi bất tử. Vào giây phút đó, Triệu Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Đến núi bất tử coi như là địa bàn của hắn. Phân thân ở thành Thiên Thu đã kích hoạt mê tung trận, an toàn hộ tống người của Triệu ra vào trong. Đây! Nhìn cảnh vật như tiên cảnh này, đám người họ Triệu cũng phải giật mình. Ôi! Lăng Phi nhảy ra, dáng người nó không cao. Nhưng có thể nhìn ra nó rất vui mừng. Gặp lại người cu ả Triệu gia, thật là tốt. Đương nhiên chỉ có người Triệu gia thôi, sau khi đưa họ đến đây thì phân thân của Triệu Bân quay đầu đi ra khỏi thành Thiên Thu, phải đi tìm những người khác nữa. Có thể cứu được không thì không biết, nhưng phải xác định được họ đang ở đâu, tiết kiệm thời gian cho Triệu Bân. Nói đến Triệu Bân thật, tình trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều, vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Vết sẹo khắp người hắn dần lành lại, khí huyết không những không suy nhược mà còn mạnh mẽ hơn, có đám phân thân liên tục truyền tinh nguyên của đại địa, hắn cũng có thể hấp thu sức mạnh của đất. U Lan thì không được khỏe như vậy, cô ta đã rơi vào tình trạng hôn mê. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng lắm. Chân nguyên của Triệu Bân dâng trào, từ từ truyền vào cơ thể cho U Lan, tiêu trừ sát khí cho cô ta. Phù. Rào. Trên không trung có rất nhiều thú cưỡi bay lượn, có huyết điêu, cũng có phi lang. Hầu hết đều là đám người vì tiền thưởng mà đến, họ vẫn đang tìm kiếm người Triệu gia. Một nhóm từ 3 đến 5 người, giống như tìm bảo vật vậy. Phía đông, có một đám cường giả. Tránh ngọn núi phía trước ra, ở đó tụ tập rất nhiều cao thủ. Cẩn thận, có cao thủ đang đến. Nguyệt Thần như ngọn hải đăng, mở đường dẫn lối cho Triệu Bân. Mỗi khi có nguy hiểm thì cô ta đều sẽ cảnh báo trước, cũng chính vì có cô ta mà Triệu Bân mới không đụng phải cường giả, nương theo ánh trăng trở lại núi bất tử. Chết tiệt!
vừa mới đặt chân vào núi Bất Tử là đã nghe thấy tiếng hét giận dữ. Đấy là tiếng của bọn Ngô Khởi, bọn họ vẫn còn đang bị nhốt trong núi, vẫn chưa tìm ra được lối thoát nên đang la hét và chửi rủa. Đợi ta nghỉ khỏe lại rồi xử lý từng tên một. Triệu Bân hừm lên lạnh lùng, chưa quan tâm đến bọn họ mà vào thẳng thành Thiên Thu. Ôi cha mẹ ơi! Lăng Phi là người đầu tiên nhảy ra, nó nhìn thấy Triệu Bân máu me đầm đìa thì bất giác hít một hơi, đến khi nhìn thấy U Lan thì lại ngây ra, có đệ tử nào của Thiên Tông mà không nhận ra hy nguyệt của đỉnh Ngọc Tâm, sao hai người họ lại ở cùng nhau? Hơn nữa còn bị thương nặng đến thế nữa. Tiểu Hữu, những người khác đâu rồi? Người Triệu gia cũng có ở đó, Lục trưởng lão đứng đầu tiên, nhìn Triệu Bân với vẻ mặt lo lắng. Để cứu đám vô dụng bọn họ, không biết đã có bao nhiêu người phải đổ máu, nếu những người đó vì vậy mà hy sinh thì bọn họ sẽ thấy áy náy cả đời. Yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi cứu bọn họ. Triệu Bân mỉm cười, đặt U Lan xuống rồi quay người, rời khỏi thành Thiên Thu. Thời gian cấp bách, hắn không kịp hàn huyên, càng không kịp giải thích rõ thân phận của mình. Không giúp được gì thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lăng Phi nói xong thì đến bên cạnh U Lan, dùng chân nguyên trị thương cho cô ta. Cơ Ngân chịu đưa cô ta về đây thì nhất định là người nhà. Bên này, Triệu Bân lại ra khỏi núi Bất Tử. Trên đường đi, hắn đã biến ra rất nhiều phân thân, tản ra khắp nơi để tìm người. Vì hắn biến ra quá nhiều phân thân nên đã vượt quá giới hạn, cũng tức là đã tổn hại đến căn cơ. Lúc này, hắn cũng không lo được nhiều như thế nữa, chuyện cấp bách nhất là phải nhanh chóng tìm thấy bọn Phượng Vũ và Nhóc Mập, họ đã xả thân vì người nhà họ Triệu, nếu như vì chuyện này mà để họ phải mất mạng thì hắn sẽ áy náy cả đời. Âm, bùm. Tận sâu trong đêm tối, có một thung lũng không ngừng có tiếng nổ vang lên. Có người đang đánh nhau đến long trời lở đất. Có thể nhìn thấy ba người Thanh Giao, Xích Hiên và Lâm Tà, thực tế cũng chỉ có ba người họ mà thôi, không thấy Phượng Vũ, Ngưu Anh và Nhóc Ham Tiền đâu cả, chắc là đã lạc nhau giữa đường rồi. Ba người bọn Lâm Tà cũng đã bị vây đánh giữa đường, thương tích đầy mình, người có năng lực khá yếu như Thanh Giao thì khí huyết đã suy giảm, mặt mày trắng bệch không còn chút máu. Còn đám người vây đánh bọn họ thì đều là cảnh giới huyền dương. Mặc dù bọn chúng đều trùm áo khoác đen và che đậy rất tốt nhưng lại không che giấu được đặc tính của chiêu thức tấn công, chiêu nào cũng đầy sát khí và mùi máu tanh, tất cả đều là cao thủ của huyết hy môn. Giải quyết nhanh đi. Có một người áo đen lạnh lùng nói, người đó không hề tham gia chiến đấu. Theo như lời của tên này, ý tứ là ta đây đường đường là cảnh giới huyền dương tầng 9, chẳng buồn ra tay với bọn tiểu võ tu nhãi nhép. May mà hắn ta không nhúng tay vào. Nếu không thì bọn Lâm Tà đã thua từ sớm rồi. Dù là như vậy thì ba người họ cũng rất thê thảm, vốn dĩ đã bị thương nặng, giờ lại còn bị đánh hội đồng nữa, đến lúc này vẫn chưa bị tóm thì đã đủ để tự hào rồi, không phải ai cũng siêu được như Triệu Bân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đi thôi. Lâm Tà hừ lên một tiếng lạnh lùng, ném một tấm bùa nổ ra rồi quay đầu bỏ chạy. Thanh Giao và Xích Hiên cũng lập tức theo phía sau, chạy ra khỏi thung lũng. Chạy đi đâu? Tiếng la hét đột ngột vang lên, cả đám ào ào đuổi theo. Người xưa nói rất hay, thằng nào xông lên trước thằng đó chết. Tên xông ra trước tiên vẫn chưa kịp lên mặt thì đã bị một tia sáng màu vàng kim xuyên thủng đầu. Nói tia sáng màu vàng kim thì không đúng lắm, mà nên nói là mũi tên sấm sét màu vàng kim lấp lánh có uy lực cực mạnh. Không sai, Triệu Bân đã đánh đến. Thiên lôi kết hợp với cung bá vương tạo nên sức sát thương rất bá đạo. Vù, vù. Hắn không ngừng kéo cung, bắn tên ra, những mũi tên sấm sét nối đuôi nhau bắn ra, lần lượt ghim vào đầu hết tên này đến tên khác, người của huyết hy môn lần lượt ngã xuống, tất cả đều bị hạ chỉ bằng một mũi tên. Nhóc con được lắm. Ông già áo đen hừ lên lạnh lùng, ông ta cũng đã xông ra khỏi thung lũng. Dùng một trường, đánh bay tên lôi đình. Đến núi Bất Tử đi, Triệu Bân cất cung bá vương lại và lôi kiếm Long Uyên ra. Vậy còn ngươi? Đi đi. Cẩn thận đấy, Lâm Tà, Thanh Giao và Xích Hiên không chần chừ thêm nữa, quay đầu bỏ chạy ngay. Không phải họ không có nghĩa khí mà là bây giờ bọn họ chỉ là gánh nặng, nếu còn không chạy thì sẽ làm liên lụy đến Triệu Bân. Đuổi theo,
không chừa một ai, ông già áo đen lạnh lùng nói. Sau khi có mệnh lệnh, tất cả những người của huyết y môn có mặt ở đó đều truy sát bọn họ, không thể để cho ba tên đệ tử Thiên Tông đó bỏ chạy được. Nếu bọn họ còn sống, quay về lại Thiên Tông, nếu họ báo lại chuyện ngày hôm nay thì huyết y môn sẽ bị Thiên Tông trả thù. Soạt. Triệu Bân nhanh như một tia chớp, chém ra cả một mảng kiếm khí. Hắn xuất chiêu thì ông già áo đen cũng xuất chiêu, ông ta trưởng ra một trưởng ấn lớn với năm ngón tay. Triệu Bân không sợ, ngẩng đầu xông lên, chém tan trưởng ấn bằng một kiếm. Vì chiêu đó, hắn cũng bị chấn động ngược lại, xương tay gãy vụn và hộc máu, khi đối đầu trực diện với cảnh giới địa tạng tầng 9 thì hắn vẫn còn kém rất xa. Huống hồ gì lúc này hắn còn đang bị thương nặng, sức chiến đấu không thể đạt đến trạng thái đỉnh cao. Có điều, nhờ có hắn giữ chân, bọn Lâm Tà đã có thêm thời gian để bỏ trốn. Ngươi là Cơ Ngân sao? Ông già áo đen hơi nheo hai mắt lại, ông ta đã nhận ra thân phận của Triệu Bân. Chính vì nhận ra nên ánh mắt mới sáng rực lên, vì hắn có khuôn mặt rất phổ thông nên suýt chút ông ta đã bỏ sót mất. Hắn là một bảo vật quý, khắp người đều quý, đáng tiền hơn so với ba tên lúc nãy nhiều. Vãn bối thật hân hạnh khi được tiền bối nhận ra, Triệu Bân cầm kiếm đứng thẳng lên. Hay, hay lắm, ông già áo đen vô cùng phấn khích, đưa cánh tay ra, tóm lấy hắn từ xa. Phá! Triệu Bân lạnh lùng hét lên, dùng thiên cang hộ thể phá tan uy thế của đối phương. Hắn vẫn chưa kịp thở thì ông già áo đen đã đánh đến nhanh như một bóng ma, trưởng hắn bay lộn nhào ra xa. Cũng vì hắn đang bị thương nặng nên tốc độ đã bị giảm đáng kể, nếu như ở trạng thái bình thường thì nhất định hắn có thể né được. Phong! Ông già áo đen cười dữ tợn, dùng bí pháp biến ra một cái chuông to, ụp lên người Triệu Bân vây hắn lại. Đáng tiếc, chưa đầy một giây thì chiếc chuông đã bị Triệu Bân đánh vỡ chỉ bằng một kiếm rồi thoát ra như một con dao long. Nhưng không may là hắn lại chạm mặt ông già áo đen, ông ta tung một trường, suýt chút đánh chết hắn. Ép ta quật ngươi à! Triệu Bân xuất chiêu long ngâm hổ gầm khiến ông già áo đen phải hừ lên khó chịu. Còn hắn thì dùng bùa lơ lửng kết hợp với bùa tốc hành, phóng thẳng lên trời. Đánh địa tạng cấp cao thì phải quật từ trên xuống mới được. Ngươi chạy mà được à? Ông già áo đen cười lạnh lùng, không ngờ ông ta cũng có bùa lơ lửng, đuổi theo ngay phía sau. Có điều, có vẻ như vận may của ông ta không được tốt lắm, vừa mới bay lên trời là đã nhìn thấy một tia kiếm quang chém xuống khiến ông ta không kịp trở tay, cả người bị chém bay ra xa, va vào một ngọn núi nhỏ khiến nó đổ sập. Ai? Lão ta từng bước thoát ra khỏi đống đá vụn văng tung tóe. Điều ngay lập tức lọt vào trong tầm mắt của lão ta là một bóng hình xinh đẹp đang giết tới cực nhanh, những ngón tay thon dài tỏa ra linh quang màu tím xuyên thẳng vào ấn đường của lão ta, đây chính là một đòn tuyệt sát. Bóng hình xinh đẹp đó chính là Lạc Hà. Không sai, người đó chính là Lạc Hà, sư phụ của Thanh Giao. Chủ nhân đỉnh Lạc Hà vốn đang tĩnh tu bên trong tông môn thì nghe tin bên ngoài đại loạn cho nên cô ta mới vội vàng đi ra khỏi tông môn tìm Thanh Giao. Cô ta có khắc một ký hiệu trên người của Thanh Giao, cho nên cô ta có thể tìm đến chính xác vị trí của Thanh Giao. Tới nơi thì cô ta không chỉ tìm được Thanh Giao mà còn tìm được cả Lâm Tà và Xích Hiên, thấy ba người bọn họ gặp nạn thì Lạc Hà mới ngay lập tức đánh tới đây. Tuy rằng cô ta cảm thấy Cơ Ngân rất không vừa mắt, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của Vân Yên, hơn nữa hắn còn là một nhân tài hiếm có. Phụt! Lão già áo đen phun máu rồi nặng nề ngã xuống đất. Lão ta đến chết cũng không cam lòng bị người ta dùng một ngón tay giết chết, hơn nữa lão ta lại càng thêm hối hận, đáng ra trước đó nên tốc chiến tốc thắng còn hơn là chờ Cơ Ngân tới. Cơ Ngân không đáng sợ, mà ba tên đệ tử Thiên Tông cảnh giới huyền dương kia lại càng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trưởng lão Thiên Tông, cảnh giới địa tạng đỉnh phong có thể giết chết lão ta ngay lập tức chỉ bằng một ngón tay. Đồ nhi của ta mà ngươi cũng dám động vào sao, Lạc Hà lạnh lùng nói. Đa tạ sư bá, Triệu Bân vừa đáp xuống đã vội vàng chắp tay hành lễ. Không cần đa tạ, sau này ngươi biết an phận một chút là được rồi, Lạc Hà tức giận nói. Triệu Bân ho khan một tiếng, biết Lạc Hà đang nói tới Vệ Xuyên. Chuyện này cũng không thể trách hắn được, là do Vệ Xuyên tự tìm đến hắn để gây phiền toái trước. Quá!
Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì thú cưỡi của Lạc Hà đã từ trên trời đáp xuống, đó là một con hạc trắng lớn. Thanh Giao, Xích Hiên và Lâm Tà đã ở sẵn trên thú cưỡi, bọn họ còn chưa đến được núi Bất Tử thì đã gặp Lạc Hà, chủ nhân đỉnh Lạc Hà liền lập tức xông tới với khí thế hết sức kinh người, sau đó tất cả cường giả huyết hy môn đều bị giết chết chỉ trong chớp mắt. Về tông môn, Lạc Hà nói rồi bước lên trên lưng con hạc trắng. Sư bá, ta còn có việc, ta sẽ về sau, Triệu Bân nói xong liền quay đầu bỏ chạy. Trở về, Lạc Hà vươn tay ra định tóm lấy hắn nhưng chỉ có thể tóm vào khoảng không. Ta thật sự vẫn còn có việc phải làm, sau khi chạy đi thật xa thì Triệu Bân mới ngoái đầu nhìn lại, trước tiên thì hắn ha hả cười, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Lâm Tà, Thanh Giao và Xích Hiên, ánh mắt mang ngụ ý rất rõ ràng, các người cứ về tông môn trước, tình hình bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta không thể đưa mọi người và Lạc Hà đến núi Bất Tử được. Có Lạc Hà bảo vệ thì hắn không cần phải lo lắng cho tính mạng của ba người đó nữa. Hoàng Ảnh Vệ cùng Trấn Ma Ti cho dù có mạnh đến cỡ nào thì cũng sẽ không dám đắc tội với trưởng lão Thiên Tông. Cẩn thận! Ba người kia tuy không lên tiếng nhưng môi của ai cũng mấp máy. Quác! Con hạc trắng giang rộng đôi cánh và bay thẳng đến Thiên Tông. Các ngươi rời tông môn để làm cái gì? Lạc Hà nhàn nhạt nói, trong lời nói mang ý tứ sâu xa. Lịch luyện! Không nói như vậy thì chẳng lẽ lại đi nói ra chuyện bọn họ đều là bạn tốt của Triệu Bân hay sao? Trong thời khắc mấu chốt thì cả ba người đều đồng thanh nói ra một lý do, chuyện bọn họ chạy tới đây để cứu người của Triệu gia tuyệt đối không thể nào để lộ ra ngoài được. Chuyện này nếu như lộ ra ngoài thì chắc chắn bọn họ sẽ gặp phải rắc rối lớn, tệ hơn nữa nếu như Tử Y Hầu biết được chuyện này thì đừng nói tới Lạc Hà, ngay cả Dương Huyền Tông cũng không cứu được bọn họ. Vì vậy, nói dối lúc này là chuyện cần thiết. Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã trôi qua. Đám người kéo bè kéo lũ tới đánh nhau cũng đã tản ra hết, trả lại cho nơi đây không gian yên tĩnh. Trên bầu trời đang có rất nhiều quân của Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti cho nên tất nhiên không còn ai dám hành động lỗ mãng. Đặc biệt là tộc xác chết, huyết hy môn, ma quật và ma gia, tất cả đều là thế lực đối địch với đại hạ cho nên lại càng không dám nhúc nhích. Quân Trấn Ma Ti chỉ cần nhìn thấy người của ma quật và ma gia thì chắc chắn sẽ giết chết ngay tại chỗ. Bởi vì đó chính là ý nghĩa tồn tại của Trấn Ma Ti. Lục soát thật kỹ cho ta. Những tiếng quát tháo vang lên khắp nơi, đều là tiếng của quân Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti. Đây cũng chính là mệnh lệnh của Tử Y Hầu. Vẫn là câu nói cũ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không ai dám làm việc cầu thả, nhất là các thống lĩnh, ai cũng ra sức tìm kiếm, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Bọn họ không tin mình không thể tìm ra được mấy trăm phế nhân. Bọn họ đã đi đâu vậy? Bên này Triệu Bân cũng đang tìm kiếm, hắn tìm Ma Tử, Phượng Vũ, Ngưu Anh và nhóc Hám Tiền. Hắn đã biến ra rất nhiều phân thân tản đi khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy được lấy một trong số bốn người bọn họ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm xấu, hắn thầm nghĩ bọn họ không thể nào bị giết được. Bầu trời đã hửng sáng. Hắn triệu hồi đại bằng một lần nữa. Tay cầm kính viễn vọng nhìn về mọi phía. Hửm. Trong lúc đang tìm kiếm thì Triệu Bân đột nhiên nghe thấy một tiếng hắng giọng. Hắn còn chưa tìm thấy ma tử thì đã phải đụng độ một người quen. Người quen đó chính là người đàn ông trung niên cụt một tay. Ông ta đang mặc trang phục của Trấn Ma Ti, trên thắt lưng còn đeo theo một thanh kiếm dài của Trấn Ma Ti, đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm trông hết sức bất cần. Tất cả mọi người của Trấn Ma Ti đều đi thành nhóm hai ba người, duy chỉ có ông ta là đi một mình. Là ông ta, Triệu Bân lẩm bẩm, lúc trước khi hắn đến gặp ma tử trong quán trà nhỏ ở Đế Đô thì đã gặp người đàn ông trung niên cụt một tay này, lúc đó hắn còn muốn mua miếng hộ tâm kính của ông ta nhưng ông ta nhất quyết không muốn bán, thế mà ngay tối đó khi hắn gặp lại ông ta ở tầng cao nhất của Thanh Lâu thì ông ta lại trực tiếp đưa miếng hệ tâm kính đó cho hắn. Trên miếng hệ tâm kính có khắc độn giáp chữ thiên, đến giờ phút này vẫn còn khám trên thân kiếm Long Uyên. Bọn họ là những người đồng bệnh tương liên, ai cũng có một câu chuyện xưa khó giải bày, đều có một người quan trọng với bản thân bị giam giữ trong hình tháp, mà bọn họ cũng chỉ dám ở tầng cao nhất của Thanh Lâu mà nhìn trộm vào hình tháp. Ông ta không tố giác Triệu Bân, Triệu Bân cũng không tố giác ông ta bởi vì bọn họ đều biết tâm trạng của đối phương, làm sao bọn họ có thể nhẫn tâm làm ra chuyện đó được. Tiền bối, thật là trùng hợp, Triệu Bân lên tiếng chào hỏi. Thời buổi rối ren. Ngươi nên sớm quay về tông môn đi,
người đàn ông trung niên cụt một tay khàn giọng nói. Vừa dứt lời thì ông ta cũng đi càng lúc càng xa. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà từ trong ống tay áo của người đàn ông trung niên cụt một tay bỗng bay ra một tờ giấy. Triệu Bân bắt lấy tờ giấy thì nhìn thấy trên tờ giấy có viết một dòng chữ, Thánh nữ Ma Gia. Thung lũng Cửu Long. Triệu Bân thấy vậy thì liền cau mày nhìn về phía người đàn ông trung niên cụt một tay. Người đàn ông đến từ trấn Ma Ti này đang nhắc nhở hắn sao? Ông ta đang nhắc nhở cho hắn biết rằng Phượng Vũ đang ở thung lũng Cửu Long. Đây là ý gì? Trấn Ma Ti cùng với người của Ma Gia phải là đối thủ một mất một còn mới đúng chứ? Nếu như ông ta có thể bắt giữ thánh nữ Ma Gia thì còn gì bằng? Hắn chắc chắn người đàn ông trung niên cụt một tay biết rõ điều đó, nhưng ông ta lại không bắt giữ thánh nữ Ma Gia mà còn đem tin tức này truyền cho hắn biết, chuyện này khiến cho hắn không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên cụt một tay này biết hắn có quan hệ với Ma Gia? Phỏng đoán này rất hợp lý. Phỏng đoán này hoàn toàn đúng. Làm thế nào mà người đàn ông trung niên cụt một tay biết được? Tất nhiên cũng là do phỏng đoán. Tại tầng cao nhất của thanh lâu đêm đó, Triệu Bân đến trước, ông ta đến sau, trong lúc Triệu Bân đang tập trung nhìn trộm hình tháp thì ông ta cũng đang chăm chú nhìn Triệu Bân. Ông ta đã ước tính chiều cao của Triệu Bân, ước tính góc độ mà Triệu Bân nhìn về phía hình tháp, cho nên cũng không khó để đoán ra Triệu Bân đang nhìn vào tầng 9 của hình tháp, nói trắng ra thì ông ta cũng đã biết Triệu Bân đang nhìn Đan Phượng Phù Dung. Ông ta biết rõ quan hệ giữa Đan Phượng Phù Dung và Triệu Gia, chuyện Ma Gia phái người tới cướp tù nhân Triệu Gia thì sau đó ông ta cũng biết. Tóm lại, ông ta đã đoán Cơ Ngân và Ma Gia chắc chắn phải có quan hệ rất mật thiết, có lẽ còn là liên minh, ông ta còn nghi ngờ Cơ Ngân chính là Triệu Bân, nếu không thì tại sao hắn lại đi nhìn trộm Đan Phượng Phù Dung, hơn nữa hai mắt lại còn rưng rưng. Nếu như không có tình cảm sâu đậm thì làm sao con người ta có thể đau lòng đến rơi lệ được. Đối với chuyện này thì ông ta cũng không khác gì hắn. Xem đi, những người ít nói đều rất giỏi quan sát. Giống như vị này vậy, tuy chỉ là phỏng đoán nhưng lại không sai đi đâu được. Về phần Phượng Vũ, ông ta đã vô tình phát hiện được tung tích của cô ta, chỉ là ông ta vẫn chưa đụng tới mà thôi. Cho tới nay ông ta vẫn chưa báo lại chuyện này cho Trấn Ma Ti cùng Hoàng Ảnh Vệ biết. Đối với ông ta mà nói thì chẳng có điều gì quan trọng bằng người thân của ông ta đang bị giam giữ ở hình tháp. Nay ông ta lại trùng hợp gặp được một kẻ đồng bệnh tương liên giống như Triệu Bân thì bất giác lại muốn thuận nước đẩy thuyền. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng sau đó liền quay người rời đi. Đi được một đoạn thì hắn còn không quên ngoái đầu lại nhìn người đàn ông trung niên cụt một tay. Nếu như có thể tìm được Phượng Vũ thì phần ân tình này hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ. Quác! Đại bằng giang rộng đôi cánh, bay thẳng đến một hướng khác. Triệu Bân chưa bao giờ tới thung lũng Cửu Long nhưng nhìn bản đồ thì hắn cũng thấy có đánh dấu vị trí của nó. Thung lũng Cửu Long có vẻ hơi xa so với núi Bất Tử, hắn chỉ mong Phượng Vũ vẫn còn ở đó. Trong ngọn núi này có một tòa địa cung đó chính là hang ổ của, bạn cũ, của ngươi. Khi đi ngang qua một ngọn núi thì Nguyệt Thần lại đột nhiên nói. Tuy cô ta đã nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không quên cảm nhận tình hình chung quanh. Cho dù bình thường tính tình của Nguyệt Thần không tốt lắm nhưng vào những thời khắc mấu chốt thì cô ta vẫn rất đáng tin cậy. Thật sự khi cô ta không bày trò hại người thì cũng rất đáng yêu. Bạn cũ sao? Hang ổ. Triệu Bân nhướng mày, bất giác nhìn xuống ngọn núi. Tuy nhiên ở đây có quá nhiều đỉnh núi, hơn nữa rừng cây cũng hết sức tùm. Cho dù hắn có thiên nhãn thì cũng khó tìm ra được huyền cơ. Chuyên đào mộ, Nguyệt Thần chỉ nói hai chữ này. Lời này vừa nói ra thì hai mắt của Triệu Bân đã sáng lên. Chuyên đào mộ thì chỉ có tộc xác chết mà thôi, người tộc này chuyên làm chuyện tổn hại âm đức. Đã là người của tộc xác chết thì chắc chắn là bạn cũ của hắn rồi, bởi vì trong chuyện đuổi giết người của Triệu gia bọn chúng cũng có phần. Chờ đó cho ta. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng. Đợi ta cứu người xong thì sẽ khiến cho các ngươi nổ tan tành. Triệu Bân thầm mắng trong lòng, đại bằng đã chở hắn bay ngang qua, chuyện quan trọng nhất lúc này là cứu người, hắn sẽ quay lại giải quyết tộc xác chết sau. Tú Nhi, cô nhìn kỹ một chút cho ta. Triệu Bân vừa quan sát vừa nói, ý tứ trong lời nói của hắn hết sức hiển nhiên, hãy cho hắn biết nơi nào có bạn cũ của hắn, ví dụ như người của tộc xác chết, người của huyết y môn, người của ma quật.
chờ hắn ta quay lại thì nhất định sẽ giải quyết từng kẻ một. Nguyệt thần lười biếng đáp một chữ, đối với việc này cô ta cũng có chút để bụng. Chủ yếu là bởi vì Triệu Bân bị đuổi giết cả đêm cũng khiến cho cô ta cũng cảm thấy hết sức tức giận. Nếu như để cho người ngoài biết đồ nhi của cô ta bị người ta đuổi đánh tơi tả thì sau này cô ta còn mặt mũi gì nữa? Nghĩ như vậy là đúng rồi. Nếu như Triệu Bân biết được ý tứ của Nguyệt Thần thì hắn sẽ cảm động lắm, đây mới là chuyện mà một sư phụ nên làm chứ không phải là suốt ngày nghĩ cách hãm hại hay treo đồ nhi của mình lên đánh. Đã từng gặp bọn chúng chưa? Trên đường đi Triệu Bân gặp rất nhiều quân của Trấn Ma Ti cùng Hoàng Ảnh Vệ, bọn họ đều mang theo một vài bức họa để truy tìm đào phạm. Trên mỗi một bức họa có vẽ chân dung của một người Triệu gia, thậm chí bức họa vẽ chân dung của Triệu Bân còn trở nên rất nổi tiếng. Ta chưa từng gặp qua, từ đầu đến cuối Triệu Bân chỉ đáp lại đúng một câu này. Hửm, cơ ngân của Thiên Tông, trong số binh sĩ đang tìm kiếm có rất nhiều người nhận ra hắn trong nháy mắt. Một khi đã nhận ra thì giọng điệu cũng khác hẳn, ai cũng tỏ ra nể mặt hắn mấy phần bởi vì chống lưng của cơ ngân thật sự rất đáng sợ. Nữ soái Xích Diễm đã đích thân đưa hắn vào Thiên Tông bằng cửa sau, quan hệ này đúng là rất không tầm thường. Triệu Bân chỉ mỉm cười đi qua, không hề giảm tốc. Quân Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti không quá nguy hiểm đối với hắn, bởi vì bọn họ không có pháp nhãn như Ngô Khởi. Có, bạn cũ, trong khu rừng đó. Nguyệt thần vươn vai nói. Bạn cũ, nào, hai mắt Triệu Bân sáng lên, hắn lập tức cầm kính viễn vọng liếc về phía xa thì quả nhiên thấy có một khu rừng cây cối tùm tươi tốt. Huyết Hy Môn, Nguyệt thần thản nhiên nói. Tốt lắm, Triệu Bân cười lạnh, lại bắt được một đám nữa. Vị trí này hắn cũng sẽ nhớ kỹ, sau khi xong việc hắn sẽ quay lại đây giải quyết một thể. Sau đó trên đường đi hắn cũng không may mắn gặp thêm được bạn cũ nào nữa ngoài người của tộc xác chết và người của Huyết Hy Môn, nhưng Triệu Bân không hề vội vàng, đợi sau khi hắn thu xếp xong chuyện của Ma Gia và sử dụng mạng lưới tình báo của Ma Gia thì hắn chắc chắn có thể bắt được từng kẻ một, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Thần ta cũng rất mong chờ, Nguyệt Thần khẽ mở mắt ra nói. Cô ta đã im lặng lâu lắm rồi, cảm thấy tâm tình hết sức khó chịu. Điểm này cô ta rất giống với Triệu Bân, tâm tình của Triệu Bân cũng đang rất không tốt, muốn tìm người chút giận. Dừng. Không biết đến khi nào thì Nguyệt Thần lại lên tiếng. Triệu Bân nói dừng là dừng ngay chứ không dám chậm trễ, mỗi một lần Nguyệt Thần bảo hắn dừng thì hắn đều sẽ tìm được một cơ duyên tốt. Lại gặp, bạn cũ, sao, hai mắt Triệu Bân sáng lên. Mấy người tiểu hắc mập và nhóc hám tiền đang ở dưới đó, Nguyệt Thần ngáp một cái rồi nói. Con mợ nó, đúng là niềm vui bất ngờ, Triệu Bân vô cùng kích động, vô tình văng tục một câu. Quác! Đại bằng từ trên trời rơi xuống, men theo vách đá đi vào một vực thẳm hẻo lánh. Vực thẳm hẻo lánh này sâu một cách lạ thường, sâu đến mức nào? Vạn trượng bên dưới, càng xuống dưới càng tối, gió thổi càng lạnh, khiến người ta có cảm giác đang đi xuống âm tàu địa phủ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gào khóc của lệ quỷ. Ai? Không đợi Triệu Bân tiếp đất, hắn đã nghe thấy một tiếng hét dữ dội. Âm thanh này khá quen thuộc, nghe kỹ thì là tiếng của Chư Cát Huyền Đạo. Không sai, ngoài tên mập đen và nhóc ham tiền ra, Chư Cát Huyền Đạo cũng ở đó, bên cạnh còn có Tử Linh, đám cường giả của Ngưu Anh và Bạch Nhật Mộng, đều ở đây hết. Cơ ngân, nhìn thấy Triệu Bân, đám cường giả mới bỏ vũ khí xuống. Là ta, Triệu Bân vững vàng hạ xuống, vội vàng nhìn xung quanh. Bao gồm cả Chư Cát Huyền Đạo và Tử Linh, trên người ai cũng có thương tích, nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, đúng là may mắn. Thảm nhất chính là tên mập đen và nhóc ham tiền, vết thương khá nặng, lúc này còn đang hôn mê nhưng tính mạng không đáng lo, có vài người đang trị thương cho chúng. Hắn chính là Cơ Ngân, Chư Cát Huyền Đạo vuốt râu, Tử Linh cũng nhìn nghiêng. Danh tiếng của Cơ Ngân bây giờ đang nổi như cồn, ai mà biết, hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Lời đồn quả đúng không sai, khuôn mặt này lại bình dân như vậy, nhìn xong là quên ngay. Quen thuộc quá. Đây là mối nghi ngờ trong lòng hai người. Không biết tại sao, họ luôn cảm thấy như đã gặp Cơ Ngân ở đâu đó. Nghe nói, ngươi và Triệu Bân là bạn cũ, Chư Cát Huyền Đạo vòng qua Triệu Bân, thỉnh thoảng duỗi tay nhéo nhẹ vào bắp tay hắn, xương cốt khá tốt, là một nhân tài trong làng giấu nghề.
Đúng vậy, Triệu Bân cười, không để lộ ra thân phận. Hắn, đang ở đâu, Tử Linh hỏi. Ở một nơi, mà tất cả mọi người đều không ngờ tới, Triệu Bân nói. Hai người nghe vậy thì cùng trầm ngâm. Không ngờ tới, lẽ nào là, Thiên Tông, Đại Đô, Hoàng Cung, Hình Tháp. Nhất thời, cả hai người nghĩ đến mười mấy nơi. Rõ ràng, hai người đều không ngờ rằng hắn đang đứng trước mặt mình đây, đúng là không ngờ tới. Người Triệu gia, hiện đang ở đâu, Tử Linh lại hỏi. Núi Bất Tử, Triệu Bân cười nói, sau đó lại bù thêm một câu, an toàn hơn so với đế đô. Chém gió quá, cẩn thận gãy lưng, Chư Cát Huyền Đạo nhấp một ngụm rượu nói. Đi nào, đến đó là biết thôi, Triệu Bân lập tức nói, không thể chậm trễ, lập tức lên đường. Không, một cường giả áo tím vẫy vẫy tay, người này do Ngưu Oanh đưa đến, ông ta chậm rãi nói, người Triệu gia an toàn, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, phải quay về đất tổ. Núi Bất Tử cách đây không xa, ở đó rất an toàn, Triệu Bân lại nói. Không kịp nữa, phải nhanh chóng trở về gia tộc, một tiền bối nữ cười nói, đã cõng nhóc ham tiền lên, chúng ta bí mật ra ngoài, thời gian lâu rồi, sợ gia tộc có biến cố. Vội vậy sao, Triệu Bân cau mày. Ngày tháng còn dài, sẽ có cơ hội gặp lại, ông già áo tím cười, cũng cõng tên mập đen lên. Đã như vậy, cảm ơn các vị tiền bối đã có ơn cứu giúp, đời này không quên, Triệu Bân chắp tay nghiêng người nói, sau này, nếu gặp hoạn nạn, có thể đến núi Bất Tử, nơi đó. Thật sự rất an toàn. Được, đám tiền bối cười hiền. Nói thật, nhìn tên tiểu võ tu này, bọn họ thấy rất vừa mắt. Người mới đứng đầu Thiên Tông, họ vẫn rất vui vẻ mà kết bạn, hiện tại không có gì cả, đợi 10 năm sau, người tên Cơ Ngân này, tuyệt đối là yêu nghiệt một phương, tiền đồ sáng lạn. Vậy mới nói, đây là một mầm tài năng. Nếu gặp được Triệu Bân, thay mặt ta hỏi thăm hắn, tên mập đen tỉnh lại, hơi thở yếu ớt. Gặp Triệu Bân thì nói với hắn, ta nhớ hắn, nhóc ham tiền cũng mở mắt ra, cười mệt mỏi nói. Ta nhất định sẽ giúp hai người, Triệu Bân chính trọng nói, trong lòng cảm kích vô cùng, nếu không phải mọi người vội rời đi, hắn nhất định sẽ mời họ đến núi Bất Tử, không sai không về và cho họ biết về thân phận của mình. Đa tạ, hai người mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hẹn gặp lại. Cả đám người sử dụng thú cưỡi, bay ra khỏi vực thẳm. Tử Linh cũng đi cùng, trước khi đi còn không quên liếc Triệu Bân một cái. Triệu Bân nhìn theo, ngây ngốc vẫy tay. Cuộc gặp này quá ngắn ngủi, chia tay rồi không biết ngày nào mới được gặp lại. Nghe nói, Lăng Phi và Xích Hiên là do ngươi giới thiệu đến đỉnh Tử Trúc, Chư Cát Huyền Đạo không rời đi, cười hỏi Triệu Bân. Có thể giúp đỡ được thì giúp thôi, Triệu Bân nói. Ngươi có biết ta là ai không, Chư Cát Huyền Đạo vuốt râu. Nghe Lăng Phi nói qua, có một người mặt dày tên là Chư Cát Huyền Đạo. Có phải ông không, Triệu Bân giả ngây hỏi, tiện thể còn ập một cái nồi sắt lên đầu Lăng Phi. Nghe vậy, sắc mặt Chư Cát Huyền Đạo hiển nhiên có chút tối sầm. May mà Lăng Phi không ở đây, nếu không thì sẽ bị ăn ngay một cái bạt tai rồi, kết bạn cần phải cẩn trọng. Nhiều lúc bị đánh cũng không biết là ai ra tay. Đi tìm một người với ta nhé, Triệu Bân chọc chọc Chư Cát Huyền Đạo. Không rảnh, Chư Cát Huyền Đạo đen mặt, dùng bùa bay lên trên. Có cần đến núi Bất Tử tham quan không? Đó thật sự là một nơi rất tốt, Triệu Bân vội vã đuổi theo. Lão Phu có phải chưa đến đó bao giờ đâu? Bây giờ, đã thay đổi rất nhiều rồi. Cút ngay, Chư Cát Huyền Đạo mắng một tiếng, từ vực sâu bay thẳng về một phía khác. Ông ta muốn đến Thiên Tông sao? Triệu Bân nhìn theo, nhíu mày, lẽ nào Chư Cát Huyền Đạo cũng giống như Lăng Phi và Xích Hiên bị gọi quay về Thiên Tông rồi? Vậy thì hai người họ, lại làm loạn lên ở đó thì sao? Thu hồi tầm nhìn từ phía lão đạo Chư Cát, Triệu Bân vội vàng quay đi. Chậm trễ khá nhiều thời gian rồi, phải nhanh chóng chạy tới thung lũng Cửu Long. Trên bản đồ có thể thấy được địa hình của thung lũng Cửu Long có 9 mạch núi trông như con rồng quấn vào nhau, địa thế khá đẹp, mà thung lũng Cửu Long chính là trung tâm của nó, tên nó cũng là vì lý do này. Vận may của hắn cũng khá, quả thực Phượng Vũ đang ở đó. Ngoài Phượng Vũ ra còn có một ông già đầu chọc, đúng chuẩn một cao thủ địa tạng,
không phải cường giả của ma gia mà là một trưởng lão của tộc ám giả. Đúng là không yên phận, mũi cũng thính ghê, trận hỗn chiến đã hạ màn rồi mà còn mải miết tìm người. Không tìm thấy người nhà Triệu gia, nhưng tìm được Phượng Vũ. Đây là thánh nữ ma gia đấy, bắt được cũng là một đại công. Khi Triệu Bân đến nơi, hai người đang đánh nhau rất hăng. Khỏi cần nhìn cũng biết Phượng Vũ rơi vào thế yếu, vốn dĩ cô ta đang trị thương ở đó, vết thương cực kỳ nghiêm trọng, không thể dùng nổi 4 phần khả năng chiến đấu. Với trạng thái này mà đối đầu cùng cao thủ địa tạng cũng khiến cô ta rất khó chịu, toàn thân đầy vết máu, hơi thở cũng yếu ớt đến cực điểm. Thánh nữ của ma gia chắc phải là một tư vị khác, ông già đầu chọc cười khẩy, ông ta liếm đầu lưỡi đỏ lòm, ánh mắt đầy vẻ dâm dục. Đừng thấy ông ta lớn tuổi, thực chất vẫn còn háo sắc lắm. Phượng Vũ không nói gì, máu liên tục tràn ra qua khóe miệng, đứng còn không vững. Lão Phu sẽ yêu thương nàng tới nơi tới chốn, ông già đầu chọc cười nham hiểm, vươn tay túm lấy. Ta cũng sẽ yêu thương ông tới nơi tới chốn. Không đợi Phượng Vũ phản ứng, cô ta đã bị một người kéo ra từ đằng sau. Triệu Bân chạy tới, kéo Phượng Vũ ra, vung hám sơn quyền đánh nát bàn tay to lớn của ông ta. Ông ta đầu chọc cũng hừ một tiếng lảo đảo ra sau vì dư chấn. Mới là võ tu địa tạng tầng 3 thôi mà, cho dù hắn không ở trạng thái đỉnh cao, cho dù hắn đang bị thương nặng vẫn có thể hành hạ ông ta như thường. Ai thế? Ông già đầu chọc quát ầm lên, nhưng chưa nhìn ra ai với ai, chỉ thấy một bóng đen. Soạt! Triệu Bân nhanh như cái bóng, đã lao người tới. Ngươi, ông già đầu chọc đột nhiên biến sắc, vội vàng trốn tránh. Trốn à, Triệu Bân dùng huyễn thuật thiên nhãn, làm tinh thần của ông già đầu chọc mê man. Tuy chỉ trong một chốc lát cũng đủ giúp hắn túm được cổ tay của ông già đầu chọc. Nghĩ kỹ lại, hình như mấy ngày rồi chưa đập ai, đúng là ngứa tay thật. Đùng, binh, đùng. Thung lũng cửu long tĩnh mịch bỗng chốc vang lên 3 tiếng nổ. Ông già đầu chọc thê thảm rồi, vừa mới tỉnh dậy từ huyễn thuật thiên nhãn đã bị một đòn tấn công phá hủy chân nguyên hộ thể. Đòn thứ hai, lục phủ ngũ tạng di rời vị trí. Đòn thứ ba, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Triệu Bân nhìn qua, ôi chao, vẫn còn thở. Người thấu tình đạt lý như hắn lại tiếp tục tung thêm 9 cú quật, đường đường cao thủ địa tạng tầng 3 bị hắn quật thành một đống, xương cốt gãy nhừ như bột. Đến lúc chết mà ông già đầu chọc vẫn còn buồn bực, bởi dù từng nghĩ tới rất nhiều cách chết, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị quật ngã đến chết, đã vậy còn bị một võ tu huyền dương quật chết. Ông ta còn giữ rất nhiều bí pháp, nhưng chưa kịp dùng. Tiêu diệt xong tên này, Triệu Bân mới quay người chạy tới. Gặp đúng lúc Phượng Vũ đứng không vững, được hắn giơ tay đỡ lấy. Lòng bàn tay Triệu Bân có chân nguyên dồi dào, chảy vào cơ thể cô ta, gạt bỏ sát khí, tiện thể còn nuôi dưỡng thể phách. Tuy vết thương nặng, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Hắn cũng thường xuyên quật người ta như thế, Phượng Vũ mỉm cười mệt mỏi, còn hắn mà cô ta nhắc tới ý chỉ Triệu Bân. Xét về tư thế quật người ta thì Cơ Ngân và Triệu Bân đúng là khớp đến hoàn hảo. Ta dạy hắn đấy, Triệu Bân mỉm cười. Thê tử của ngươi đâu? Vẫn đang say ngủ. Chỉ vài câu đối thoại, ai hiểu tự hiểu. Phượng Vũ không ngốc, giác quan thứ 6 của phụ nữ cực kỳ chuẩn, cô ta đã nhận ra Triệu Bân rồi. Thay đổi dung mạo thì đã sao, thay đổi hơi thở thì đã sao, cô ta vẫn nhận ra được, đây chắc chắn là Triệu Bân của Thành Vong Cổ. Mà câu trả lời của Triệu Bân cũng không hề phủ nhận. Nếu đã liên thủ với ma gia, thời cơ cũng đã tới, không cần thiết phải giấu giếm nữa. Nhân quả, đúng là một thứ kỳ lạ, Phượng Vũ mỉm cười dịu dàng, sau khi rời khỏi biên quan, trước đó cô ta đã từng gặp Triệu Bân tại một làng nhỏ có tên là Sơn Hà. Đêm đó, cô ta đánh nhau cùng U Lan, mà khi rơi xuống dòng sông, được cứu tới thôn Sơn Hà, cô ta, U Lan và Triệu Bân nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Tiếc rằng khi đó cô ta chỉ mải đánh nhau cùng U Lan, không nhận ra Triệu Bân. Không ngờ rằng, ngược xuôi ngang dọc một hồi, họ lại dùng thân phận này để nhận ra nhau. Cô ta là thánh nữ ma gia, hắn là người đứng đầu tân tông, cùng là người gánh theo thù hận, đã vậy còn kết thành liên minh. Tâm trạng của cô vào đêm hôm đó, ta hiểu được, Triệu Bân mỉm cười với chất giọng khàn. Từ nay về sau, chỉ sống vì thù hận. Lời mà Phượng Vũ từng nói, hắn cũng tự nói với bản thân vô số lần. Chữ thù khắc trên trán Phượng Vũ. Hắn cũng từng khắc một chữ, chẳng qua là khắc vào linh hồn, dù nó cũng chảy máu ròng ròng. Ta sẽ bóp nát đầu hắn,
hiến tế linh hồn đang ở trên trời của huynh trưởng ta, Phượng Vũ lạnh lùng nói. Kẻ thù của cô rốt cuộc là ai? Triệu Bân hỏi, hắn công Phượng Vũ ra khỏi thung lũng. Ân Minh, ai là Ân Minh cơ? Cháu trai nhỏ của đại tế ti hoàng tộc, Phượng Vũ không hề che giấu, bên trong đôi mắt đẹp ánh lên một tia sáng sắc lạnh, cho dù tu vi của cô ta cao bao nhiêu thì sát khí mà cô ta bộc phát ra lúc này cũng đủ khiến cho Triệu Bân phải lạnh cả sống lưng. Không hổ là thánh nữ ma gia, có thù tất báo, Triệu Bân hít sâu một hơi nói, đại tế ti hoàng tộc là nhân vật dưới một người trên vạn người, như vậy cũng đủ thấy cháu trai nhỏ của đại tế ti có thân phận tôn quý như thế nào. Chắc chắn bên cạnh hắn ta có cao thủ nhiều như mây, người bình thường không thể nào đến gần hắn ta. Ra khỏi thung lũng, Triệu Bân đi suốt một đoạn đường không dừng lại. Phượng Vũ không lên tiếng, cô ta đã ngủ từ lúc nào, lặng lẽ tựa vào vai của Triệu Bân, thỉnh thoảng cô ta còn nở một nụ cười nhàn nhạt, có chút ngọt ngào và dịu dàng của người thiếu nữ đang rung động. Sao chỉ còn lại mình cô thế? Triệu Bân thầm nghĩ, không biết ma tử đã chạy đi đâu. Về phần cường giả ma gia thì phần lớn đều đã ẩn thân kín đáo, chỉ cần không bị hoàng ảnh về lục soát ra là được. Bọn họ chỉ đợi ma tử ra lệnh một tiếng thì sẽ nhanh chóng di chuyển đến núi bất tử. Từ đây bọn họ có thể củng cố phòng tuyến. Tiếp theo sẽ là một cuộc phản công lớn, bất kể là kẻ nào cũng sẽ không thể thoát được, cho dù là người của tộc xác chết, huyết hy môn, tộc huyết ưng, tộc ám dạ hay là ma quật. Lão đại, tìm thấy ma tử rồi. Hắn mới vừa ra khỏi núi thì đã nghe thấy có phân thân gào lớn truyền tin đến. Trước đó Triệu Bân đã biến ra rất nhiều phân thân để xem xét xung quanh, đúng là hành động đúng đắn. Con mợ nó, người thật sự trốn ở chỗ đó sao? Triệu Bân đã nhìn thấy vị trí của ma tử thông qua phân thân, chính là địa cung bên dưới núi Thiên Táng, lúc trước người của Triệu gia đã từng trốn ở đó, vậy mà ma tử còn dám trốn ở đó. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, ma tử mạnh mẽ nói, Triệu Bân phân thân nghe thấy hắn ta nói cho nên Triệu Bân bản thể cũng có thể nghe thấy, quân hoàng ảnh vệ và trấn ma ti đều đã lục soát nát nơi đó rồi, chẳng lẽ bọn họ còn rảnh mà quay lại hay sao? Mau tới đây, ta đưa ngươi đi tới chỗ tốt, Triệu Bân cười nói. Được rồi, ma tử ôm chặt thắt lưng của mình rồi đi theo Triệu Bân phân thân. Triệu Bân phân thân biết được vị trí của Triệu Bân bản thể cho nên cũng rất dễ dàng tìm thấy. Chỉ sau vài giờ thì cả hai đã gặp nhau. Triệu Bân không sao, Phượng Vũ cũng không sao, nhưng ma tử thì hết sức thê thảm, hắn ta đã bị cụt một cánh tay, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể có rất nhiều nội thương ẩn chứa không ít sát ý đang ăn mòn căn cơ, xem ra sau khi đánh nhau với kẻ áo đen hôm qua thì hắn ta đã phải gặp thêm vài trận chiến kịch liệt nữa. Cho dù là thánh tử ma gia đỉnh đỉnh đại danh thì cũng không tránh khỏi việc bị đánh tơi tả, nếu không vì như vậy thì hắn ta cũng không phải tới địa cung bên dưới núi Thiên Táng trốn. Ngươi đã từng nghe nói về cánh tay kỳ lân chưa? Triệu Bân cười nói. Cánh tay kỳ lân, ma tử lắc đầu. Đợi trở về ta sẽ dạy là cho ngươi, Triệu Bân lại cười nói. Ma tử đã bị mất một cánh tay. Vừa hay Triệu Bân lại thông hiểu kỳ lân quyết. Hoặc cũng có thể nói là kỳ lân quyết đã được cải tiến, cho dù không có máu kỳ lân cũng có thể luyện ra được một cánh tay mới, cũng giống như cánh tay kỳ lân của hắn không hề có máu kỳ lân bên trong vậy. Có mềm hay không, ma tử đột nhiên nói. Sao, Triệu Bân nghe vậy thì chẳng hiểu gì. Không thì để ta cõng cho, ma tử nói tiếp rồi lại nhìn về phía Phượng Vũ đang nằm trên lưng Triệu Bân. Phượng Vũ ngay lập tức trừng mắt nhìn ma tử. Trong đôi mắt đẹp dường như còn rộ lên một ngọn lửa. Ma tử thấy vậy thì liền ho khan một tiếng. Cô nàng này vậy mà vẫn còn giả vờ ngủ. Ai cần ngươi lo? Phượng Vũ lại trừng mắt liếc hắn ta thêm một cái rồi tiếp tục giả vờ ngủ. Triệu Bân lúc này mới có phản ứng. Hắn cũng liếc mắt nhìn ma tử, thầm nghĩ cái tên này nói chuyện đúng là có ý tứ, khiến cho người cơ trí như hắn mà cũng phải nghe mãi mới hiểu. Chỉ có điều, cảm giác này đúng là rất mềm. Khi màn đêm buông xuống thì ba người mới tới núi bất tử. Đây chính là chỗ tốt mà ngươi đã nói sao, ma tử liếc mắt hỏi. Xem qua đi rồi nói sau, Triệu Bân cũng lười giải thích, chỉ nhanh chóng tiến vào trong. Ma tử không tin lắm, nhưng cũng đi theo hắn. Chết tiệt! Tên khốn! Cơ ngân, ngươi cút ra đây cho ta!
Ngay trước khi bước vào thì ma tử đã nghe thấy những tiếng quát tháo giận dữ liên tiếp vang lên. Nghe có vẻ giống như tiếng của Ngô Khởi, ma tử bất giác ngước mắt lên nhìn xung quanh. Tuy nhiên, hắn ta không thể nhìn thấy gì. Ma tử nghe không lầm, đó đúng là tiếng của Ngô Khởi, hắn ta vẫn còn bị mắc kẹt ở trong núi bất tử chưa thể thoát ra ngoài. Triệu Bân không trả lời, chỉ tiếp tục đi vào trong. Ta đã từng đến núi bất tử nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sương mù, ma tử quan sát hết hai bên trái phải với ánh mắt nghi hoặc. Hắn ta nhận ra cho dù bản thân của mình cũng có thiên nhãn nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng đường đi bên trong núi, nếu như không có ai dẫn đường thì hắn ta cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Thật kỳ quái, Phượng Vũ đang nằm trên lưng Triệu Bân đã mở mắt ra từ lúc nào, ánh mắt của cô ta tràn đầy đầy nghi hoặc giống như ma tử, trước đây cô ta cũng đã từng đến núi bất tử nhưng chưa bao giờ gặp phải sương mù lớn như thế này. Không đúng, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng ma tử kêu lên, mê tung trận. Đúng, là mê tung trận, cấp tiên, Triệu Bân trầm giọng nói. Cấp tiên, ma tử kinh ngạc, Phượng Vũ cũng kinh ngạc. Pháp trận cấp tiên vượt ra khỏi cảnh giới thiên võ, có thể đoạt thiên tạo hóa, sợ rằng ngay cả đại hạ Hồng Uyên tới đây cũng không thể tìm được đường ra, sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong núi này. Ghê gớm không? Ghê gớm, ma tử thầm nuốt nước miếng nói. Còn có nhiều thứ ghê gớm hơn nữa. Triệu Bân cười thần bí rồi bước nhanh hơn. Ma tử vội vàng đuổi theo, so với mê tung trận cấp tiên thì bên trong chắc chắn còn có nhiều huyền cơ nghịch thiên hơn. Khi đến trước cổng thành Thiên Thu thì ma tử mới bất giác ngẩng đầu lên nhìn, tự hỏi tòa thành cổ này ở đâu ra. Hắn ta đã từng đến núi bất tử nhiều lần nhưng chưa từng nhìn thấy tòa thành cổ nào, là ai đã xây dựng nó, tường thành vô cùng cao, độ hùng vĩ còn có thể sánh ngang với đế đô. Còn bầu không khí âm trầm kỳ quái này nữa, tuy hắn ta không biết được niên đại của tòa thành cổ này nhưng chắc chắn là nó đã được xây dựng trước đế đô từ rất lâu. Chỉ cần nhìn thấy ba chữ thành Thiên Thu ở trên cổng thì hắn ta cũng đã cảm thấy hết sức áp lực. Mời vào, Triệu Bân đã tiến vào, không quên gọi một tiếng. Ma tử định thần lại, bước nhanh để theo kịp. Vào thành, lại là một quang cảnh khác. Con mợ nó. Ma tử ngay lập tức hú lên một tiếng kinh ngạc chưa từng thấy. Sao, có đúng là một chỗ tốt không? Triệu Bân mỉm cười hỏi ma tử. Nơi đây rốt cuộc là, ma tử tập trung quan sát xung quanh, còn Phượng Vũ thì nhìn về phía Triệu Bân. Không gian đại thế giới, Triệu Bân cười nói, không hề che giấu. Ma tử và Phượng Vũ nghe thấy vậy thì cả kinh, xem sắc mặt của bọn họ thì chắc chắn cũng có biết đến không gian thế giới. Trong bí quyển ma gia có nói không gian thế giới là đại thần thông, rộng lớn như thế giới mà cũng nhỏ bé như hạt bụi, chứa đựng tri thức của không gian thời gian, phàm nhân không thể nào tạo ra, cho dù là tiên nhân cao cao tại thượng nhưng nếu như không lĩnh hội đủ tri thức của không gian thời gian thì cũng không thể nào tạo ra thứ đoạt thiên tạo hóa này. Trước đó ta chỉ mới được nghe nói qua, không ngờ lại có thể gặp được ở đây, ma tử thổn thức nói. Không ngờ bên trong núi bất tử này lại có cất giấu một cái. Phượng Vũ cũng không khỏi tặc lưỡi. Mê tung trận ở trong núi bất tử là từ tòa thành này kéo dài ra ngoài. Lúc nãy người nghe không sai, đó chính xác là tiếng của Ngô Khởi, trước đó do đuổi giết ta vào trong núi cho nên mới bị nhốt ở trong mê tung trận, trong khoảng thời gian ngắn hắn ta chắc chắn không thể thoát ra được, mà dựa vào tu vi cùng nhãn giới của hắn ta thì cũng rất khó để có thể tự mình thoát ra ngoài. Bây giờ ta đã là chủ nhân của thành Thiên Thu. Nếu như không được ta cho phép thì không ai có thể vào đây, ngay cả cảnh giới thiên võ như Hồng Uyên đến đây thì cũng phải đợi ở ngoài thành. Không gian thế giới, các người thấy rồi đó, đây chính là địa bàn của ta, Triệu Bân lấy ra bầu rượu, vừa nhấp rượu vừa giới thiệu, giống như đang mời người khác cùng thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy, mà núi bất tử và thành Thiên Thu chính là tác phẩm nghệ thuật đó, mặc dù vẫn còn có chút thiếu sót nhưng đối với phàm nhân thì đã có thể nói là hoàn mỹ. Ma tử nghe xong thì âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy cổ họng khô khốc. Triệu Bân không hề gạt hắn thật sự có thể dẫn bọn họ đến một nơi hết sức yên bình, bên ngoài có mê tung trận, bên trong có thành Thiên Thu, có tìm khắp cả Triều Long Đại Hạ thì cũng không thể tìm được một chỗ an toàn nào khác giống như chỗ này, ngay cả đế đô cũng không ngoại lệ. Phượng Vũ cũng có thái độ không khác gì hắn ta. Giờ phút này nhìn lại tiên cảnh trước mặt thì cả hai người đều không tránh khỏi đầu váng mắt hoa.
nếu như không được tận mắt chứng kiến thì chỉ có quỷ mới biết trong núi bất tử còn có một huyền cơ khủng khiếp bậc này. Ngươi có thể cho ma gia ta vào đây trốn chung được không? Thật lâu sau ma tử mới xoa xoa hai tay quay sang nhìn Triệu Bân cười nói. Phượng Vũ ở bên cạnh cũng tỏ vẻ hy vọng, ma gia bây giờ chật vật biết bao nhiêu, cô ta tất nhiên là biết rõ. Cứ năm ba bữa là bọn họ lại bị đuổi đánh đuổi giết, cho nên bọn họ rất cần có một nơi để ẩn náu. Nếu như không tin ma gia thì ta cũng sẽ không đưa hai người tới đây, Triệu Bân cười nói.